thân hình Đinh Sơn nửa trong suốt, từ cơn gió ngưng tụ. Lý Vân Tiêu mới hiểu ra, Đinh Sơn luyện chế mình thành thân gió. Đinh Sơn trợn to mắt nói. Ngươi muốn giết ta nhưng không ngờ chết trong tay ta đúng không? Lý Vân Tiêu đoán đúng, lúc trước Đinh Sơn được một nửa cá sấu liền bắt đầu tu tập bí pháp hợp nhất mình và cá sấu lại luyện ân cương phong, không ngờ đến phút then chốt nhặt vệ cái mạng. Linh lạc thế giới luôn trong sự khống chế của Đinh Sơn, trong thời gian ngắn Ma Lam không xóa bỏ dấu ấn được. Ma Lam nằm mơ cũng không ngờ lúc này bị chế ngự ngược lại. Đinh Sơn vốn định trốn trong kiếm, chờ đại chiến kết thúc sẽ trở ra. Nhưng Ma Lam định về ma giới, khi gã về ma giới sẽ luyện hóa linh lạc thế giới, Đinh Sơn tiêu đời. Không chỉ thế, Tần Xuyên nhi tử ruột của Đinh Sơn cũng trong kiếm, khó tránh khỏi vận rủi. Chỉ giây lát Lý Vân Tiêu bắt chặt cơ hội ngưng tụ tử lôi chân cánh tay. Tạp chủng này, đáng chết. Ma Lam căng thẳng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, lần này cảm nhận được nguy hiểm chết chóc. Nhưng tứ chi Ma Lam bị cương phong trói, động tác rất chậm. Hơn nữa Đinh Sơn khống chế linh lạc thế giới liều mạng cắt cổ gã. Nếu chỉ bấy nhiêu thì thôi, dù sao thực lực của Đinh Sơn ngay đó, không đáng lo. Nhưng Lý Vân Tiêu ngưng tụ tử lôi đánh vào sau lưng Ma Lam, làm gã rét run. Bóng ma chết chóc đã nhiều năm không gặp lần nữa bao phủ trong lòng Ma Lam. Ma Lam giống to, tiện chủng chết tiệt như đống phân trong mắt bổn tọa mà cũng dám đến đụng vào bổn tọa. Ma Lam bộc phát ra tiềm năng đánh tới trước. Bùm! Linh lạc thế giới bị trùng kích cực mạnh vỡ nát, vô số mảnh thế giới tứ tán, đất đá núi gỗ và bóng người bóng thú, vật trong thế giới kiếm nổ vang ra. Đinh Sơn bị ma công trùng kích, ma khí cuồng bạo nháy mắt tràn ngập mỗi phần thân thể. Dù là thân hình gió cũng nhòe dần, mất đi sự sống. Linh lạc thế giới nổ, Tần Xuyên bị văng ra, trông thấy Đinh Sơn sắp tan biến thì mắt đỏ ngầu giống to. Phụ thân! Đinh Sơn ngoái đầu nhìn Tần Xuyên. Mỉm cười, cổ họng dáng thốt ra thanh âm. Trốn mau. Ý thức Đinh Sơn tan biến không còn lại gì. Tần Xuyên gào thét xé ruột xé gan. Phụ thân. Tần Xuyên định xông lên trước nhưng Lý Vân Tiêu đã đánh ra tử lôi chúng ngay lưng Ma Lam, nổ tung tóe. Khí kình cường đại bắn đi bốn phương tám hướng đánh bay Tần Xuyên. Có nhiều vũ giả bị thu trong linh lạc thế giới lúc này vẻ mặt mờ mịt nhưng rất nhanh bị nỗi sợ kinh hoàng thay thế. A. À. Sấm sét cuồng bạo và ma khí tan tác, nhiều người bị đánh bay. Còn lại đống vũ giả đa số là tinh anh sát thủ của Thiên Nguyên Thương Hội đều bị cuốn vào không còn mảnh vụn. Gần khe hở có một người vẻ mặt ngơ ngẩn, đó là Lý Giật được Lam thu vào linh lạc thế giới, dường như chúng ma công chưa tỉnh táo. Tử lôi cuồng bạo đa u tọng, một vệt ma quang nhỏ bắn ra lao thẳng vào người Lý Giật. Lý Giật thụt lùi mấy bước, rớt vào khe hở trên trời cho đến khi biến mất. Nhiều người nhìn bên này, lộ biểu tình giật mình và mừng rỡ. Ma Tôn đã chết. Lý Vân Tiêu cũng thầm nghi ngờ, hắn nhìn khe hở đó, dường như vừa rồi thấy có ma quang bắn ra ngoài rồi chui vào cơ thể Lý Giật nhưng không rõ ràng. Tuy nhiên Ma Tôn Lam chết thật, dù có một, hai phân thân chạy ra cũng tuyệt đối không còn là Ma Tôn. Lúc trước Lam Nham chủ giết hơn một nửa lực lượng của Lam, tử lôi của Lý Vân Tiêu nổ nát ma lực còn lại, ma khí tán đi rất nhiều. Dù có phân thân chạy trốn cũng chỉ là ma tộc bình thường. Lý Vân Tiêu xoay người nhìn Tần Xuyên, lòng đầy cảm xúc. Lý Vân Tiêu không ngờ Tần Xuyên là nhi tử của Đinh Sơn. Ngọn nguồn chuyện này thế nào đã không quan tâm, dù sao Đinh Sơn cũng thành cho, trước khi chết xem như lập công lớn cho thiên vũ giới, quá khứ tan biến theo người chết. Tần Xuyên quỳ trên trời, khóc không thành tiếng trước khe hở. Ma Lam chết là đả kích chí mạng với những ma tộc vất vả chống đỡ. Rất nhanh, còn lại ma tộc cũng đều bị tiêu diệt. Trên bầu trời chỉ còn nhiều ma khí vẫn đang tụ lại, thỉnh thoảng từ khe hở phun ra chút ma sát, thập phương hung hồn sát những dễ dàng bị giết. Linh Mục Địch tiến lên chóc nhìn chằm chằm khe hở, nói. Còn nhiều ma tộc phá ra, dường như không cam lòng từ bỏ trận địa này. Có mấy thứ đó pha hoại thì rất khó phong ấn khe hở này. Lý Vân Tiêu hỏi. Đại nhân thấy nên làm sao? Không thể để những ma khí liên miên không dứt phun ra, đừng nói thành Hồng Nguyệt, Nguyên Đông Vực, thậm chí thiên vũ giới cũng tiêu. Linh Mục Địch không có ý gì hay, quay sang hỏi mọi người, nhận ý kiến quần chúng. Lam Nham chủ mở miệng nói. Theo ý ta hay là hỗ trợ làm khe hở to hơn, để đám ma tộc tới chịu chết. Thêm vài ma tôn chết là chúng nó ngoan ngay.
tuyệt đối không được. Linh mục địch phản đối ngay. Cái này liên quan đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là ma hóa. Nếu khe hở lớn thì ma giới có thể nuốt cả không gian thiên vũ giới, ma hóa thành hoàn cảnh thích hợp cho ma tộc sinh tồn, khi ấy giới lực vô dụng với bọn họ. Lam Nham chủ nói. Vậy hết cách, đành phái người trấn thủ chỗ này, ra một tên giết một tên. Mọi người im lặng, cách này nhìn như vụng về nhưng là cách duy nhất có thể thực hành. Lam Nham chủ nói. Thành lập mấy con đường trực tiếp cỡ lớn tại đây, tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Cũng kiến lập vô số tụ linh trận tụ linh khí hơn một nửa đông vực đến đây, không chỉ xua tan ma khí còn có thể thông qua khe hở rót ngược lại. Lý Vân Tiêu nói. Về mặt lý luận thì cách này được nhưng công trình to lớn, nếu mỗi khe hở xuất hiện cũng làm vậy thì toàn thiên vũ giới không đủ người. Lam Nham chủ nói. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước BT Yên giải quyết vấn đề rồi suy nghĩ kế lâu dài sau. Hơn nữa khe hở có lớn có nhỏ. Không nhiều khe hở đủ dung chứa ma tôn xuyên qua, đủ cho hai giới đụng vào đạt đến mức tận cùng. Linh Mục Địch nói, ta cảm thấy cách này được, tuy hiện tại thực lực tổng thể của thiên vũ giới không bằng trước kia nhưng tích lũy nhiều kinh nghiệm. Lúc trước ta từng nghĩ đến vấn đề này, chúng ta có thể chế tạo ra thành chỉ bay giống thánh ma điện bảo vệ mỗi cứ điểm khe hở. Dụng thuật đạo luyện chế để bù đắp thiếu người. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, đáng tiếc trong thiên vũ giới chết nhiều nhân tài thuật đạo. Còn lại không rõ tung tích, phần nửa là bị Lỗ Thông Tử bắt đi ma giới. Khúc Hồng Nhan tức giận nói. Lỗ Thông Tử thật là tội nhân thiên cổ. Lý Vân Tiêu nói. Lúc ở cổ ma tỉnh dường như Lỗ Thông Tử luyện chế ra một loại áo giáp có thể đối kháng lại giới lực. Nếu đúng thật thì Lỗ Thông Tử bắt giữ nhiều thuật luyện sư đi ma giới rất có thể vì sinh sản nhiều áo giáp đó, tính nguy hiểm quá lớn. Mọi người nghe hết hồn, chửi Lỗ Thông Tử không chết tử tế được. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Ba Mộc nói. Không cần biết thế nào, giải quyết chuyện Thành Hồng Nguyệt cho xong đi. Ta cảm thấy mấy vị đại nhân nói có lý, chỗ của ta còn có Dương Điện Thánh Ma Điện có thể cống hiến ra làm cứ điểm khe hở Thành Hồng Nguyệt, theo dõi tình hình ma giới. Dù sao một khe hở cho ma tôn vượt qua đây đem đến nguy lại còn hơn Sơn Mạch Thiên Đãng. Linh Mục Địch mừng rỡ nói. Vậy thì tốt quá. Tất cả cao tầng vây quanh trước khe hở bàn bạc sức chiến đấu một nửa toàn thiên vũ giới tụ tập lại đây nên không sợ bên kia khe hở có nhân vật lợi hại nào đi ra. Ngay lúc này đột nhiên một mảnh ma quang nhấp nháy trước mắt bao người. Bầu trời trở nên tĩnh lặng, tất cả nhìn chăm chú vào đoàn sáng thầm nghĩ ma tộc nào mà to gan quá, dám ngang nhiên xông ra. Ma quang biến hình tròn, thân hình cung hiện ra trong đó. Cung giơ hai tay lên nói thẳng. Các vị bớt giận. Ta không đến xúc phạm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. À, vậy ngươi là người qua đường sao? Cẩn thận không qua đường được mà lĩnh cơm hộp về sớm. Ha ha ha, ta vừa không phải người qua đường cũng không muốn lĩnh cơm. Ma Cung cười nói. Ta đến đưa chiến thư cho các vị. Chiến thư. Mọi người sửng sốt nghi ngờ nhìn Ma Cung. Ma Cung mỉm cười nói. Giữa hai giới chúng ta cứ đánh tới đánh lui thế này không có gì hay. Chẳng bằng tìm thời gian, địa điểm đại chiến một trận cho rồi. Người thắng làm vua làm nô, các vị thấy sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Các hạ nói rất có lý, ta cũng nghĩ vậy. Chọn ngày không bằng đúng ngày, bắt đầu bây giờ đi, địa điểm tại đây luôn, chiến đi. Ma Cung sửng sốt rồi cười to bảo. Ha ha ha, trận chiến này các ngươi diệt cả Lam còn ngại không đủ sao? Chậc chậc, Lam chết rồi ma giới sẽ sinh ra sao động không nhỏ. Trong thời gian ngắn không rảnh để ý các ngươi. Theo ý ta thì nửa năm sau tại đây tụ tập tinh anh hai giới quyết sinh tử chịu không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi nói nửa năm liền nửa năm. Khe hở đã mở, chỉ cho các ngươi tiến vào, chúng ta không được đi qua. Chúng ta thích đánh khi nào lìa đánh khi đó. Chúng ta xin nhận ý tốt của các hạ, ước hẹn này bỏ đi. Ma Cung sắc mặt trầm xuống, khó coi nói. Chẳng lẽ ngươi 217 ơ hy vọng nguyên thiên vũ giới bị chúng ta tàn sát sạch sao? Đừng tưởng rằng giết Lam sẽ ảnh hưởng lớn cho ma giới, chẳng qua thế lực Lam bộ bị tẩy rửa lại, hơn nữa chuyện này rất nhanh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Mặc kệ có ảnh hưởng hay không, chuyện lớn cỡ nào thì chúng ta tuyệt đối không lùi nửa bước. Muốn có được thiên vũ giới vậy thì bước qua xác chúng ta đi, thậm chí đạp trên người mỗi vị cường giả thiên vũ giới. Dù có chết cũng tuyệt đối không cho các ngươi dễ dàng chiếm được, có địch lại hay không đều thế,
đây là thái độ của chúng ta. Lý Vân Tiêu làm minh chủ Thiên Vũ Minh, phải kiên quyết lập trường tử chiến đến cùng, tuyệt không khuất phục. Dù không đánh lại cũng phải khiến kẻ địch hiểu rõ lập trường, quyết tâm của ngươi. Ánh mắt Ma Cung lạnh lùng hơn. Nếu các ngươi không biết tốt xấu như thế vậy tương lai diệt tộc đừng hối hận quyết định hôm nay. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, giơ tay đánh ra mảng lớn sấm sét. Ma Cung cau mày nói. Như thế nào, người muốn giết ta? Hai nước giao chiến không chém sứ giả, các ngươi không có chút đạo nghĩa này sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Điều kiện không chém sứ giả đó là khi sứ giả thành thật tôn trọng quy định của nước khác. Ngươi luôn mồm nói diệt tộc trước mặt bổn tọa, giờ đừng nói ngươi chỉ là một lũ ảnh chiếu, dù bản tôn đến thì ta cũng chém. Sấm sét bắn xuyên qua, ầm vang đánh nát thân thể ảnh chiếu của Ma Cung. Lôi quang thế đi không giảm bắn vào trong khe hở vột ẩn. Đầu kia khe hở, một bóng đen tức giận hừ mạnh. Hừ, cánh tay bắt ấn trước mặt phung lên, bóng đen tức giận quát. Tiểu tử đáng chết, gần chỗ bóng đen đứng đầy ma tộc, đông nghìn nghịt trên vạn. Cả không gian bị vầng sáng to lớn quay quanh bảo vệ vạn người, vì vì ông ngoài có nhiều ma quân cảnh giác như sợ thứ gì lợi hại từ hư vô lao ra, không dám thả lỏng chút nào. Một bóng đen khí thế cường đại từ tốn hỏi. Cung, đàm phán thất bại rồi sao? Là Hầu, một trong tám ma tôn. Hai vị ma tôn khác cũng tụ tập lại đây. Người Viêm phát ra lệ khí như lửa màu đen, ma tộc rời xa không dám đứng gần. Cơ như ao nước lặng, đứng đâu cũng như không có người đó, sâu không thấy đáy. Cung gật đầu nói. Thất bại, đám người Thiên Vũ giới rất ngông cuồng, có lẽ đánh chết Lam khiến lòng tự tin của chúng phồng lên. Chẳng những không đồng ý ước định còn diệt ảnh chiếu của ta, cực kỳ vô lễ. Vô lễ đến vậy. Viêm tức giận quát. Nếu lần này cứ lùi binh thế này không chỉ thành trò cười cho toàn ma giới mà đám chủng tộc đê tiện ma giới cũng khinh thường chúng ta. Cung gật đầu nói. Ta đồng ý lời của Viêm, dù thế nào cũng phải cho chúng biết tay, tuyệt đối không thể thua khí thế và tôn nghiêm. Viêm hừ lạnh một tiếng. Đi đàm phán với chúng đã cực kỳ mất mặt. Giờ còn bị đối phương từ chối, diệt sứ giả, nhục nhã số một trong ước năm nay của ma giới. Hầu và Cơ im lặng. Cung nói. Đừng quên mục đích năm bộ chúng ta liên quân vì xét đánh không kịp bưng tai một hơi đánh liên minh Thiên Vũ Minh, ít nhất chiếm một nửa gian sơn Thiên Vũ giới. Kết quả thì sao, chưa ra khỏi cửa đã bị đối phương diệt một vị ma tôn. Nói thật lòng nếu hôm nay bỏ qua thì sau này có chuyện gì đừng tìm ta nữa. Viêm hầm hừ. Bồn tòa cũng vậy, sẽ không hợp tác với đồ hèn nữa. Hầu mở miệng nói. Hai vị cũng biết tình thế hiện tại, chúng ta cần thời gian để khe hở càng mạnh, càng ổn định mới khiến như ma tộc cường đại giáng lâm tới. Phệ giới ma nơi đây khủng bố hơn xa chúng ta đã dự tính nên cần có thời gian, ít nhất nửa năm củng cố trận địa chỗ này và mở ra khe hở. Cung nói. Nhưng hiện thực chính là không có thời gian, không phải khi nào cũng chuẩn bị đầy đủ mọi việc được. Bây giờ người ta đạp trên đầu ngươi mà còn chờ khỉ gì? Cung càng nói càng giận, dù sao ảnh chiếu của gã bị diệt, mỗi khi nhớ đến là cung tức điên chỉ muốn giết người. Cơ luôn im lặng chợt lên tiếng. Muốn rửa nhục cũng có cách, chẳng qua cái gái rất lớn. Cung và Viêm hỏi dồn, cách gì? Hầu ngẩng đầu hỏi. Ý ngươi là cưỡng ép xé khe hở ra. Cơ gật đầu nói. Liên hợp sức của bốn người chúng ta có thể xé khe hở càng lớn. Ít nhất trong thời gian ngắn khiến ma tộc dưới ma tôn thuận lợi xuyên qua. Nhưng bốn chúng ta sẽ bị trói lại, sau chuyện này tu vi rớt xuống mảng lớn. Nhưng chỉ là tạm thời, sau nửa năm sẽ phục hồi tu vi. Cung, Viêm biến sắc mặt nói. Rớt tu vi. Hai người nhìn nhau, im lặng. Pháp tắc rừng rơ mập mạnh ăn thịt yếu đặc biệt rõ ràng trong ma giới, thực lực là căn bản để mỗi người đứng trên đời. Khi tu vi bị rớt thì trong vòng nửa năm sẽ là thời kỳ vô cùng nguy hiểm, phải suy xét kỹ càng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Hầu nói, ta có nghĩ đến cách này, nếu hai vị đồng ý thì ta sẽ liều mình bồi quân tử. Cơ nói, không cần quá lo, dù rớt xuống cũng là đỉnh ma quân, ít ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Hoặc nửa năm tiếp theo bốn chúng ta hợp sức lại, bốn người cùng bế quan có thể chăm sóc cho nhau. Được. Làm theo lời ngươi nói đi. Cung trầm giọng nói. Dù rơi vào hiểm cách thì ta cũng phải khiến chúng trả giá đắt. Viêm hơi do dự nhưng rất nhanh đồng ý. Sắp xếp trước đi,
chờ chúng ta xé rách khe hở, ma tộc năm bộ trừ giữ kết giới vầng sáng ra còn lại tập thể trùng kích ra ngoài. Dù bị giới lực áp chế nhưng chúng ta đông người, thực lực mạnh hơn xa bọn họ, có thể tạo thành trùng kích rất lớn. Hầu trầm giọng nói, đành làm vậy, nghĩ lại Lam chết thảm ở thiên vũ giới khiến ta tràn đầy cảm kích và hổ thẹn, khó thể ăn nói với người Lam bộ. Giờ nhường cơ hội xung phong cho bọn họ, để họ báo thù cho vương của mình đi. Khóe môi cung cong lên. Nên làm vậy, cho người Lam bộ báo thù rửa hận trước. Đám ma tộc đứng không xa có 1/5 đến từ Lam bộ nghe vậy biểu tình cực kỳ khó xem. Những ma tộc bộ khác thì lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hiện trạng mạnh ăn thịt yếu khiến bọn họ phải làm theo 4 vị ma tôn sắp xếp, không có nắm tay cứng thì không có quyền lên tiếng, đại thế giới xưa nay như vậy. 4 vị ma tôn bàn bạc xong đuổi đám người đến đứng trước khe hở. Hầu lật tay lấy món huyền khí ra nâng trong lòng bàn tay, hình vòng tròn, bên trên đầy ma văn, có đầu thú như con rắn khắc ngay phần đỉnh. Thương chi địa long hoàn của ta chỉ cần có đủ lực lượng là có thể mở khe hở ở mức độ lớn nhất, kéo dài được bao lâu phải xem lực lượng của 4 chúng ta. Nói xong hầu hé môi phun ra một đoạn chữ chúc chắc khó hiểu, ném địa long hoàn ra ngoài. Mấy ấn quyết đánh vào trong địa long hoàn, xạ ấn xoay tròn như có một con rắn hoa kỳ dị bò trên đó. Hầu hét to một tiếng. Bắt đầu. Hầu vỗ hai trường. Ma uy ngập trời tuôn ra từ người hầu, đầu rắn trên địa long hoàn há mồm hút. Thân địa long hoàn biến to gấp mấy lần chướng căng khe hở cho đến khi kẹt ở không gian xung quanh. Ầm 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 ầm. Chấn động kịch liệt vang trong khe hở, nhiều năng lượng khủng bố tuôn ra từ hư vô, khuấy động thành vòng xoáy, tựa như dung nham. Những lực lượng bị ma khí trùng kích rất nhanh bị rửa sạch. Ba ma tôn khác cùng ra tay, ma khí kinh người rót vào địa long hoàn, đường hầm không ngừng được gia cố khiến khe hở cực kỳ chắc chắn. Ha ha ha! Cung cười nanh chanh. Các bộ nghe lệnh, hãy dùng lực lượng của y các ngươi cho đám tiện chủng thiên vũ giới biết mặt. Người Lam bộ đánh trận đầu, hãy báo thù cho vương của các ngươi, rửa sỉ nhục trên người các ngươi đi. Bốn phía vang tiếng hét to hưng phấn. Báo thù, báo thù. Chỉ có người Lam bộ là sắc mặt âm trầm nhưng không còn cách nào, đành kiên trì lao vào đường hầm. Vì bơm hơi cho mình, kích phát ra lực lượng, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại hột o. Báo thù, báo thù. Hét mấy tiếng xong quả nhiên thù hận to lớn tràn ngập toàn thân, sức chiến đấu tăng vọt. Giờ phút này, đầu kia khe hở, trong thiên vũ giới. Thánh ma điện to lớn lơ lửng trên cao, là dương điện ba mộc cống hiến ra. Vì không bị dương điện ảnh hưởng, miễn cho tác động ma khí trong cơ thể nên ba mộc xóa dấu ấn trong dương điện, khiến nó thành vật vô chủ. Những người khác bay đi bốn phía thành hồng nguyệt bầy nhiều tụ linh trận, dẫn tứ phương linh khí kéo đến xua tan ma khí. Ninh Khả Vi hiểu rõ nhất tình hình thành hồng nguyệt và xung quanh nên làm tổng thiết kế bảy trận. Có một số người đã được lệnh về thành viêm vũ tìm thuật luyện sư dựng đường cố định đi thành hồng nguyệt. Tất cả bài bố theo kế hoạch. Mỗi cách khe hở trăm trượng bầy một người theo dõi trạng thái khe hở gắt gao, tổ chức đội tuần tra, càn quét ma tộc bắn ra từ khe hở. Ngay lúc này có một vũ giả tu luyện linh mục bí pháp chợt phát hiện không đúng, bỗng nhiên trừng to mắt ngơ ngác nhìn trong khe hở, trán dịn mồ hôi lạnh. Vũ giả hét to một tiếng. Ma tộc xâm nhập. Thanh âm như bom nỏ truyền ra ngoài, tất cả mọi người bị chấn động. Cái gì? Trong phút chốc bầu trời ồn ào. Đặc biệt nhiều vũ giả bay ra từ Thánh Ma Điện, ngay cả vũ giả bầy tụ linh trận ở phía xa cũng hoảng hốt chạy gấp về. Các loại ma tộc chi chít bay ra từ khe hở, nhiều ma quân dẫn đầu. Nhiều nhất là thập phương hung hồn sát, rậm rạp cỡ ngàn con. Cùng với các loại ma tộc hình dạng kỳ lạ, linh trí không cao nhưng rất hung dữ. Có một số ma trùng như rơi sen lẫn trong đó phát ra tiếng vỗ cánh vù vù khiến người nghe lòng hỗn loạn. Quần ma loạn vũ. Linh Mục Địch giật mình nói. Đây là độ hệ thống ma tộc lộn xộn nhất, chúng nó liều lĩnh tổng tấn công. Còn bọn họ ma vụ đỏ sậm, khác với ma vụ bình thường là có thể giảm bớt giới lực áp chế một chút, thủ đoạn yểm hộ thường thấy nhất khi ma tộc phát động công kích diện tích lớn. Lý Vân Tiêu nói. Nói vậy là hủy đi những ma vụ này rất quan trọng. Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn Tiểu Thanh. Lúc trước công kích phạm vi lớn đó công kích lặp lại mấy lần. Tiểu Thanh trả lời. Có thể thêm một lần chứ mấy lần. Ngươi nghĩ ta là giới vương sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Một lần cũng được,
ta khiến mọi người cùng lui lên Thánh Ma Điện, chờ những ma tộc đến gần thì ngươi hãy cho bọn họ một kích. Tiểu Thanh gật đầu, lấy đôi linh mộc ra hút hết linh khí trong đó. Mới rồi Lý Vân Tiêu đưa mấy thứ này cho Tiểu Thanh, vốn định cất chứa không ngờ nhanh vậy đã phải dùng. Lý Vân Tiêu nói, theo ý mục địch đại nhân thì lực lượng hiện tại của chúng ta có thể đỡ được công kích lần này không? Linh mục địch trầm giọng nói, dĩ nhiên đỡ được CK-44 ơ nhưng không biết mặt sau còn bao nhiêu ma tộc. Có lẽ chúng đặt quyết tâm bất chấp tất cả lao đến. Có lẽ bởi vì một vị ma tôn bị diệt, mới rồi ngươi diệt một phân thân ảnh chiếu chọc giận chúng. Lý Vân Tiêu nói, vì phòng ngừa, Trác Thanh Phàm hãy về thành Viêm Vũ ngay, cố gắng triệu tập mọi người lại. Trác Thanh Phàm giật mình kêu lên, sắp quyết tử chiến sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, lúc trước ta từng nghe một vị ma quân nói hiện tại có 8 vị ma tôn khống chế ma giới, người vừa chết có lẽ nằm trong số đó, vậy là còn 7 vị ma tôn quân lâm ma giới. Từ tình hình hiện tại thì sau khe hở chắc chắn còn có ma tôn tồn tại, thậm chí không chỉ một vị. Biết rõ trình độ ổn định khe hở không đủ, giới lực áp chế không thể vượt qua mà vẫn tấn công quy mô lớn tức là quyết tâm đập nồi chìm thuyền, có lẽ trận ma chiến thảm liệt nhất ngay trước mắt. Trác Thanh Phàm biểu tình nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu rồi. Một tay Trác Thanh Phàm bắt ấn trước mặt, lúc sắp đi thì Lam Nham chủ đột nhiên xoay người lại ném một lệnh bài qua. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lam Nham chủ nói, lại đi đảo Huyền Ly một lần thông báo chuyện nơi đây cho đảo chủ, chắc hắn có điều sắp xếp. Rõ. Trác Thanh Phàm nhận lấy lệnh bài, mặt trên khắc đơn giản vài hoa văn, không có gì đặc biệt. Thế ta đi đây, các vị hãy cẩn thận chờ tin tốt của ta. Trác Thanh Phàm lắc người biến mất trên Thánh Ma Điện. Bí Đình Phong dầu lo nhìn đằng trước. Trong thành Viêm Vũ còn Hạo Phong đại nhân và một số người khác, nếu có thể cùng đến đây thì tốt rồi. Lam Nham chủ đăm chiêu nhìn phía trước, mặt không biểu tình. Lý Vân Tiêu hét to. Mọi người lùi lại, vào trong Thánh Ma Điện. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, những vũ giả kết trận đằng trước chuẩn bị nghênh địch giật mình, nhưng vào phút then chốt này không ai dám cãi lệnh Lý Vân Tiêu. Trong phút chốc trận địa phía trước bỏ đi, trăm luồng sáng ráng xuống rơi vào Thánh Ma Điện. Tiểu Thanh điều tức một lúc rồi mở mắt ra, từ Thánh Điện chậm rãi bay lên. Lý Vân Tiêu nói, số lượng ma tộc quá nhiều, một kích khó có hiệu quả, ta sẽ bổ sung sau. Tiểu Thanh khẽ ừ, người bắn ra nhiều lôi điện đi đùng. Tiểu Thanh khống chế tinh diệu, màu sắc những lôi địa hệ dần hóa thành sắc tím ngưng tụ ra 4 cột sáng thô cỡ cánh tay. Ma quân đằng trước lập tức nhận ra nguy hiểm, toàn bộ dừng bước, NGSING đứng trên cao, những ma tộc linh trí thấp tiếp tục xông lên. Tiểu Thanh khẽ thốt, tử hoàng phi vũ, mảng lớn tê quy ử quang bắn lên cao. Ầm 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 ầm. Những ma tộc lao lên khá nhanh bị trùng kích, 4 cột sáng như cối xay thịt thành hình xoắn ốc vọt lên trên, nơi đi qua mảng lớn ma tộc nổ tung. Ma tộc dưới thần cảnh đều bị một chiêu quét sạch. Tồn tại thập phương hung hồn sát cũng liên tục bị tử quang đánh trúng, thân thể không ngừng nổ tung tiến vào quá trình hàng dài. Chỉ có những đẳng cấp ma quân là quanh thân ngưng tụ một đoàn ma vụ, liều mạng đối kháng tử quang công kích nên chưa bị thương. Linh mục địch trầm giọng nói. Chiêu này vận dụng phạm vi rất lớn khiến uy thế giảm đi. Ma quân nhất giai cũng đỡ được, không bằng đợt trước. Lý Vân Tiêu nói. Hết cách rồi, dù sao quá nhiều ma tộc. Hơn nữa Tiểu Thanh chưa hoàn toàn phục hồi. Nhưng lần này không chỉ tiêu diệt toàn bộ ma tộc đê giai mà ma vụ chống cự giới lực cũng bị quét sạch sẽ, hiệu quả cực lớn. Linh mục địch gật đầu nói. Còn lại toàn là xương khó gặm, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta tấn công. Linh mục địch xung phong cầm nghịch hồn chuẩn bị tùy thời lao ra. Lý Vân Tiêu nắm kiếm thương trảm hồng trong tay. Lần này để Thiên Vũ Minh chúng ta siết. Lam Nham chủ đại nhân xin hãy lược trận cho chúng ta. Lam Nham chủ gật đầu nói. Các ngươi yên tâm, nhưng đừng cách xa quá, những thứ đó chỉ là tiên phong ma tộc. Ta quan sát khe hở liên tục có ma quang nhấp nháy e rằng còn ẩn giấu nhiều ma tộc tùy thời chờ đợi xuất kích. Lời của Lam Nham chủ khiến Lý Vân Tiêu thầm dầu lo, hắn cũng cảm nhận bên kia khe hở không đơn giản. Nhưng vẫn phải ráng chống, nếu để ma tộc công chiếm thành Hồng Nguyệt, thành lập cứ điểm thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Tiểu Thanh thi triển tử hoàng phi vũ trên bầu trời dây lát, toàn bộ lôi quang tán đi. Người Tiểu Thanh lóe tia điện thuấn di trở vào Thánh Ma Điện.
Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Giết! Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch cùng xông ra ngoài. Hơn 200 người Thiên Vũ Minh giết hướng đám ma tộc còn sống sót. Đằng trước khe hở, ảnh chiếu cung lại hiện ra, xanh mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mắt cung xuyên qua chiến trường hai quân chém giết nhìn Tiểu Thanh, xếp vào hàng kẻ thù lớn số 1. Một chiêu khiến đại quân hao tổn hơn phân nửa, thủ đoạn khủng bố như vậy tương lai sẽ có càng nhiều ma tộc chết thảm trong tay Tiểu Thanh. Đó là tiên thiên ất mộc linh thể sao? Thật là tai họa lớn. Trong khe hở, trước mặt bốn vị ma tôn biến ra một tấm ma kính bày ra cảnh tượng chiến trường phía chóc. Bốn người nhìn Tiểu Thanh phát huy thì biểu tình cực kỳ khó xem. Viêm Hừ nói. So sánh ất mộc hóa linh thì ta hứng thú với tiểu tử có lục đạo ma binh hơn. Chậc chậc, ma chủ đế chi ma nguyên, vật duy nhất có thể liên lạc với lục đạo ma binh. Mắt Viêm rực sáng. Cung lạnh lùng liếc qua. Hừ, Viêm. Ngươi hết sức thỉnh chiến hơn phân nửa không phải vì tôn nghiêm mà là muốn lục đạo ma binh kia đi. Viêm căm giận nói, âm trầm nhìn Ma Ki. Xì, ai không muốn lục đạo ma binh? Tuy cái này là nguyên nhân chính nhưng lấy lại những gì đã mất, tránh thành trò hề cũng là nguyên nhân quan trọng. Dù không có ma chủ đế ma nguyên xuất hiện thì ta vẫn sẽ cho đám tiện chủng này biết tay. Hầu nói, không ngờ thánh ma điện của ma chủ đế cũng bị người thiên vũ giới chiếm được. Thừa dịp này lấy về bù đắp tổn thất lúc trước của ta. Viêm biến sắc mặt nói. Thánh ma điện là hàng thật, của ngươi chỉ là bản sao, ngươi muốn lấy chính phẩm bù đắp hàng giả. Giá trị có thể tính ngang nhau sao? Hầu nói. Tuy cái của ta là hàng giả nhưng từ đại ma tiền bối mấy năm trước phỏng chế ra, uy lực xếp hàng nhất trong tất cả bản sao, không kém hơn thánh ma điện ca bao nhiêu. Ta xem tòa điện kia dường như không hoàn chỉnh, dùng để bù đắp cho ta cũng được. Cung không kiên nhẫn nói. Các ngươi còn chưa xong sao? Hiện tại vừa mới khai chiến, thắng bại chưa định đã suy nghĩ đến phân phối chiến lợi phẩm. Có thể thắng hay không là cả một vấn đề. Chờ chúng ta đánh chết đám tiện chủng này, chiếm cứ thành phố bên dưới rồi tính tiếp. Viêm hừ lạnh một tiếng. Hừ. Viêm không nói nữa, tiếp tục quan sát ma kính. Cảnh tượng trong kính tuy hai bên chém giết kịch liệt nhưng người Lam Bộ không đánh lại. Đa số người đảo Huyền Ly chưa ra tay, cường giả hư cực thần cảnh như Bí Đình Phong kéo nhau vào chiến trường giết đám ma quân nhị giai. Rất nhanh ma tộc có xu hướng yếu thế. Cung lạnh lùng nhìn. Vẫn bị thiệt thì giới lực áp chế, ma quân nhị giai cũng có thể bị họ hư cực cảnh giết chết, thật là bực tức. Nếu không tại giới lực thì chúng ta chỉ cần một bộ chúng là có thể dễ dàng công chiếm thành này. Hầu nói. Thật ra bên ngoài thì nồng đọ ma khí không thua gì ma giới. Chẳng qua ma hóa cần một quá trình. Hiện tại chiến trường này tốt hơn trước nhiều, tiếp theo kình thiên cự ma phái ra tấn công thánh ma điện kia đi. Cung giật mình kêu lên. Bây giờ phái kình thiên cự ma ra sân có phải hơi sớm không? Ít ra nên đến giữa chừng mới ra đi. Sắc mặt Viêm cũng có ý kiến. Cơ không nói gì. Hầu nói. Không cần, thực lực đám người này có hạn, không đỡ nổi chúng ta luân phiên công kích nhiều lần. Sớm đẩy chiến đấu vào cao chiều đi. Cung gật đầu, lập tức truyền lệnh xuống. Trong vòng sáng trận địa vang tiếng nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Có mấy ma quân đi đầu xếp ảnh hình dạng trận pháp, bắt đầu bắt ấn. Các trận đồ kỳ lạ hình thành chính giữa mấy người. Trong trận đồ truyền đến không gian rung động ầm ĩ, sau đó bày ra mấy ma quang bắn vào khe hở. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Trong khe hở vang tiếng động ầm ĩ. Như thể đường hầm bị lay động. Bốn vị ma tôn biến sắc mặt, cùng bắt ấn ổn định đường hầm. Vài ma ảnh to lớn chậm rãi tiến lên trong khe hở, các tiếng ma tộc kinh khủng gào thét vang lên, chạy tứ tán. Bên ngoài khe hở, ma tộc Lam Bộ trốn về núp ngay lối vào khe hở, không dám tái chiến. Ảnh chiếu cung đứng trước khe hở đốc chiến, lạnh lùng nhìn đám ma tộc thụt lùi. Ai rút lui là sỉ nhục của bản tộc, trở về sẽ bị xử trảm. Cung đại nhân, chúng ta đã ra sức chém giết, tuy Lam Bộ xung phong nhưng tại sao không thấy người của bốn bộ khác? Đây rõ ràng là khiến chúng ta chịu chết. Một ma quân căm hờn tuyệt vọng, bất chấp xúc phạm uy nghiêm của cung, giận dữ nói. Tuy Lam đại nhân chết, chúng ta không còn chỗ dựa nhưng dù gì là một lực lượng ma giới. Mấy vị đại nhân không thể xem đại cục làm trọng, cứ phải khiến chúng ta chết hết mới cam lòng sao? Cung lạnh lùng nhìn ma quân đó. Lạnh lùng cười. Các vị bớt giận đi, tuyệt đối đừng nghĩ bậy,
sao chúng ta có thể để các vị vội ội chịu chết? Các vị hãy nhìn ra sau liền biết chúng ta không hề bỏ mặc các vị. Nhiều ma quân nhìn ra sau, trong khe hở truyền đến hơi thở khủng bố như có ma tộc to lớn đang tiến lên, mỗi bước chấn khe hở run rẩy. Đó là... một ma quân cuồng hét. Kình thiên cự ma. Cái gì, không ngờ là kình thiên cự ma, sao xuất động nhanh vậy? Những ma quân khác liên tục kinh kêu, vẻ mặt vui mừng. Không chỉ một kình thiên cự ma. Ha ha ha. Cung cười như điên, nói. Lần này tổng cộng xuất động 7 con kình thiên cự ma, hãy phối hợp với chúng xóa sổ ti nẹ chủng thiên vũ giới, báo thù cho Lam đi, nhân tiện lại chứng minh giá trị của các ngươi. Đám ma quân biến sắc mặt nhưng không còn vẻ ủ rột lúc trước, vội nói. Nhất định không phụ ủy thác của các vị đại nhân. 7 con ma tộc to lớn dần hiện hình đi ra ngoài khe hở. Đám người Lam bộ theo sát, đằng đằng sát khí muốn báo mối thù vừa rồi. Bên ngoài khe hở, đám người Thiên Vũ Minh đang dọn dẹp chiến trường, trừ giết hết ma sát ra còn phải thi triển bí thuật đánh tan ma khí liên tục thông ra ngoài thành Hồng Nguyệt, qua thiên địa sơn xuyên dùng lực lượng tịnh hóa để thanh tẩy ma khí. Con người Lý Vân Tiêu chợt co rút nhìn vào khe hở, ánh mắt kinh hoàng. Từ trong khe hở truyền ra cảm giác áp lực to lớn như có các ngọn núi bị vận chuyển đến, mọi người cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Ma tôn. Đám người tim đập nhanh nghĩ ngay đến khả năng này, dù là ma quân nhị giai giáng lâm cũng không đem lại uy áp lớn như vậy. Trên thánh ma điện, Lý Vân Tiêu vẻ mặt kinh sợ thì thào. Ma tôn sắp ra mặt rồi sao? En thà chống cự áp lực giới lực thiên vũ giới, mạo hiểm sẽ chết cũng muốn xuất hiện đánh một trận sao? Những người khác căng thẳng, linh mục địch triệu tập mọi người về thánh ma điện. Lam nham chủ con người co rút, lúc trước suýt khiến ma lam chạy thoát làm gã luôn canh cánh trong lòng. Giờ phút này rốt cuộc có thể tái kiến ma tôn, làm máu lam nham chủ sục sôi. Đó là, trong khi mọi người suy đoán thì từ khe hở lộ ra một cái đầu to, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch, trên người đầy hoa văn, đầu mọc một sừng. Ầm 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 ầm. Cự ma bước ra từ khe hở. Toàn thân như đúc bằng hòn đá to, đầu đội trời chân đạp đất. Kình thiên cự ma phát ra tiếng giống to. Growl. Thanh âm chấn động thiên địa. Dường như bị giới lực ức chế, mặt kình thiên cự ma dữ tợn rất là táo bạo, không ngừng ngửa đầu gầm rú. Kình thiên cự ma nhìn thánh ma điện bên dưới, đôi mắt đỏ ngầu xông lên. Người trong thánh ma điện biến sắc mặt, cảm nhận uy áp siêu mạnh trùng kích, thánh điện lung lay. Lý Vân Tiêu kinh sợ. Đó là uy lực ma tôn sao, tuy bị áp chế nhưng bằng nửa tạo hóa cảnh. Vẻ mặt linh mục địch nặng nề lắc đầu nói. Đây không phải ma tôn, đó là một loại ma vật siêu mạnh của ma tôn, tên gọi kình thiên cự ma, thực lực dưới ma tôn nhưng bởi vì linh trí không cao, là vũ khí giết chóc tuyệt vời. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Vẫn chưa phải ma tôn, nhưng cho ta cảm giác không thua gì ma tôn lúc trước. Lam nham chủ nói. Ma tôn kia vì nhiều phân thân nên hao tổn lực lượng quá lớn. Ma này nếu đặt ở ma giới có thể sánh bằng tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ thì hơi bị khiếm khuyết. Lam nham chủ lắc người lao hướng kình thiên cự ma. Lam nham chủ nhúc nhích, kình thiên cự ma mang đến trùng kích lập tức biến mất. Người lam nham chủ phát ra hư quang ngưng tụ thành áo giáp nhạt, không có chiêu thức hao mỹ gì, một đấm đánh vào người kình thiên cự ma. Ầm 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 ầm. Hai trùng kích siêu mạnh va chạm với nhau, trời sập đất nứt, thế giới chìm trong tối tăm, chỉ có thể dựa vào thần thức phân biệt. Dư âm trùng kích thánh ma điện như con thuyền nhỏ lắc lư dập dờn trước sau. Cái gì? Đằng trước khe hở, ảnh chiếu hai viêm kinh hoàng, trợn to mắt ốc bưu, mạt dữ tợn kinh kêu. Tạo hóa cảnh. Cú đấm làm người kình thiên cự ma nứt dạn li ti, chỗ quỳ ở phong đánh chúng nứt nẻ thành mạng nhện. Da rẻ và cơ bắp nứt ra thành từng khối đá vỡ ra. Vẻ mặt viêm kinh sợ, biểu tình cực kỳ khó xem. Không ngờ thiên vũ giới cũng có tạo hóa cảnh, chết tiệt, sao có thể như vậy? Viêm cắn răng nói. Chúng ta nhận được tình báo không phải như vậy. Hầu và cơ ánh mắt lộ vẻ giật mình. Hầu trầm giọng nói. Rắc rối rồi, nếu thiên vũ giới còn cường giả tạo hóa cảnh, chúng ta không thể giải quyết vấn đề giới lực vậy sẽ rất bị động. Viêm sắc mặt âm trầm nói. Xì, đám kiếm tình báo toàn là thùng cơm, chờ bổn tọa trở về sẽ bẻ đầu chúng. Viêm lạnh lùng nói. Giờ rắc rối nhất là thiên vũ giới bọn họ mấy vị cường giả tạo hóa cảnh.
nếu không rõ số lượng thì trận chiến này sẽ thua không rõ ràng. Cơ mở miệng nói. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng. Thiên vũ giới thiếu quy tắc thập phương 10 vạn năm, điều này là chắc chắn. Hơn nữa ngươi nhìn người này xem, hư quang khải hóa, đó là tu luyện thân thể trùng kích đến tạo hóa, khác nhiều với tạo hóa cảnh bình thường. Theo ý ta thiên vũ giới không tồn tại nhân vật tu vi đến tạo hóa, cùng lắm là một, hai kẻ giống người này, thân thể đạt đến pháp thân cảnh. Thân thể pháp thân cảnh, đây là cái gì? Viêm hỏi. Hơn nữa sao ngươi chắc chắn tồn tại này thiên vũ giới chỉ có một, hai người? Cơ giải thích rằng, đẳng cấp cảnh giới của người thiên vũ giới tuy đối ứng với ma giới nhưng hai bên tu luyện hoàn toàn khác nhau. Trong thiên vũ giới cũng phân ra hai thể hệ, một là cảm ngộ thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ đến tạo hóa cảnh, điểm này hơi giống chúng ta. Một loại khác là khai phá tiềm năng của bản thân, nên biết vũ trụ thế giới này là toàn tức, mỗi thân thể là một thể vũ trụ. Bọn họ không cần lĩnh ngộ quy tắc, trực tiếp không ngừng rèn luyện bản thân do đó bộc phát ra lực lượng gần giống tạo hóa cảnh, trong thiên vũ giới được ghi là pháp thân. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Hầu cao mày trầm ngâm nói. Pháp thân, hơi giống với kình thiên cự ma. Cơ gật đầu nói. Xem như đi, đều dựa vào lực lượng thân thể mạnh mẽ để chiến đấu. Cường giả pháp thân cảnh trong thiên vũ giới có bao nhiêu người thì 7 con kình thiên cự ma sẽ thăm dò ra được. Hầu gật gù. Nói rất đúng, nếu xuất hiện cường giả có thể đối kháng 7 con kình thiên cự ma thì chúng ta rút binh về ngay, bàn bạc lại kỹ hơn. Nếu chỉ có 1, 2 vị thì sau 7 con kình thiên cự ma lại phái ra người hai bộ chắc có thể chiếm được thành này. Ba người khác gật đầu đồng ý, cẩn thận quan sát. Thực lực kình thiên cự ma không đến độ mạnh ma tôn nhưng vì đẳng cấp ma giới càng ca nên ngang ngửa với tạo hóa cảnh. Nhưng dưới thiên vũ giới... Lần đầu tiên đụng phải giới lực nên bị áp chế gắt gào nên mới bị Lam Nham chủ đè đầu. Một đấm qua đi, tuy bả vai kình thiên cự ma vỡ ra nhưng không ảnh hưởng mạng sống, mắt đỏ rực bắn ra tia sáng đỏ. Lam Nham chủ biến sắc mặt, nhận ra thứ này cực kỳ khó đối phó, sức sống mạnh vượt tưởng tượng. Bùm 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 bùm. Lam Nham chủ tùy tay chộp, hư quang ngưng tụ thành đao nhẫn trong tay chém tới trước cắt nát hai luồng sáng đỏ. Lam Nham chủ lắc người lại lao lên, dùng hư quang chi nhẫn chém xuống đầu kình thiên cự ma. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, tuy hiện tại hắn cũng có thể ngưng tụ ra thân thể hư quang nhưng cách biệt xa với Lam Nham chủ tùy ý dùng. Tim Lý Vân Tiêu đập nhanh, bản năng nhìn trong khe hở. Trong khe hở to mấy mẫu lại hiện ra con kình thiên cự ma, không chỉ một. Ui! Cái! Này! Lý Vân Tiêu giật mình hét chói tai. Mọi người cẩn thận, lại tới. Trời, thứ này có nhiều lắm sao? Vũ giả trên thánh ma điện đều dùng mình, kinh sợ nhìn. 6 con kình thiên cự ma bước ra khỏi khe hở. Mỗi con kình thiên cự ma xuất hiện khiến thiên địa rúng động, uy áp khủng bố ngưng tụ thành mây đen trên bầu trời cuồn cuộn ập xuống. Đám ma quân lúc trước chạy trốn cũng đi theo ra, nhe răng cười sung sướng, khoái cảm báo thù dâng lên trong lòng mỗi ma quân. Nhưng đám ma quân đã bị người thiên vũ giới bỏ qua. Mọi ánh mắt tập trung vào kình thiên cự ma, tràn đầy kinh khủng. Lam Nham chủ cũng thầm kinh hoàng, con kình thiên cự ma trước mắt rất khó giết, thêm 6 con kình thiên cự ma khí thế hoàn toàn không kém gì con này. Lam Nham chủ phân tâm suýt bị vạn nhất thiên trước mắt đánh trúng, gã hoảng hốt tỉnh hồn, tập trung chiến đấu. Lý Vân Tiêu khó khăn nuốt nước miếng, đầu óc mụ mị. Thứ này cũng có thể sản xuất dây chuyền sao? Kình thiên cự ma sắc mặt khó coi lắc đầu nói. Ngày xưa cuộc chiến phong ma kéo dài mấy chục năm, ta chỉ thấy hơn 10 con như thế. Đối phương có thể một lần triệu hoán 7 con tức là tồn tại đằng sau khe hở khủng bố hơn 7 con kình thiên cự ma. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Hay 7 ma tôn đều tụ tập. Linh Mục Địch nói. Rất có thể, giờ phải làm sao đây? Chiến hoặc đi. Sau khi thấy 6 con kình thiên cự ma thì Linh Mục Địch hoảng hốt, dao động tín niệm vững chắc, bắt đầu do dự. Chiến. Đương nhiên muốn chiến. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu kiên quyết nói ngay. Nếu bây giờ lùi bước thì tất cả chống cự, hy sinh trước đó đều uổng phí. Chúng ta muốn cướp lại thành Hồng Nguyệt sẽ khó khăn gấp vạn lần. Nói hay. Bộ dạng Ninh Khả Vi quyết tuyệt trầm giọng nói. Nơi này là chiến trường của Lão Phu đã lùi bước nhiều lần khỏi chiến trường này, không về được nữa. Trận chiến hôm nay Lão Phu tuyệt đối không lùi nửa bước, cùng tồn vong với thành Hồng Nguyệt. Linh Mục Địch từ bỏ ý định rút lui, khen.
Không sai, lúc trước chúng ta đã biểu đạt thái độ, quyết tâm với ma giới, giờ dùng máu và sức mạnh bảo vệ quyết tâm này. Khí thế, và tín niệm của Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Vi, Linh Mục Địch cảm nhiễm tất cả mọi người, thấy chết không sờn lạnh lùng nhìn bầu trời. Buông xuống sinh tử, gánh nặng trong lòng tan biến, trở nên nhẹ nhàng hẳn ra. Lý Vân Tiêu nói, ta có thể một mình ứng đối một trong sáu con kình thiên cự ma, số còn lại phân phối thế nào? Cái gì? Không được. Khúc Hồng Nhan phản đối ngay. Đây là tồn tại mà Lam Nham chủ đại nhân cũng khó đấu lại, Phi Dương đừng phột dương. Hãy để ta và Linh Mục Địch phối hợp cùng ngươi đối phó một con. Linh Mục Địch và nhiều người Thiên Vũ Minh đồng ý. Dù sao Lý Vân Tiêu đã không chỉ là Lý Vân Tiêu, hắn là minh chủ Thiên Vũ Minh, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ là đả kích lớn cho toàn liên minh, thậm chí Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta tự biết chừng mực, các ngươi thấy ta là loại người làm bừa sao? Với thực lực của ta ứng đối một con thật sự không thành vấn đề. Còn lại năm kình thiên cự ma thì các ngươi hãy nghĩ cách đi. Khúc Hồng Nhan muốn phản đối nhưng bị Lý Vân Tiêu đè hai ngón tay lên môi, hắn mỉm cười nói. Tin ta. Vẻ mặt Khúc Hồng Nhan chua xót cầm ngón tay Lý Vân Tiêu, cười gượng. Hứa với ta, tuyệt đối đừng cố gắng quá sức. Lý Vân Tiêu gật đầu bay lên cao hướng tới không trung. Khúc Hồng Nhan cảm giác lòng thít chặt, vẻ mặt lo lắng. Nhưng Khúc Hồng Nhan hiểu lúc này chỉ có thể mặc Lý Vân Tiêu đi, nàng phải nghiêm túc giết địch mới là giúp hắn nhiều nhất. Linh Mục Địch xoay lại nhìn mọi người. Bàn Nghị, người có tự tin không? Bàn Nghị nhíu mày nói. Một mình ta không ứng đối nổi, nếu hợp sức với người khác thì có thể chiến một trận. Bàn Nghị nhìn Linh Mục Địch chăm chú. Nếu hợp tác với ta thì sao? Bàn Nghị ngẫm nghĩ, nói thẳng. Thực lực của ngươi không đủ, liên hợp với ngươi vô dụng. Linh Mục Địch cực kỳ khó chịu, khuôn mặt quen thuộc lại nói câu đó với gã, rất muốn đấm vào mặt Bàn Nghị. Bắc Quyến Nam nói, nếu cộng thêm ta thì sao? Bàn Nghị nhìn Bắc Quyến Nam, chớp mắt nói. Ngươi cũng là hư quang cảnh, nhưng thân thể của ngươi khiếm khuyết, thua xa ta, nếu thêm vào một vị cường giả hư cực thần cảnh thì có thể ứng đối một con kình thiên cự ma. Lập tức có người xung phong nhận việc, bị Linh Mục Địch ngăn cản. Không đủ người, chỉ ba chúng ta, tối đa thêm tỏa kỵ ngưu của ta, không thể nhiều hơn nữa. Bàn Nghị nhìn Tuần Thiên đấu ngưu. Thứ này cơ bản vô dụng, nhưng nếu người muốn thử thì tùy. Tuần Thiên đấu ngưu tức giận người run rẩy, đạp mấy bước xông lên dùng sừng đụng Bàn Nghị. Kình thiên cự ma dắt Tuần Thiên đấu ngưu lại không cho nó phát cuồng. Ha, đừng phá. Khúc Hồng Nhan nói. Người thần tiêu cùng chúng ta tranh thủ ứng phó một con. Đám người Di Chỉ Hàn biến sắc mặt, cảm giác áp lực rất lớn. Lạc Xuân Nhu không chút khách sáo chỉ trích nói. Cung chủ đại nhân làm vậy hơi thiếu suy xét. Khúc Hồng Nhan nói. Ta và Thái Thượng trưởng lão đều là hư cực thần cảnh, thêm vào các vị thì miễn cưỡng có thể. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lạc Xuân Nhu không chịu, nàng la lên. Cung chủ có từng nghĩ tới nếu chỉ huy không tốt thì cơ nghiệp mấy vạn năm của thần tiêu cung sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khúc Hồng Nhan giận dữ nạt lại. Bản cung chính là cung chủ, đang đánh trận không cho phép ngươi lắm miệng. Còn nói bậy bà thì ta giết ngươi ngay bây giờ. Mặt Khúc Hồng Nhan lạnh lùng, sát khí ngưng tụ trấn nhiếp Lạc Xuân Nhu. Nếu là bình thường thì Khúc Hồng Nhan lười để ý, dù uy nghiêm bị tổn hại thì nàng cũng không xem trọng. Nhưng giờ này khắc này, quân lệnh như núi, trưởng môn nói một câu không cho phép phản đối, huống chi đang lúc nguy cơ thế này. Lạc Xuân Nhu biến sắc mặt, cảm nhận lạnh lẽo, biết Khúc Hồng Nhan giận thật. Lạc Xuân Nhu không dám nói nhiều. Cầu xin nhìn Di Chỉ Hàn. Di Chỉ Hàn biết sự việc quan trọng, lòng trách thầm Lạc Xuân Nhu bướng bỉnh không chừa chút mặt mũi cho trưởng môn. Di Chỉ Hàn liếc xéo Lạc Xuân Nhu, làm nàng ngoan ngoãn im miệng. Trần Xíu Oản Thiên tiến lên nói. Đao kiếm tông của ta nguyện trợ giúp một tay. Lư Nguyên trưởng lão Long Gia lên tiếng. Long Gia ta cũng nguyện trợ giúp một tay. Linh Mục Địch nói. Vậy thì rất tốt, liên hợp sức ba nhà các ngươi dù không đánh lại nhưng ít ra có thể bám giữ một con kình thiên cự ma. Khúc Hồng Nhan vốn muốn từ chối nhưng Linh Mục Địch đã lên tiếng thì nàng không tiện phản đối. Linh Mục Địch nói, các vị hãy hết sức cẩn thận, theo ý Hồng Nhan cung chủ là chính, mong phối hợp cho. Mọi người đồng thanh kêu lên,
Rõ. Thực lực hay uy vọng của Khúc Hồng Nhan đều là số một trong đám người. Hơn nữa bọn họ cùng là bảy đại phái, dù lúc trước quan hệ bình thường nhưng hiện tại cao thủ lớp lớp, cảm giác vinh dự đại phái cao cao tại thượng sớm biến mất sạch sẽ, giờ có cảm giác cùng nhau sưởi ấm. Khúc Hồng Nhan nói. Nhờ các vị. Khúc Hồng Nhan xoay người bay ra khỏi Thánh Ma Điện, mấy chục người theo sau, đều là cường giả ba phái, tu vi thấp nhất cũng đạt đến thần cảnh. Ba Long nói. Những cự ma không đơn giản, để ta giúp Hồng Nhan cung chủ một tay. Ba Long và Hóa Tu cùng hóa thành ánh sáng bay ra ngoài. Mạch Hải Hoàng chỉ có hai người cùng Ba Mộc đến. Thủy Tiên bận tu luyện Thái Dương chân quyết, Như Thị Ngã Văn bị Ba Long dùng cấm chế nhốt dưới thành Viêm Vũ, bắt buộc nàng tu hành, không đến thực lực thần cảnh thì không thoát khốn được. Đám đông cường giả đảo Huyền Ly thấy đã có ba con kình thiên cự ma bị chia đi, chỉ còn lại ba. Bí Đình Phong mừng rỡ. Ba con còn lại hãy giao cho chúng ta. Linh Mục Địch vui vẻ chắp tay nói. Tốt, vậy xin làm phiền các vị đại nhân, xin hãy đề phòng cẩn thận những ma quân. Bí Đình Phong chắp tay đáp lễ. Khách sáo quá, các vị hết sức cẩn thận, chúng ta sẽ phái cường giả trói lại ba con kình thiên cự ma, những người khác lo đối phó đám ma quân. Thiên Vũ Minh còn nhiều cường giả xung phong tham gia đội bao vây tiễu trừ ma quân. Ba Mộc nói. Các vị hãy cẩn thận, nếu không đánh lại liền trở về Thánh Ma Điện. Điện này kiên cố, nếu liều bị tổn hại thì có thể cứng rắn đỡ công kích của kình thiên cự ma một lúc. Tốt, mọi người cẩn thận, lên. Linh Mục Địch hét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài. Gần 300 luồng sáng bay ra từ Thánh Ma Điện nghênh đón đám cự ma, ma quân. Ảnh Chiếu Cung đứng trước khe hở lạnh lùng nhìn, nhếch mép cười nhạt. Cung lạnh lùng nói. Dốc hết sức rồi sao? Đám tiện chủng Ba Long, để ta nhìn xem các ngươi có thực lực lớn cỡ nào. Sáu con kình thiên cự ma bị dẫn động, toàn thiên địa chấn động. Bầu trời sớm hóa thành hư vô, trong thành Hồng Nguyệt trừ truyền tống trận được cấm chế bảo vệ ra những kiến trúc khác đã thành cho tàn, không còn một miếng ngói vụn, như thế chỗ này vốn hoang vu như vậy. Lý Vân Tiêu, Lam Nham chủ đang kịch chiến, thấy chiến sự bùng nổ toàn diện, kình thiên cự ma còn lại đều bị dẫn động thì lòng nôn nóng. Đặc biệt là Lam Nham chủ đã chém đứt gần hết người cự ma nhưng đối phương không chết, sức sống ngoan cường vô cùng. Lý Vân Tiêu không dám đối kháng chính diện với cự ma, hắn dựa vào thân pháp nhanh nhạy không ngừng chém kiếm thước thân thịt. Nhưng toàn thân kình thiên cự ma như núi cao chém không có máu đổ, chỉ có đá rớt một đống. Lý Vân Tiêu nhìn phía xa chiến sự toàn diện bùng nổ thì lòng luống cuống, làm liều thuấn di tới trước đầu kình thiên cự ma đâm vào mắt đối phương. Dù là tồn tại nào thì con mắt luôn là điểm yếu. Con người cự ma co rút bắn ra ánh sáng đỏ đánh tan kiếm khí. Nhưng Lý Vân Tiêu lắc người đáp xuống trước mắt phải của cự ma, cánh tay trái nổi lên tia chớp đánh tốc cưới. Nhát kiếm vừa rồi chỉ là ngụy trang, Lý Vân Tiêu đang mong cự ma dùng đồng quang công kích kéo ra khoảng cách thời gian để hắn thi triển lôi quyền. Cánh tay mang theo lôi quang đâm vào mắt phải của kình thiên cự ma. Trong mắt màu hồng ngọc vỡ vụn ra. Cự ma phát ra tiếng gầm kinh thiên, hoàn toàn đau đớn. Quả nhiên hữu dụng. Mắt thấy cự ma vỗ trưởng vào mặt tình, Lý Vân Tiêu lại thuấn di để nó tự tát mình, chấn động không trung rung rịnh. Sau đó Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu cự ma, lạnh lùng nhìn xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu thì kình thiên cự ma không có thực lực lại thiếu trí tuệ, nhanh nhẹn chẳng khác gì đã chết. Kình thiên cự ma thống khổ giống to, một tay che mắt tay kia đánh vào hư không. Chỉ là kình khí đã áp súc không gian gần như đông lại. Bình thường lực lượng cường đại thế này đặc biệt là cường giả thiếu độ nhanh ạy thì trong thần thông đều mang theo áp lực không gian cực mạnh. Hư quang trên người Lý Vân Tiêu như ánh nến lắc lư, mắt phải biến thành màu máu, quy tắc không gian mờ nhạt biển Na Ma Kha cổ tự xoay tròn xung quanh. Nổi đổi lại người khác rất khó trốn khỏi trói buộc từ trường này, chỉ có thể cứng dân chống. Lam Nham chủ cứng đối cứng chém giết đến hiện tại. Bàn tay đột nhiên vỗ vào chỗ Lý Vân Tiêu đứng, không gian tan nát hiện ra hố sâu to không thấy đáy. Nhưng Lý Vân Tiêu đã thuấn di đến bên trên kình thiên cự ma, giơ tay đè xuống. Ánh sáng màu lục xoay tròn trong lòng bàn tay, đầu xuất thiên phong biến to như ngọn núi đè xuống. Kình thiên cự ma giật mình quay đầu lại nhìn ngọn núi kia, đôi mắt đỏ thẩm lóa tia kinh sợ. Kình thiên cự ma hét to giơ tay che đầu. Ầm 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 ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Đầu xuất thiên phong đè xuống.
hai tay kình thiên cự ma nâng đầu xuất thiên phong lên, người hiện ra khí kình cường đại dường như rất vất vả nhưng cự ma thật sự chống đỡ, nâng vững vàng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhanh chóng đáp xuống đỉnh ngọn núi, một tay bắt ấn. Từng vòng ma kha cổ tự vần quanh bốn phía, hà quang xanh trên đầu xuất thiên phong ẩn hiện phù văn vàng. Bầu trời hiện ra lực lượng nguyên tố thổ hệ mờ nhạt ngưng tụ thành dòng xoáy không ngừng dung nhập vào đầu xuất thiên phong. Trọng lượng ngọn núi dường như tăng lên nhiều, người kình thiên cự ma vang tiếng nổ, cánh tay run rẩy nhưng hai tay vẫn thẳng tắp giơ cao đứng yên, hoặc như bị đè không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cực kỳ rung động, trừ đầu xuất thiên phong có trọng lực siêu khủng ra hắn còn thi triển ma kha thần quyết ngưng tụ lực lượng quy y tắc thổ hệ diễn sinh trọng lực cực mạnh đè ép xuống. Nhưng kình thiên cự ma vẫn chống được. Người kình thiên cự ma lung lay khó nhọc giơ ngọn núi lên dường như muốn ném đi. Nhưng mỗi lần kình thiên cự ma tụ tập sức thì bên trên sẽ giáng xuống tử lôi đánh vào người nó, đánh nát kình khí làm cự ma không thể tránh thoát. Cung ở trên trời thấy cảnh đó chửi thầm. Đồ ngu! Cung ra lệnh cho đám ma quân làm bộ đi giết Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày. Hơn 10 ma quân chạy nhanh đến, lực không đồng đều. Nhưng tất cả đều bị thương trong người. Lý Vân Tiêu tùy tay ném lục đinh lục giáp ra, lăng không kết trận. Ánh sáng vàng phủ ngàn trượng bao đám ma quân lại. Trán Lý Vân Tiêu lóe sáng, giới thần bi biến ra ánh sáng trắng bắn vào trong trận. Người Lý Vân Tiêu hiện ra ba đầu sáu tay, một mặt pháp tướng bắt ấn ngưng tụ lực lượng thổ hệ chấn áp kình thiên cự ma, một mặt pháp tướng khống chế thập nhị đột hiên thần sát trận lục đinh lục giáp. Một mặt pháp tướng không ngừng đánh ra đại giới thần quyết vận chuyển giới thần bi. Phù văn chuyển động trên giới thần bi, ánh sáng lực lượng thế giới chói lòa nổ tung trong đột hiên thần sát trận, chiếu vào người mỗi một Lý Mang Sơn. Có một ma quân nhất giai vốn bị thương nặng, bị lực lượng thế giới oanh kích thì nổ cái bùm, hàng giải vô số con thập phương hung hồn sát. Ma quân khác hoàn toàn biến sắc mặt, đôi mắt kinh hoàng, khủng khiếp. Cùng lúc đó, lục đinh lục giáp tự kết ấn ngưng tụ ra cự linh màu vàng giết vào trận. Đám ma quân biến sắc mặt, nếu lúc chưa bị thương thì chúng nó hợp sức có thể dễ dàng lao ra trận này, nhưng hiện tại lòng muốn mà không đủ sức, đành cắn răng chém giết cùng cự linh màu vàng. Trong khe hở, trước ma kính, Viêm nhìn pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay của Lý Vân Tiêu, giới thần bi trong thập nhị đột hiên thần sát trận. Viêm hét thất thanh. Cái gì, vật trong trận này có thể phát ra uy áp giới lực? Hầu, cơ luôn bình tĩnh cũng biến sắc mặt, con ngươi nở to. Thiên thánh khí, đó là thiên thánh khí của thiên vũ giới. Cơ giật mình kêu lên. Chuyện gì đây, thiên thánh khí hai giới bị một người nắm giữ. Chuyện khác thường tức có yêu dị. Hầu trầm giọng nói. Trận chiến lần này phải bắt tên đó, quan trọng còn hơn chiếm cứ một thành. Cơ nói. Thật khó tin, mấy năm qua hai giới chưa từng nghe chuyện như vậy. Thiên thánh khí của hai giới cùng xuất hiện trong tay một người, người hãy nhìn pháp tướng ba đầu sáu tay, và chân ma pháp thân trước đó tất nhiên đã được truyền thừa từ ma chủ đế. Viêm lạnh lùng nói, chúng ta phải lấy lại lục đạo ma binh, phải giết người này. Đã tới lúc bốn bộ chúng ta xuất chiến, kình thiên cự ma khó giữ được lâu. Hầu nhìn hai người khác, đều nhẹ gật đầu đồng ý Viêm. Hầu nói, tốt, tác dụng của kình thiên cự ma vốn là càn quét chiến trường. Ở trong đấu trường thả nó ra đánh vào quân sinh lực của đối phương. Bây giờ đã tiêu hao lực lượng kẻ địch, chuyện càn quét chiến trường do bốn bộ làm. Bảy con cự ma này không dễ kiếm, phải lưu trữ lại, đừng để chúng nó hao tốt. Cung gật đầu, lại lần nữa phân ra một ảnh chiếu điều binh khiển tướng trong khe hở. Với sức chiến đấu của bảy con kình thiên cự ma đã tràn ngập nguyên chiến trường thành Hồng Nguyệt, phái nhiều binh lực xuống dễ loạn. Dù người bốn bộ xuất kích cùng lắm phụ trợ cự ma, trong khe hở kình thiên cự ma chiến đấu cùng người thiên vũ minh thì thừa dịp công kích. Nên cùng điểm danh một số ma quân từ bốn bộ, mang theo các loại ma tộc chi chít đi qua khe hở. Số lượng ma tộc đợt này không nhiều, chỉ bằng tổng số 1/4 nhưng trong mắt mấy vị ma tôn thì đã đủ. Trong đội tiến lên trừ thập phương hung hồn sát còn có hai loại ma tộc rất bắt mắt, gần như bị phái đi hết. Một loại toàn thân bầu dục di chuyển chậm trong đường hầm, đưa mắt nhìn như cục thịt màu đen, rất là vô hại, không có sức chiến đấu. Loại khác bay trong cánh chim đen chỉ ló nửa cái đầu, cánh liên tục thoáng hiện phù văn màu đỏ, mà cầm tốc độ cực nhanh, được ghi là chim ngốc. Một tl chim ngốc ngang ngửa thập phương hung hồn sát nhưng rất nhanh nhẹn, thích hợp tác chiến với ma tộc kiểu lực lượng như kình thiên cự ma.
Tử hoàng phi vũ của tiểu thanh giết số lượng ma tộc kinh người nên bốn vị ma tôn tạm thời không phái chim ngốc ra sân. Giờ không thấy tiểu thanh nhúc nhích, bảy con kình thiên cự ma rơi vào tử chiến, là thời cơ tốt nhất cho chim ngốc xuất chiến. Ngoài ra các loại ma tộc khác phối hợp tiến vào, chỉ có đại ma kiểu lực lượng là không được đi. Một đội hình dạng kỳ lạ, ma tộc chủ yếu nhẹ nhàng đi theo một ma tộc tóc ngắn tím chậm rãi vượt qua một giới. Ma tộc màu tím không chỉ có râu tóc, mắt cũng màu tím sậm đi đầu độ, mặt không biểu tình. Cung nhìn người đó, nói. Tử, trận chiến kinh thiên thế này vẫn không thể khiến máu trong người của ngươi hưng phấn sao? Ma tộc đó không chỉ toàn thân màu tím, cái tên cũng là Tử, lạnh nhạt nói. Một trận chiến không có gì bất ngờ xảy ra thì ngươi có cảm thấy hưng phấn? Chẳng qua dọn dẹp rác rưởi sau cuộc chiến. Các ma quân cau mày nhưng không nói chuyện, thầm nghĩ Tử nói chuyện không khách sáo, giọng nói không có kính từ. Trong bốn bộ chỉ có mình Tử là có gan nói kiểu đó với bốn vị ma tôn. Giờ phút này trong thành Viêm Vũ Nam vực xa xôi. Mấy trận quang to lớn lấp lóe tỏa sáng trên bầu trời thành Viêm Vũ truyền tống một chiếc chiến hạm cửu giai đi. Ninh Linh Nhi nhìn chiến hạm biến mất, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện nói. Mọi người nhất định phải chống đỡ, viện binh sắp đến rồi. Trác Thanh Phàm không còn dáng vẻ nhàn nhã thường ngày, hiếm khi sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không muốn an ủi ngươi cái gì, lần này đại chiến thảm khốc trước giờ chưa từng có, mỗi người lên chiến trường đều không nắm chắc sẽ sống sót trở về. Ninh Linh Nhi người run rẩy sợ hãi hỏi. Tại sao không rút đi? Biết rõ thảm liệt, thậm chí có thể không thủ được tại sao không rút đi? Chờ thời gian dài chiến lại. Trác Thanh Phàm liếc Ninh Linh Nhi. Dù vậy vẫn phải tử chiến đến cùng, bởi vì chúng ta đã không đường lui. Một khi mất thành Hồng Nguyệt thì ma tộc có cứ điểm lớn trong thiên vũ giới, đông vực không có tồn tại cường đại, đèo lấy thành Hồng Nguyệt dẫn đầu. Lực lượng ma tộc rất nhanh sẽ khuếch tán toàn đông vực. Biểu tình Trác Thanh Phàm trầm trọng. Cho nên nếu thành Hồng Nguyệt bị chiếm đại biểu toàn đông vực mất, một phần tư địa bàn thiên vũ đại lục bị ma tộc chiếm lĩnh. Đến lúc ma tộc đó không cần xâm phạm ba vực khác, chỉ cần bỏ chút thời gian ma hóa toàn đông vực, để bọn họ thích ứng giới lực thiên vũ giới là chúng ta thua trắng. Nhưng, Ninh Linh Nhi run giọng nói, nếu mọi người đều chết trận, dù giữ được thành Hồng Nguyệt, lỡ ma tộc lại đến nữa thì làm sao? Trác Thanh Phàm khẽ thở dài. Nếu phòng thủ được thì ma tộc sẽ bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể phát động chiến đấu quy mô lớn thế này. Về tương lai. Ha ha, nếu hiện tại không còn thì nói gì đến tương lai. Ninh Linh Nhi có kinh nghiệm thương trường, thấy nhiều chuyện, trải qua nhiều điều, không giống thiếu nữ bình thường, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Ninh Linh Nhi gật đầu nói. Ta hiểu rồi, nếu Vân Tiêu đại ca đã quyết định cũng là quyết tâm của mọi người, Linh Nhi sẽ thủ vững. Chỉ hận thực lực của mình hữu hạn, chỉ có thể cầu nguyện hy vọng mọi người sớm ngày trở về. Trác Thanh Phàm cười nói. Yên tâm. Mọi chuyện sẽ tốt lên, tất cả sẽ thuận lợi trở về. Ninh Linh Nhi mỉm cười nhưng là nụ cười gượng, thê lương. Ninh Linh Nhi chợt hỏi. Ninh Sơn, chết thật rồi sao? Trác Thanh Phàm gật đầu nói. Chết thật rồi, mà chủ Vạn Bảo Lâu cũng chết. Nam Bắc Thương Minh đối đầu sắp trở thành lịch sử. Nếu lần này phòng thủ được thành Hồng Nguyệt, Linh Nhi tiểu thư sẽ có thể liên hợp Kim Tiền Bang hợp nhất hai thương hội tổ thành thương minh duy nhất trong thiên hạ. Ninh Linh Nhi gật gù. Vậy ta sẽ đi xử lý chuyện này ngay, vì ta vững tin mọi người nhất định có thể sống sót trở về. Trác Thanh Phàm nói. Không cần gấp gáp, hiện tại cao thủ thành Viêm Vũ đều điều động đi, trong thành trống rỗng, còn cần Linh Nhi tiểu thư chủ trì thành phòng thủ. Đừng quên trong thành vẫn có một số nhân tố không ổn định. Ninh Linh Nhi chau mày khẽ hỏi. Ý ngươi nói đến yêu tộc. Còn người Trác Thanh Phàm co rút. Đúng vậy. Tuy hiện tại yêu tộc biết điều nhưng đừng quên thành Viêm Vũ cũng rỗng. Ninh Linh Nhi nhíu chặt mày. Ta tin tưởng ngài tiên sinh tuyệt đối không phải loại người bỏ đá xuống giếng, huống chi cuộc chiến thành Hồng Nguyệt liên quan mệnh mạch toàn thiên vũ giới, ngài tiên sinh sẽ không làm càn. Trác Thanh Phàm mỉm cười nói. Ta tin con người ngài, nhưng hắn không phải yêu hoàng, tuy rằng đức cao vọng trọng lại không trấn hết yêu tộc được. Chính ngài cũng không chắc chắn. Ninh Linh Nhi nói. Ta hiểu ý của đại nhân, chuyện thương minh để sau vậy, trong thời gian này ta sẽ tập trung vào thủ thành. Trác Thanh Phàm khẽ thở dài. Tà thuật trên người Cố Thanh Thanh, mạch chưa khu trừ, nếu có hai người tham gia thì phần thắng càng lớn.
Nhưng để hai người lại thành Viêm Vũ cũng tốt, miễn cho thành Viêm Vũ thật sự hư không, nếu xảy ra chuyện gì thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Đinh Linh Nhi sắc mặt kiên định nói. Hư không đại nhân đừng quá lo, người đảo huyền ly do ma vật đại nhân dẫn dắt đi chi viện, sẽ không xảy ra chuyện. Đinh Linh Nhi mới nói xong chợt một luồng sáng đỏ vụt qua trước mắt hai người, đáp xuống truyền tống trận bên dưới, dồn dập nói. Mau đưa ta đi thành Hồng Nguyệt. Hai người nhìn kỹ, mừng rỡ. Đinh Linh Nhi kêu lên. Mạch đại nhân. Ánh sáng đỏ là Mạch, gã đứng trong truyền tống trận, gật đầu nói. Ta đã không sao. Đinh Linh Nhi vui vẻ nói. Thế Cố Thanh Thanh đại. Mạch mỉm cười, hơi trào phúng khinh thường nói. Nữ nhân kia làm sao so với ta được, nàng ta muốn hoàn toàn phục hồi thì phải nằm thêm mấy năm. Mặc dù Mạch nói hơi khoa trương nhưng đúng là Cố Thanh Thanh còn đang hôn mê, thường xuyên tỉnh lại nhưng không thể tác chiến thời gian dài. Đinh Linh Nhi vội nói. Ta sẽ kêu người mở truyền tống trận ra. Rất nhanh Mạch biến mất trong ánh sáng truyền tống. Đinh Linh Nhi, Trác Thanh Phàm tâm tình tốt đẹp, có Mạch giúp đỡ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Hơn nữa Mạch phát ra hơi thở đã khác xưa, Trác Thanh Phàm đứng trước mặt Mạch cũng giật mình. Trong trận chiến Ngũ Hà Sơn Mạch hấp thu nhiều máu của vũ giả yêu tộc, nhân tộc, trực tiếp bước chân vào hư cực thần cảnh sau Mạch tu luyện phản yêu thánh công, trong trận chiến Hải Chi Xâm Lâm hút sạch máu tinh anh tứ hải. Dù hoang, thương ở đây cũng thua xa Mạch. Trác Thanh Phàm nói, ta cũng đi trước một bước, phải đi Vĩnh Sinh Chi Giới một chuyến. Không gian trong Vĩnh Sinh Chi Giới hơi phức tạp. Muốn tìm đảo huyền ly cần tốn thời gian. Trác Thanh Phàm nói xong hóa thành làn khói tan biến. Đinh Linh Nhi nhìn hướng Trác Thanh Phàm biến mất, lặng im. Đột nhiên có tiếng ồn vào vang lên. Là ai đụng vào truyền tống trận? Sau đó ánh sáng truyền tống từ chỗ huyền náo bắn lên cao chiếu rọi một góc trời. Đinh Linh Nhi hết hồn, giận dữ xoay người nhìn lại, thầm nghĩ cường giả trong thành vừa đi lại có kẻ đến phá. Nhưng trong ánh sáng một đoàn bóng trắng mông lung không thấy rõ mặt mũi. Người đó và trận quang từ từ biến mất trong thành. Đinh Linh Nhi vội vàng bay đi, hỏi dồn. Người vừa rồi là ai? Đám người phụ trách truyền tống vây quanh lại, ngơ ngác nhìn nhau. Người thủ lĩnh chịu trách nhiệm xấu hổ tự trách. Bẩm đại nhân, chúng ta cũng không nhìn rõ người đó là ai, xin đại nhân trách phạt. Xin đại nhân trách phạt. Các vũ giả xấu hổ cúi đầu. Đinh Linh Nhi nhìn truyền tống trận. Người này ra từ trong thành thì chắc đã sớm ẩn núp bên trong, chúng ta chưa từng phát hiện. Đinh Linh Nhi cau mày, trong thành Viêm Vũ rồng rắn lẫn lộn, tuy quản lý cực kỳ nghiêm khắc nhưng không cách nào nắm giữ hết tư liệu vũ giả, bỏ sót một, hai người là rất bình thường. Đặc biệt những tồn tại cường đại nếu cố ý né thành Viêm Vũ giám thị thì không khó gì. Đinh Linh Nhi hỏi, hướng người đó truyền tống đi là? Người phụ trách đáp ngay. Phương hướng luôn không điều chỉnh, chắc là thành Hồng Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt sao? Đinh Linh Nhi lòng máy động, gật đầu nói. Được rồi, không sao, các ngươi lo việc của mình rồi, cứ xem như chuyện vừa rồi không xảy ra. Đinh Linh Nhi ngầm hiểu rõ. Mặc kệ thân phận của người đó như thế nào, nếu đi thành Hồng Nguyệt thì là cường giả thiên vũ giới, góp một phần sức. Trong thời đại hỗn loạn này tuy mỗi người có mục đích, lý tưởng riêng nhưng trước tai nạn trung thiên vũ giới thì có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cố gắng cùng một mục tiêu, thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống. 10 vạn năm trước là thế, 10 vạn năm sau cũng như vậy. Đinh Linh Nhi đứng trong gió, gió lạnh thổi bay rối tóc mai. Đinh Linh Nhi nhẹ vuốt tóc thì thào. Nhân tố bất an trong thành sao, dường như còn có một người. Đinh Linh Nhi nhớ đến lúc trước đi tìm người kia thì bị từ chối ngay ngoài cửa. Có lẽ ta nói không đủ rõ ràng, Vi Thanh không hiểu hết thế cục thành Hồng Nguyệt, nếu hắn hiểu nguy cấp trước mắt có lẽ sẽ ra tay. Nhiều cường giả liều mạng phía trước, ta bị từ chối vài lần, mất mặt có là gì? Đinh Linh Nhi đặt quyết tâm lại đi du thuyết Vi Thanh ra tay, không đánh động được người thì thề không bỏ qua. Một lúc sau, trong Vĩnh Sinh Chi Giới, Trác Thanh Phàm hiện ra. Trác Thanh Phàm nhìn quanh, toàn là hư không chẳng mấy cuối. Xem ra Vĩnh Sinh Chi Giới sắp bị thiên vũ giới hoàn toàn dung hợp vẫn cần thời gian. Trác Thanh Phàm lấy kim chỉ nam ra nâng trong lòng bàn tay. Cây kim hình thoi, hai đầu màu sắc khác nhau xoay nhanh trên cao rồi tĩnh lặng chỉ hướng nam. Trác Thanh Phàm lẩm bẩm. Phía nam sao, không biết bao xa.
Trác Thanh Phàm biến mất. Một lúc sau, trong vĩnh sinh chi giới, trên đại lục to lớn lơ lửng. Không gian lung lay, Trác Thanh Phàm lại hiện ra. Đại lục này không thấy cuối, bên trên toàn là đồi núi toát ra hơi thở cúc si mục nát như thế giới bị vứt bỏ không thấy chút sự sống. Nhưng linh khí, năng lượng trên lục địa thì hơn xa chỗ hư vô khác. Chắc là đây rồi. Trác Thanh Phàm mừng rỡ chạy nhanh như bay. Trác Thanh Phàm khựng lại cách mặt đất chưa tới ngàn thước, con người co rút, phát hiện đằng trước có lực lượng kết giới cực kỳ nguy hiểm. Khóe môi Trác Thanh Phàm cong lên, biến mất trong hư không sau đó đạp trên lục địa đảo Huyền Ly. Ủa? Giữa hư không truyền đến tiếng kêu giật mình, một nam nhân vạm vỡ cao 9 thước xuất hiện trước mặt Trác Thanh Phàm. Chân mày thột o cao lại, nam nhân quát to. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trác Thanh Phàm 211 ơ nói nhiều, trực tiếp đưa ra lệnh bài Lam Nham chủ cho mình để đối phương xem. Ta có chuyện muốn gặp đảo chủ. Nam nhân thấy lệnh bài thì giật mình kêu lên. Tứ vương. Sau khi xác nhận hàng thật, nam nhân nói. Đi 50 dạng phía đông nam liền tới. Nam nhân nói xong lắc người biến mất. Trác Thanh Phàm cũng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, cách hơn 50 dặm, một tòa đại điện màu trắng đơn giản xuất hiện trước mắt Trác Thanh Phàm. Bốn phía rải rác kiến trúc nhưng yên lặng nghe tiếng kim rơi, dường như tất cả đều trống trơn. Trên đảo Huyền Ly hễ cường giả tỉnh lại đều đi thành Viêm Vũ, lúc trước không ai ở, bây giờ càng yên lặng hơn. Tại hạ Trác Thanh Phàm bái kiến đảo chủ đảo Huyền Ly. Trác Thanh Phàm kêu mấy lần mà không hồi âm, đang khó hiểu thì một thanh âm vang lên. Đừng kêu nữa, nơi này không có người. Trước mặt Trác Thanh Phàm hiện ra một đoàn sáng chậm rãi biến thành một bóng người. Bóng người đưa lưng hướng Trác Thanh Phàm, lưng khòm khoác năm tháng tang thương, khí thế quân lâm thiên hạ vô hình trung toát ra. Trác Thanh Phàm giật mình vội chắp tay nói. Các hạ chính là đảo chủ của đảo Huyền Ly dấu lớn. Thân hình kia lạnh nhạt nói. Đúng là ta, người đến đây có chuyện gì? Trác Thanh Phàm sửa sang vạt áo, cung kính nói. Có chiến sự khẩn cấp nên đến bẩm báo với đại nhân. Trác Thanh Phàm kể sơ cuộc chiến trong thành Hồng Nguyệt cho Diệp Kình Vũ nghe, chỉ vài câu ít ỏi nhưng nói rõ tầm quan trọng, gấp gáp của chiến sự. Diệp Kình Vũ nghe xong vẫn không nhúc nhích, dường như đang suy tư điều gì. Trác Thanh Phàm sốt ruột, dù sao cuộc chiến tiền tuyến một giây thay đổi nhiều, từ đảo Huyền Ly chạy qua mất nhiều thời gian, không chậm trễ được. Hy vọng đại nhân có thể phái thêm cường giả tiền đến. Cổ Phi Dương mở miệng nói. Tứ vương của đảo Huyền Ly ta có 2 người đi qua òn chưa đủ sao? Hiện giờ đảo Huyền Ly mới có hơn 10 người thức tỉnh, một số vẫn đang ngủ say trong đảo không biết khi nào mới tỉnh lại. Trác Thanh Phàm la lên. Chẳng lẽ không có cách nào? Diệp Kình Vũ nói. Hiện tại trong thành Hồng Nguyệt hầu như tụ tập hơn một nửa cường giả thiên vũ giới, nếu thế mà không giữ được thì ma kiếp rất khó ứng đối. Trác Thanh Phàm nói. Chiến sự thành Hồng Nguyệt quan trọng. Chúng ta không dám sơ sẩy. Nếu trên đảo không có cường giả nào chi viện thì tại hạ xin cáo từ, còn phải lao tới chiến trường. Khoan đã. Diệp Kình Vũ lên tiếng. Lúc ngươi mới vào đảo Huyền Ly đã thi triển đại hư không thuật. Trác Thanh Phàm biến sắc mặt, lòng rung động nhưng nghĩ lại nhiều người biết thuật này, không có gì phải che giấu, đành nói. Đúng vậy. Diệp Kình Vũ gật đầu, ngẩng lên nhìn không trung bột ẩn. Diệp Kình Vũ khẽ thở dài. Quả nhiên là đại hư không thuật, thuật này trường kiếm thần diệu, trong dòng sông lịch sử lâu dài không thấy ghi chép nhiều nhưng vẫn có, lão phu biết từng có một người biết thuật này. Trác Thanh Phàm hoàn toàn biến sắc mặt, người khẽ run, thẫn thờ. Thân hình già nua của Diệp Kình Vũ chậm rãi xoay lại, khí thế trên người cũng thay đổi. Những tang thương năm tháng để lại như cho bụi dần tán đi, khuôn mặt trẻ trung tinh xảo xuất hiện trước mặt Trác Thanh Phàm. Trác Thanh Phàm kinh kêu. A, à, Trác Thanh Phàm không kiềm được thụt lùi một bước, dường như bị khuôn mặt trẻ trung hù sợ. Diệp Kình Vũ mỉm cười nói. Đừng giật mình, chẳng qua là bí pháp. Trác Thanh Phàm chắp tay nói. Vâng, Diệp Kình Vũ nói. Tuy người kia vột ình truyền xuống nhiều thần thông nhưng ta nghiên cứu kỹ thì trong đó không có đại hư không thuật tồn tại. Ta rất tò mò thuật này của ngươi học từ đâu ra. Trác Thanh Phàm thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng nói. Ngẫu nhiên tập được. Ha ha ha, nếu ngươi không chịu nói thì ta cũng không tiện miễn cưỡng. Diệp Kình Vũ mỉm cười nói. Trong lòng ta có một thắc mắc,
người kia hiện tại còn sống sao? Trác Thanh Phàm mặt tái xanh. Đảo chủ đại nhân hỏi thật kỳ lạ, xin thứ lỗi tại hạ tài học kiến thức nông cạn, thật sự nghe không hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, được rồi được rồi. Diệp Kình Vũ cười lên. Ta không moi tin nữa, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt thì trong tay ta chỉ có 7, 8 người có thể điều động, ta sẽ kêu bọn họ chạy qua. Trác Thanh Phàm mừng rỡ vội hỏi. Không biết thực lực của 7, 8 vị đại nhân này như thế nào? Đảo chủ đại nhân có định đích thân chinh chiến không? Trác Thanh Phàm muốn kéo Diệp Kình Vũ qua, từng là một trong 4 vực vương, ngày xưa là tồn tại tạo hóa cảnh, hiện tại càng là sâu không thấy đáy, chỉ một ảnh chiếu trước mắt đã khiến Trác Thanh Phàm thấy áp lực lớn. Trác Thanh Phàm phỏng đoán có khi nào Diệp Kình Vũ đã đến cảnh giới kia. Diệp Kình Vũ cười nói. Ha ha, lão phu hiện tại còn bận công việc, tạm thời không rảnh tay. 7, 8 người đó thực lực không đồng đều, nhưng đều là thần cảnh. Vốn giữ lại để bảo vệ đảo này nhưng đã không cần thiết. Trác Thanh Phàm rất tò mò thực lực Diệp Kình Vũ, không kê ìm được hỏi dò. Đại nhân bế quan trên đảo Huyền Ly 10 vạn năm chắc đã mạnh hơn trước nhiều, nếu có đại nhân lĩnh quân thì thắng chắc. Diệp Kình Vũ rất là cảm thán thở dài thườn thượt. Ha ha ha, chút lực lượng còn lại của ta tốt nhất không ra bêu xấu, vòng trời này đã không thuộc về đám giả chúng ta. Diệp Kình Vũ phất tay nói. Chiến sự khẩn cấp, ngươi nhanh chóng đi đi, đừng dây dưa ở chỗ ta. Rõ. Trán Trác Thanh Phàm toát mồ hôi lạnh, chợt nhận ra mình thăm dò thế là không lễ phép, may mắn Diệp Kình Vũ không bắt lỗi. Trác Thanh Phàm xoay người biến mất trong đảo Huyền Ly. Tại thành Hồng Nguyệt, chém giết kinh thiên liên tục leo thang. Dao động khủng bố từng vòng khuếch tán, không còn bóng dáng thành trì như thể đang chiến đấu trong thiên địa hoang vu. Trừ Lam Nham chủ, Lý Vân Tiêu vững vàng đè đầu kình thiên cự ma đánh, năm chỗ chiến trường khác rất vất vả. Đặc biệt là ba đại phái và sư đồ Ba Long, tử thương thảm trọng. Di Chỉ Hàn vì cứu một trưởng lão thần Tiêu Cung mà bị kình thiên cự ma vỗ trọng thương gần như khó chống đỡ. Còn mỗi khúc Hồng Nhan là cường giả hư cực cảnh phải gánh công kích chủ yếu từ kình thiên cự ma, áp lực nặng nề. May mắn Lý Vân Tiêu giữ chân hơn 10 ma quân còn sót lại của Lam Bộ nên đám cường giả tiền sinh rảnh tay, xung phong tới trước giảm bớt áp lực cho ba phái. Chỉ bàn về sức chiến đấu thì kình thiên cự ma không đến trình độ ma tôn, miễn cưỡng bằng tạo hóa cảnh bình thường. Nhưng vì bị giới lực áp chế, trong thiên vũ giới kình thiên cự ma tối đa phát huy sức chiến đấu đỉnh hư cực cảnh, vốn không thể ứng đối nổi. Quan trọng là lực phòng ngự, sức sống của kình thiên cự ma quá mạnh, đánh lâu dài ngược lại bên thiên vũ giới bị động. Góc chiến trường khác, Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam, Bàn Nghị đánh liền tay, tuy không chiếm ưu thế nhưng cũng không thua, gần như ngang tay. Tuần Thiên Đấu Ngưu sớm bị một trưởng đập bẹp, bây giờ chỉ dám đứng phía xa vận chuyển cửu thiên đô lục đại La Hàn công kích từ xa quấy rối. Ba người cơ thể cường đại, miễn không đấu cứng với kình thiên cự ma, dựa vào pháp tác chiến thì ít nguy hiểm, nhưng khó thắng, ít nhất trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại. Còn có nhóm đảo Huyền Ly bám giữ ba con kình thiên cự ma cũng rơi vào khổ chiến giằng co, thỉnh thoảng có người chết. Một số cường giả đảo Huyền Ly vốn sắp đến đại hạn nên càng thêm anh dũng không sợ, xả thân thủ nghĩa, ngược lại giết thảm khốc nhất. Lam Nham chủ kiềm chế con kình thiên cự ma gần như tước thành cột thịt nhưng lì lợm không chết. Một kích cuối cùng, bổn tọa mất kiên nhẫn rồi, chết đi. Hư quang phóng lớn trong tay Lam Nham chủ, quang nhẫn tăng trưởng gấp đôi. Mặt Lam Nham chủ tái nhợt, gã đã rót hết lực lượng vào trong chém hướng kình thiên cự ma mảnh khảnh. Ầm 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 ầm. Tiếng đá lăn nhức óc phát ra từ người kình thiên cự ma, hư không biến thành 3 trên bầu trời chém kình thiên cự ma thành 4 khúc rớt xuống đất. Như một ngọn núi từ nay sụp đổ, ầm vang rớt xuống đất triệt để biến thành hòn đá. Một kích kia kinh thiên động địa, lập tức rung động toàn trường. Đặc biệt ủng hộ đám người thiên vũ giới rất nhiều, mọi người phấn chấn. Mặt Lam Nham chủ vẫn tái xanh, thấy rõ mạch máu đỏ, khí thế tụt dốc không phanh. Lý Vân Tiêu mừng hết sức, chiến cuộc hiện giờ bên thiên vũ giới giữ cho không thua đã là cực hạn. Lam Nham chủ thắng có lẽ sẽ bắt đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Lý Vân Tiêu đang hưng phấn chợt ngước đầu, đôi mắt màu khác nhau có rút kinh hoàng nhìn khe hở. Trong ma khí tuôn ra lúc nhúc đầu người, là điềm báo nhiêu ma tộc ập đến. Cung lạnh lùng nhìn bên dưới. Rốt cuộc một con đã chết,
Vậy cũng tốt, trừ chỗ trống cho không gian chật chội này, cho các người hoạt động tay chân. Trong ma khí phát ra tiếng cười nanh chanh. Ha ha ha. Tử lạnh lùng nhìn bên dưới, phun ra ba chữ. Không hứng thú. Cung hừ lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi có hứng hay không, xóa sạch đám tiện chủng này là nhiệm vụ của ngươi. Tử vung tay, những ma tộc hình chứng như cục thịt đen nhảy tới trước. Có mấy ma tộc nhảy tới trước khe hở, chậm rãi di chuyển thân hình, tiếp đó thân thể mất thăng bằng rớt vào khe hở. Một con, hai con, ba con. Như bánh trôi nước, những cục thịt đen lần lượt nhảy vào khe hở rớt xuống đất. Đám người Lý Vân Tiêu, Lam Nham chủ chưa chiến đấu giật mình nhìn, không rõ đám ma tộc này là sao. Rất nhanh mấy trăm cục thịt đen hình chứng từ trên trời nhảy xuống, một con rớt xuống đất. Ầm, vang tiếng nổ trầm đục từ bên dưới, cục thịt đen rớt xuống mặt đất, cơ thể nổ tung ra cái hố to hơn 10 trượng. Trong hố thật nhiều thực vật kỳ lạ, thiên vũ giới chưa từng gặp qua. Những thực vật này toàn thân đen thui, phun ra nuốt vào ma khí bắt đầu tự động lan tràn bốn phía, phạm vi từ mấy chục trượng mở rộng đến trăm trượng. Bùm, bùm, từng cục thịt rớt xuống nổ vang, trong khoảnh khắc mặt đất bị đủ loại thực vật ma tộc phủ trùm. Giờ phút này ma khí trong thành Hồng Nguyệt dồi dào hơn khu vực ma giới bình thường, những thực vật như hút máu, vô cùng hưng phấn cố sức khuếch tán bốn phía, rất nhiều rễ lá nối nhau mọc lan tràn thành rừng rậm. Cái này. Đột biến khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng biến hóa rất rung động, thay đổi nghiêng trời lệch đất nhưng chỉ trong vòng vài giây, không cho người thời gian phản ứng. Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt, hiện tại mặt đất trừ truyền tống trận có người chuyên môn bảo vệ, hợp sức kết ấn chống cự thực vật xâm nhập ra toàn thành Hồng Nguyệt tất cả đều biến thành rừng rậm, diện tích bao phủ vượt qua thành Hồng Nguyệt vốn có. Những thực vật xuất hiện khiến ma khí tích lũy đáng sợ bắt đầu tuần hoàn. Thông qua thực vật phun ra nuốt vào hô hấp rừng rậm biến thành thích hợp cho ma tộc sinh tồn, mô phỏng hoàn cảnh nhỏ của ma giới. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt, thoáng như trong mộng. Ực ực. Vào thời khắc này Lý Vân Tiêu phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng, kình thiên cự ma bị hắn áp chế bắt đầu gào thét nâng đầu xuất thiên phong lên. Không chỉ con kình thiên cự ma dưới núi của Lý Vân Tiêu, năm con khác cũng trở nên cường đại, cuồng bạo hơn. Bên thiên vũ giới xuất hiện tử thương quy mô lớn. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia âm trầm, cực kỳ tức giận. Chết tiệt, thì ra là vậy. Hệ thống tuần hoàn ma khí này mô phỏng hoàn cảnh sinh tồn cơ bản nhất của ma giới, có tác dụng chống cự giới lực thiên vũ giới rất mạnh. Kình thiên cự ma không bị giới lực áp chế thì có sức chiến đấu ngang bằng tạo hóa cảnh. Thứ duy nhất không thay đổi là ma quân bị thập nhị đột hiên thần sát trận áp chế, hệ thống tuần hoàn ma giới bị bài trừ bên ngoài, trong trận có lực lượng thế giới giới thần bi. Đám ma quân khổ không thể tả, bị cự linh ánh sáng vàng giết số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại 5, 6 người, không chống được bao lâu. Lý Vân Tiêu không rảnh lo chuyện đó, 6 tồn tại như tạo hóa cảnh đủ giết hết bọn họ. Lý Vân Tiêu giống to. Tất cả mọi người rút lui. Ba Mộc đại nhân, dùng thánh ma điện yểm hộ mọi người. Tử lạnh lùng nhìn bên dưới, châm chọc nói. Ha, hiện tại muốn trốn sao? Nhiều chim ngốc sau lưng tử biến mất trong khe hở, lao xuống dưới, chớp mắt xuất hiện bên cạnh đám vũ giả. Đôi cánh bao thân hình dương ra tỏa ánh sáng kim loại, cứng rắn như sắt quét qua. Xoẹt 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 xoẹt. Vài trưởng lão ba phái bị chém thành hai khúc, máu phun không trung. Khúc Hồng Nhan kinh kêu một tiếng, tử tiêu kiếm biến ra giải sáng, điện sát khí kích phát đến cực hạn ngưng tụ lưới kiếm quang rậm rạp bảo vệ mọi người. Khúc Hồng Nhan hét to. Trốn mau. Bùm 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 bùm. Hơn 10 kim ngốc đập cánh vào lưới kiếm bắn ra các làn ánh sáng. Sư tôn. Người Lạc Vân Thường đầy máu la lên. Đi cùng chúng ta đi. Khúc Hồng Nhan quát. Từ người phụ trách dẫn mọi người rút vào thánh ma điện, đừng dây dưa. Khúc Hồng Nhan vùng ống tay áo trái, kinh khí đẩy Lạc Vân Thường ra. Lạc Vân Thường căng thẳng nhưng biết lúc này không thể hành động theo cảm tình. Bỗng nhiên xoay người lao xuống dưới. Vũ giả ba phái tử thương rất nặng, lúc trước có gần 1/3 chết, khi nhiều chim ngốc xuất hiện lại chết gần 1/3, số còn lại bị thương nặng. Chỉ có hơn 10 người trốn về Thánh Ma Điện. Nhưng bọn họ biết dù Thánh Ma Điện cũng không đại biểu an toàn, chỉ là tạm nghỉ và thở dốc chốc lát. Trận chiến này thảm khốc hơn bọn họ dự tính, không ai trông chờ mình sẽ sống trở về. Mỗi người sắc mặt bình tĩnh chờ tạm nghỉ rồi chiến tiếp.
Khúc Hồng Nhan liều mạng đánh một chiêu yểm hộ mọi người chạy trốn, nàng định rút lưới kiếm lại. Đột nhiên một bóng đen hiện ra, bàn tay kình thiên cự ma vỗ xuống. Kình phong trói buộc không gian trăm trượng. Khúc Hồng Nhan hết hồn, đã không kịp chạy trốn. Khúc Hồng Nhan miễn cưỡng dốc ra chân lực xót lại vào kiếm, khiến kiếm quang càng sáng chói từ hai, ba trượng co rút lại thành vài thước không gian che trước mặt. Ầm. Bàn tay kình thiên cự ma vỗ xuống kiếm quang, ánh sáng vỡ nát. Khí thế siêu cuồng bạo đập vào người hai Giận Vũ, máu phun ra, thân hình tuyệt thế và Tử Tiêu kiếm hao quý rớt xuống dưới. Tiếng hét thê lương của Lạc Vân Thường xé rách không trung. Sư tôn. Lạc Vân Thường vọt ra ngoài bay hướng Khúc Hồng Nhan rơi. Mấy con chim ngốc tốc độ siêu nhanh chớp mắt đuổi kịp, vẻ mặt nhanh tranh kỳ dị khiến người sợ hãi, mở cánh sắt chém hướng Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường. Phương xa, Lý Vân Tiêu đang trấn áp Kình Thiên Cự Ma và mấy ma quân vốn định giết ba lam bộ ma quân còn sống sót rồi trở về Thánh Ma Điện, bị tiếng hét chói tai của Lạc Vân Thường làm giật thót phụt ngoái đầu. Lý Vân Tiêu thấy Khúc Hồng Nhan rơi xuống, cùng Tử Tiêu kiếm, máu đỏ nhuộm váy dài và trên kiếm đâm đau mắt hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc mất tri giác. Bóng người vụt qua đâu xuất thiên phong thuấn di đến bên cạnh Khúc Hồng Nhan, nhiều lôi điện trong người đánh vào đàn chim ngốc lao tới. Ngũ lôi oanh đỉnh, ầm 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 ầm. Lôi quang nở rộ trên người Lý Vân Tiêu, quyền phong hóa thành vô số lôi long đấm thủng chim ngốc. Hơn 10 con chim ngốc thét lên chết thảm dưới lôi quang, nổ banh xác. Lạc Vân Thường thừa dịp bay đến đón lấy Khúc Hồng Nhan, Tử Tiêu kiếm. Lạc Vân Thường khẽ kêu. Vân Tiêu. Lòng Lạc Vân Thường run rẩy. Lý Vân Tiêu đưa lưng hướng Lạc Vân Thường, không thấy rõ khuôn mặt hắn, nàng bỗng thấy sợ hãi. Bóng đen lại hiện ra trên bầu trời, nắm tay như ngọn núi của Kình Thiên Cự Ma từ trên trời giáng xuống, nơi cá tay xẹt qua hư không toàn bộ chấn vỡ. Cười tủm tỉm Lý Vân Tiêu tỏa sáng rực rỡ, hư quang như kim thân biến thành giáp phủ lên người, biến ra ba đầu sáu tay bắt ấn. Pháp tướng sau lưng đối diện Lạc Vân Thường, khuôn mặt lạnh băng như băng giá chìm trong biển sơ ước vạn năm không lay động, toát ra lạnh lẽo khiến người rét run. Lạc Vân Thường run lẩy bẩy, nàng biết tiếp tục ở lại chỉ thêm phiền cho Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường hét lên. Cẩn thận! Lạc Vân Thường bay nhanh đi Thánh Ma Điện. Mọi người cùng tập trung nhìn lại, nắm tay Kình Thiên Cự Ma như thiên thạch đập xuống mặt đất, cả bầu trời đè ép vào một điểm. Quê phong rít gào thậm chí xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu đè mặt đất thành hồng nguyệt nứt ra ngàn dặm. Hắn điên sao? Mọi người lòng run rẩy khủng hoảng nhìn. Đối diện cú đấm khủng bố như thế mà Lý Vân Tiêu không hề né tránh, lực lượng liên tục dâng cao. Cung nhìn chằm chằm, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ hắn muốn cứng rắn đỡ cú đấm kia? Tử nhướng chân mày lộ ra ngạc nhiên, khóe miệng cong lên xì cười. Rốt cuộc xuất hiện vài chuyện thú vị. Trong Thánh Ma Điện, trước ma kính khe hở, Lam Nham Chủ, đám người linh mục địch còn đang chém giết đều hoảng sợ. Lam Nham Chủ nhìn chăm chú không trung thì thào. Vì nữ nhân mình yêu bị thương mà tức giận cảm xúc kích phát tiềm năng vô hạn sao. Vừa mới bước vào hư quang cảnh mà tiểu tử này đã có thể khải hóa hư quang, hừ. Tiếng hừ cuối cùng biểu đạt bất mãn rồi lại như không có gì bất mãn. Lý Vân Tiêu đứng trước nắm tay thiên thạch kia. Ba mặt pháp tướng lạnh băng như sắt không chút biểu tình, sáu tay giơ lên kết ấn. Từng luồng sáng vàng hiện ra trong ấn quyết, là ba đại thủ ấn do Lý Vân Tiêu sáng lập. Những ánh sáng vàng hóa thành du long xoắn ốc bay lên ngưng tụ trên đầu. Ba ấn hợp nhất, đi chết đi. Tiếng gầm cực kỳ giận dữ như núi lửa phun trào hoặc như đá to rớt vào hồ nước nổ từng vòng gợn sóng. Khuôn mặt vốn lạnh băng như sắt, bình tĩnh như núi chợt cực kỳ giận dữ. Hung tợn như thể chút hết lửa giận vào khoảnh khắc này. Trên hư quang hiện ra một tầng lửa sương mù, là băng sát tâm diễm bộc phát cùng cảm xúc của Lý Vân Tiêu đan xen vào hư quang. Ầm 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 ầm. Ba ấn hợp nhất hóa rồng vòng quanh cánh tay pháp tướng trước mặt Lý Vân Tiêu đánh ra ngoài, nghênh đón quyền uy tựa núi cao. Ầm 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 ầm. Kình Thiên Cự Ma một đấm đánh vào đôi tay Lý Vân Tiêu, linh áp khủng bố nổ nát bốn phía. Từng vòng sáng trực tiếp hóa thành kết giới càn quét bầu trời thành hồng nguyệt. Những khu vực còn đang kịch chiến bị giới lực dư âm cuốn vào, nhiều vũ giả bị thương hộc máu chết tại chỗ. Một nửa chim ngốc bị một kích chấn động nổ banh xác. Năm Kình Thiên Cự Ma khác dường như bị ảnh hưởng, chúng ngừng chiến đấu ngoái đầu nhìn.
lực lượng trùng kích háo thành kết giới từng vòng chấn động bốn phương tám hướng, tất cả vũ giả thiên vũ giới sống sót vội trốn vào thánh ma điện. Mặt ba mộc trắng bệch mở phòng ngự thánh ma điện đến lớn nhất chống đỡ uy năng khủng bố. Mặt đất đã đầy mạng nhện, thực vật ma tộc trong phạm vi mấy ngàn trượng bị quét sạch, đất đai hóa thành màu đen, hoàn toàn bị ma hóa. Mắt cung trợn to như ốc bưu giật mình nhìn bên dưới. Kết giới tùng kích tán đi, kình thiên cự ma, Lý Vân Tiêu hiện ra, hai nắm tay giằng co dán vào nhau. Không thể nào, không thể nào. Cung hoảng hốt kinh kêu. Một kích vừa rồi của kình thiên cự ma đến trình độ tạo hóa cảnh thiên vũ giới, sao hắn đỡ được? Hắn ngăn được một kích đó. Không có gì lạ. Tử cuốn lọn tóc, phân tích. Kình thiên cự ma mạnh không phải công kích mà là lực phòng ngự. Thêm vào phía trước chiến đấu lâu như vậy, thực lực giảm thấp cũng bình thường. Mô phỏng sinh thái tuy rằng có thể tiêu trừ một ít giới lực nhưng không phải hoàn cảnh ma giới thật sự, tiêu trừ có hạn. Thần thông của tiểu tử này vốn cực kỳ lợi hại, có sức bật cường đại nên chặn được một kích kia là rất bình thường. Bình thường sao? Trước ma kính, cơ thì thào. Dù nàng thì tiểu tử này nên bị thương nặng, không cách nào tái chiến. Chiến đấu toàn thành Hồng Nguyệt ngừng lại, yên lặng kỳ dị. Tất cả ngơ ngác nhìn hai người nắm tay giằng co trên bầu trời. Một thân hình nguy nga như núi, một tuyệt thế độc lập. Kình thiên cự ma phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như cực kỳ bất mãn kết quả này. Kình thiên cự ma gồng sức muốn rút nắm tay về nhưng phát hiện quyền cốt đã bị đôi tay trước mặt Lý Vân Tiêu bắt chặt. Kình thiên cự ma vùng mạnh mấy cái nhưng không thể nhúc nhích. Cự ma giận dữ gầm lên. Growl. Bị tồn tại nhỏ bé giam cầm tay phải làm cự ma rất nhục nhã. Yên lặng giây lát, thân hình thon dài của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng gầm và tiếng chửi vô biên. Là cái đầu ngươi, bản thiếu gia kêu ngươi đi chết không nghe thấy sao. Hư quang trên người Lý Vân Tiêu sáng lên theo lửa giận phun trào. Một ma nhà to lớn hiện ra sau lưng Lý Vân Tiêu cũng biến ra chân ma pháp thân ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt giống chân thân y như đúc, cực kỳ giận dữ, trợn to mắt như chuông đầu bắn ra ánh sáng lạnh xuyên thấu thân thể. Cái gì? Pháp thân này xuất hiện, tất cả ma tộc kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh sợ. Khiến bọn họ khủng hoảng là đoàn mây đen vòng quanh trước chân ma pháp thân như tinh hoàn hiện kết giới giữa hư không, bên trong phát ra hơi thở khủng bố làm người sợ hãi. Trước ma kính, viêm giật mình kêu lên. Lục đạo ma binh, tiểu tử này lại định ma khí lục đạo ma binh. Mấy người khác biến sắc mặt. Mắt khung âm trầm, cắn răng nói. Mới rồi nhận một kích của kình thiên cự ma làm sao hắn còn lực lượng thi triển lục đạo ma binh. Trước khe hở, sắc mặt tử nặng nề nhưng mắt rực cháy hưng phấn. Chân ma pháp thân chộp tới trước, tiếng kim loại leng keng phát ra từ tinh hoàn. 12 phúc luân trên A ma luân bảo xoay tròn phát ra tiếng thiên điểu hót chém tới trước. Ầm 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 ầm. Bầu trời bởi vì khủng bố mà run rẩy. Đôi mắt kình thiên cự ma lóe tia sợ hãi, nỗi sợ lớn hơn nữa không vì lực lượng từ A ma luân bảo mà là vột hưởng uy áp từ thiên thánh khí ma giới lòng kình thiên cự ma run sợ. Cự ma giơ tay lên che trước mặt. Ầm 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 ầm. Bóng A ma luân bảo kiếm to lớn giáng xuống cánh tay kình thiên cự ma. Nhiều đá vụn phun ra trực tiếp hóa thành bột mịn. Nguyên cánh tay kình thiên cự ma có mấy trăm vệt dạn sâu hóm, vô cùng thê thảm nhưng chặn lại được một kích từ ma binh. Trước ma kính, mấy ma tôn thở phào. Phù! Tảng đá trong lòng bọn họ rơi xuống đất, nếu vừa rồi một kích giết kình thiên cự ma thì rất khủng bố. Ngược lại đám người thánh ma điện lộ vẻ mặt thất vọng. Rào rào, rào rào. Khi mọi người mỗi người ôm một ý nghĩ thì một sợi xích sắt lăng không vụt qua, lấp lóe mấy cái biến thành bóng xích đầy trời trói gô kình thiên cự ma. Một cái lưới sắt đen to hiện ra trên bầu trời liên thông đến bốn phương tám hướng kéo dài đến chốn vô hạn. Cánh tay, đôi chân, thân thể, cổ kình thiên cự ma bị xích quấn chặt. Trên xích không ngừng nổi lên phù văn màu đen. Một cánh tay chân ma pháp thân kéo không khí, xiềng xích đầy trời rung rinh, dường như kình thiên cự ma cực kỳ đau đớn. Miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Lý Vân Tiêu giống to. Ôn chết đi được, bản thiếu gia kêu ngươi đi chết, không nghe thấy sao. Thanh âm kịch liệt, giận dữ hơn hai lần trước, như có con cự thú viễn cổ thức tỉnh trong người Lý Vân Tiêu, một con mắt hóa thành đỏ thẫm, một con mắt đen thẳm sâu. Từ trán lan tràn toàn thân, trừ nhiều ma văn ra còn có các gân xanh nổi lên, mỗi mạch máu, kinh mạch đều chứa đau khổ và lửa giận vô biên.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát. Đây là lần thứ ba, người phải chết, không có lần sau. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu co lại, lòng bàn tay chĩa lên trời. Chân ma pháp thân làm động tác giống Lý Vân Tiêu, sau lưng pháp thân ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy màu đen, từ trong vòng xoáy chậm rãi vươn ra một cây diêu chiến, mũi diêu chĩa hướng Kình Thiên Cự Ma. Cái gì? Lục đạo ma binh thứ ba. Bốn vị ma tôn đứng trước ma kính bối rối, người run bần bật. Bốn người giữ đường hầm vì cảm xúc hỗn loạn mà đường hầm rung rinh theo. Viêm Lạc giọng. Cùng lúc chi phối ba ma binh, trời, ta có nhìn lầm không vậy? Viêm khó nén cảm xúc trong lòng, mặt tràn đầy kinh hoàng, thậm chí còn có kinh khủng. Hầu sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Người này là tai họa lớn cho ma giới, phải tru sát hắn, không thể giữ lại. Cung mắt lóe tia sáng lạnh gật đầu nói. Ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, chiến đấu tiếp theo mục tiêu là tru sát người này, tầm quan trọng hơn cả chiếm cứ thành Hồng Nguyệt. Cùng lúc đó, một góc ma giới, một hồ sâu đen thui không thấy đáy, tĩnh lặng như chết. Chợt mặt nước dao động. Rào rào. Mặt nước như hắc ngọc nổ tung biến ra thủy long phóng lên cao. Trong hồ sáu hiện ra bóng người lơ lửng trên mặt nước, biểu tình âm trầm giật mình, là đế giả trở lại ma giới. Mắt nhìn phương xa xăm, đế giả lẩm bẩm. Năng lực lĩnh ngộ ma kinh của hắn tiến bộ mau vậy sao? Trong thiên vũ giới, Bắc Hải, trên một hòn đảo vô danh. Bốn phía lơ lửng nhiều xác động vật biển, bên trên đầy độc tố đố em trắng. Một nam nhân đang chế tạo thi khôi, thi khí tràn ngập mặt biển. Nam nhân chợt giật mình bay hướng đảo, thấy một nữ nhân áo trắng đứng trên tảng đá to nhìn phương đông. Cảnh Thất vội đáp xuống khom người nói. Thiên giả đại nhân xuất quan. Tiểu Hồng không trả lời, nàng nhìn hướng đông, đứng yên thật lâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên nhiều ma khí hóa thành các hoa văn ẩn trong làn da Tiểu Hồng. Máu trong người Tiểu Hồng như bị lực lượng xúc động chảy càng xiết hơn. Trên bầu trời thành Hồng Nguyệt, mọi người bị chân ma pháp thân hấp dẫn ánh mắt. Một tay cầm kiếm chém người Kình Thiên Cự Ma, một tay nắm hờ xiềng xích, một tay giơ cao, A Lại Huyền Việt hiện ra từ bóng ma phía sau. Lý Vân Tiêu giống to. Chết đi, đừng để ta nói thêm lần nữa. Chân ma pháp thân bất chợt chộp A Lại Huyền Việt đâm nhanh. Rào rào. A Lại Huyền Việt đâm vào người Kình Thiên Cự Ma, nhiều đá vụn rơi đầy, nguyên ma binh xuyên thấu qua. Mọi người giật mình nhìn cảnh tượng, chiến trường thành Hồng Nguyệt to lớn toàn là hư không loạn lưu, lực lượng khủng bố không ngừng hiển hiện trên bầu trời rồi lại yên lặng như tòa thành quỷ không chút tiếng động. Ực ực, tiếng nuốt nước miếng vang lên, là của ảnh chiếu cung. Cung kinh khủng nhìn Kình Thiên Cự Ma bị A Ma Luân Bảo chém chói, bị A Át Phản sát chói, cuối cùng bị A Lại Huyền Việt xuyên thủng. Bộ dạng Kình Thiên Cự Ma hơi thê thảm nhưng có thể một lần hưởng thụ ba lục đạo ma binh 10 vạn năm qua đây là lần đầu tiên. Ầm 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 ầm. Cơ thể Kình Thiên Cự Ma nổ tung hóa thành ức vạn đá vụn bị gió lốc đen cuồng bạo cuốn lây bắn lên trời. Nguy rồi. Đằng trước lối vào khe hở, nhiều ma tộc giật mình. Gió lốc lao hướng bọn chúng. Đám đông ma quân tản ra trá một con đường, nhưng có một số ma tộc không phản ứng kịp. Đặc biệt nhiều thập phương hung hồn sát ở phía sau bị gió lốc thổi nổ tan xác chết. Lực lượng đó liên miên không dứt cuốn tất cả sự vật quanh thân Lý Vân Tiêu 5.000 trượng vào. Toàn quá trình kéo dài khoảng một tách trà, bốn phía Lý Vân Tiêu như hóa thành vòng xoáy to hấp thu tất cả rồi phun ra. Trong thời gian uống tách trà này người hai phái lặng im không nhúc nhích, chỉ nhìn. Còn lại năm Kình Thiên Cự Ma mắt lóe tia sáng đỏ lộ tia sợ hãi vô cùng, không kiềm được thụt lùi một bước. Cảm giác áp lực trong lòng yếu bớt. Trong Thánh Ma Điện, ánh mắt mọi người tràn ngập rung động, hân hoan. Đám người Lam Nham chủ, Linh Mục Địch thì vẻ mặt sầu lo. Mới rồi Lý Vân Tiêu ra một đòn vượt tiềm năng bản thân, công kích như vậy bình thường sẽ suy yếu thời gian dài. Sau khi chân ma cự linh dùng ba lục đạo ma binh đánh nát Kình Thiên Cự Ma thì hóa thành một đoàn ma ảnh tan biến trên bầu trời. Lý Vân Tiêu thu về ba đầu sáu tay, ánh sáng trên người tán đi. Cô độc đứng trên bầu trời. Người Lý Vân Tiêu chợt lóe tia chớp xanh, hắn biến mất tại chỗ, trở lại Thánh Ma Điện. Đám người Lạc Vân Thường đang vội vàng trị thương cho Khúc Hồng Nhan, còn nhiều cường giả khác bị thương nặng. Thái Thượng trưởng lão Nhị Chỉ Hàn của Thần Tiêu Cung bị thương quá nặng thân chết đạo tiêu. Lý Vân Tiêu không nói không rằng cúi người kiểm tra vết thương của Khúc Hồng Nhan. Lạc Vân Thường nói, Vân Tiêu,
Tạm thời sư tôn không bị nguy hiểm mạng sống, nhưng kinh mạch toàn thân tan vỡ nên xỉu, một thời gian dài không thể chiến đấu. Lý Vân Tiêu làm ngơ như không nghe thấy, hắn không tin ai phán đoán, chỉ tin vào chính mình. Lý Vân Tiêu kiểm tra chốc lát, đúng như Lạc Vân thường nói. Lý Vân Tiêu thở phào, khuôn mặt lạnh băng trầm trọng dịu lại, thay vào đó là mệt mỏi ủ rũ. Chỉ giây lát Lý Vân Tiêu quét sạch cảm xúc ủ rũ, phấn khởi tinh thần nói. Mọi người vào giới thần bi đi. Nhiều người biến sắc mặt, càng nhiều là buồn bã. Lam Nham chủ trầm giọng hỏi. Phải rút đi sao? Lý Vân Tiêu liếc Lam Nham chủ, nếu không rút thì mọi người đều chết. Có người kêu lên. Vậy mới rồi những đồng đội hy sinh chẳng phải là chết uổng. Người đó tràn ngập oán khí oán hận nói. Muốn rút sao không rút ngay từ đâu? Giờ phút này ta không muốn rút nữa, thà chết trận nơi đây. Trong đại điện lặng im, biểu tình mỗi người khác nhau. Nhiều người tỏ ra bất mãn, đa số thì im lặng. Linh Mục Địch thở dài đứng ra nói. Dù hiện tại không rút thì Thành Hồng Nguyệt cũng mất, chúng ta bỏ mạng vô ích. Hơn nữa rút đi chỉ là tạm thời, dù sao với lực lượng hiện tại của chúng ta không thể chắn mũi nhọn của bọn họ, chờ viện quân đến lại chiến tiếp. Hiện tại lúc này đồng lòng quan trọng hơn cái gì, nếu gây ra mâu thuẫn phân liệt thì càng không tưởng tượng nổi hậu quả. Cho nên Linh Mục Địch mới đứng ra nói chuyện cho Lý Vân Tiêu, với kinh nghiệm dày dạn của Linh Mục Địch nói mấy câu thì mọi người chịu nghe. Lam Nham chủ hiểu sâu xa, gật đầu nói. Rút trước đi, chờ viện quân rồi tái chiến. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra như cánh cửa to dựng giữa đại điện, ánh sáng trắng xóa phát ra. Mọi người vào đi. Vẫn có người bất mãn hầm hừ. Vậy khi nào viện quân mới đến? Lý Vân Tiêu trả lời. Theo tốc độ của Trác Thanh Phàm thì cũng sắp rồi, bọn họ đang trên đường đến. Chút nữa ta sẽ hủy truyền tống trận để tránh nơi này bị ma tộc bao vây, không đến mức bọn họ đi ra gặp địch tứ phía. Hủy truyền tống trận rồi vị trí viện quân xuất hiện tùy cơ. Linh Mục Địch gật đầu nói. Suy xét rất chu đáo, mọi người nhanh vào giới thần bi. Có người bắt đầu vào bia, đặc biệt những người bị thương rất nặng vốn không có sức chiến đấu đều tự giác vào trong. Lạc Vân thường ôm Khúc Hồng Nhan đi theo đám người vào giới thần bi. Ba Mộc trầm giọng nói. Mau lên chút, những ma tộc lại bắt đầu tập kết đội ngũ chuẩn bị công kích. Đằng trước khe hở ma giới, nhiều ma tộc tuôn ra xếp trận trên bầu trời. Năm con kình thiên cự ma điều chỉnh lại, không ngừng gầm gừ, đơn giản truyền tin giao lưu cổ vũ cho nhau. Cung đứng trước khe hở lạnh lùng nói. Ta lại triệu tập lực lượng một bộ đến đây. Lần này dù thế nào cũng phải chiếm thành này, quan trọng hơn hết là xóa sổ người vừa rồi. Tử, người có thể làm được những điều này không? Tử híp mắt gật đầu cười, khẽ ử bâng quơ. Cung sắc mặt âm trầm nhìn Tử, lòng bừng lửa giận. Trước chuyện lớn vậy mà vi bẫn thái độ đó. Cung thầm nghĩ chờ khi về ma giới sẽ cho Tử biết tay, để gã trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Nhưng hiện tại cung phải nhẫn nhịn thái độ của Tử, gã gật đầu nói. Chỉ mong ngươi không phụ phó thác của mấy vị đại nhân. Tử khẽ kêu, mở mắt nhìn truyền tống trận dưới đất, hưng phấn nói. Dường như càng thú vị hơn rồi. Cung giật mình kêu lên. Cái gì? Cung nhìn truyền tống trận, không gian chuyển động, bên trên ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn, một chiếc chiến hạm chậm rãi hiện ra. Cung biến sắc mặt nói. Viện quân! Cung cắn răng tức giận nói. Chết tiệt, nên sớm hủy truyền tống trận này. Quá tệ hại. Cứ tưởng cường giả thiên vũ giới đã đến hết, không ngờ vẫn còn. Chiến hạm không ngừng hiện rõ giữa không trung, khí thế cường đại phát ra đẩy thực vật bị ma hóa, chân không lớn mấy trăm trượng. Tử cười to bảo. Vậy mới thú vị, vừa lúc lần này quét sạch đám dẹp đỏ cho sau này rắc rối. Tử cười tâu hưng phấn, hà hứng hơn lúc ra khỏi khe hở nhiều. Trong thánh ma điện, đột nhiên một thân hình hiện ra. Viện quân đến. Không cần đi nữa. Lý Vân Tiêu kinh kêu, tràn đầy vui vẻ. Trác Thanh Phàm. Thanh âm run rẩy, nức nở suýt bật khóc. Trác Thanh Phàm không còn bộ dạng ung dung ngày xưa, gật mạnh đầu như đang nói không phụ ủy thác. Cảnh tượng thảm khốc khiến Trác Thanh Phàm không còn dáng vẻ ung dung nữa, lòng như bị đá đè. Hầu như tất cả lực lượng thành viêm vũ được điều khiển đến đây, bên đảo Huyền Ly có Hạo Phong đại nhân dẫn đầu xuất động hết. Ta có đi đảo Huyền Ly. Gặp Diệp Kình Vũ đại nhân, cũng đưa lực lượng cuối cùng phái tới đây. Những lời này ủng hộ rất lớn,
mắt mọi người sáng lên, không khí vui vẻ quét qua nặng nề và trầm trọng. Một cường giả đảo huyền ly cười điên cuồng. Ha ha ha, tốt quá, bổn tọa chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng trước khi chết phải cống chiến thêm chút sức giết vài tên làm đệm lưng. Cường giả này toàn thân đẫm máu, sự sống đã tán đi hơn phân nửa. Cường giả đảo huyền ly cuồng cười xong ho khan mấy tiếng rồi chợt ngừng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu gục xuống, thân chết đạo tiêu. Vị cường giả khác ở bên cạnh bi thương hét to. Thi quân đại nhân. Là thi quân không còn sự sống. Mới rồi kích phát đấu trí, hưng phấn lại bị không khí nặng nề đè lên. Mỗi người im lặng nhìn thi quân, như từ đây thấy kết cuộc của mình. Biểu tình Lý Vân Tiêu nghiêm túc gập người hướng xác thi quân. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người, mắt quét qua từng người. Mọi người đừng bi thương, gạch không rời khỏi miệng giếng phá, tướng quân khó tránh mất trước trận. Với vị tiền bối này thì đây cũng là trốn về tốt. Mỗi người chúng ta khi đi ra ai không sẵn sàng phải chết. Đúng vậy, trước khi đi ra thì ta chưa từng nghĩ sẽ sống quay về. Lão nhân bên cạnh thi quân tỉnh táo từ đau thương, kiên định nói. Lần này bỏ mạng tại thành Hồng Nguyệt, cho đám tiện chủng ma tộc biết sự lợi hại của chúng ta. Tiền sinh mình đầy vết thương, nhiễm nhiều ma khí, đã ôm quyết tâm phải chết trầm giọng nói. Vân Tiêu Minh Chủ, xin hãy mang chúng ta chiến thỏa thích đi. Xin hãy mang chúng ta chiến thỏa thích đi. Trong đại điện toàn là thanh âm xin chiến, mỗi người quyết sống chết với ma tộc. Trong đó nhiều người bị thương nặng khó lành, đặc biệt bị ma khí xâm nhiễm dữ dội như tiên sinh, dù không chết thì hơn phân nửa sẽ nhập ma, còn không bằng quyết tâm tử chiến một trận. Lý Vân Tiêu bị khí thế cảm nhiễm cắn răng nói. Tốt, ta sẽ dẫn mọi người quyết sinh tử với ma tộc. Đại quân ma tộc theo tử điều phối đi hướng Thánh Ma Điện. Một con kình thiên cự ma đứng gần đi hướng Thánh Ma Điện, bốn con khác lao hướng chiến hạm, mắt bắn ra tia sáng đỏ. Ầm 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 ầm. Thánh Ma Điện bị kình thiên cự ma công kích móp méo, không gian bên trong chấn động kịch liệt. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Xiết ra ngoài, liều với chúng. Lý Vân Tiêu xoay người đi. Những người không thể tái chiến đều được thu vào giới thần bi, người đi theo Lý Vân Tiêu là còn sức chiến đấu hoặc ôm quyết tâm phải chết. Hơn trăm người xông ra ngoài làm đám ma tộc bao vây không kịp đề phòng, xung lực mạnh mẽ khiến bọn họ giết ra lỗ hổng. Lam Nham chủ lắc người lao hướng kình thiên cự ma sát. Kình thiên cự ma phòng ngự quá mạnh, phía trước chiến đấu làm Lam Nham chủ tiêu hao rất lớn, nhưng hiện tại chỉ mình gã mới chặn lại được công kích của cự ma. Để người khác đụng phải cự ma thì như bọ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Lý Vân Tiêu dẫn mọi người lao ra ném lục đinh lục giáp ra ngoài. Kết giới trận quang to lớn ngưng tụ, chớp mắt toàn bộ ma tộc gần Thánh Ma Điện ca bị bao lại. Người thiên vũ giới quay người lại lao vào trong trận chém giết với đám ma tộc. Trong thập nhị đột hiên thần sát trận có lực lượng thế giới giới thần bi nghiền áp làm ma tộc mô phỏng sinh thái mất đi hiệu lực, giới lực áp chế nháy mắt tăng cao. Còn có kết giới thập nhị đột hiên thần sát trận áp chế khiến lực lượng hai bên tiêu hao. Tử ở trên cao lạnh lùng nhìn, tay chống cằm trầm ngâm. À. Trận pháp này dường như có chút tiếng tăm. Cung sắc mặt khó xem nói. Nhiệm vụ chủ nhất lần này là đánh chết người kia, ngươi lại điều khiển ít ma tộc qua, ngươi thật sự đặt tâm tư vào chiến trường sao? Trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Tử cười nói. Không vội làm gì, chiến trường là máy xay thịt, giết người quan trọng nhưng nghiền nát tất cả lực lượng sự sống thiên vũ giới cũng rất quan trọng. Từ con mắt tím bắn ra tia sáng lạnh, tử lạnh lùng nói. Ta phải nghiền chúng không chừa một tên. Lòng cung rung động, tức giận nói. Giết người mới là tiên hàng đầu, đó là bốn vị ma tôn cùng truyền mệnh lệnh. Hơn nữa xem chiến trường như máy xay thịt thì chính người của chúng ta cũng sẽ tử thương thảm trọng đi. Tử lạnh nhạt nói. Đã tử thương rất thảm rồi, có nặng nề hơn chút cũng chẳng sợ gì. Hơn nữa nhiều năm qua ma giới diễn sinh nhiều đồ ngu, nhiều thứ vô dụng, mượn cơ hội lần này tiêu diệt một ít. Thật là một chiến trường tiện nhiều đường. Cung tức giận mặt xanh mét, nếu gã không chỉ là một ảnh chiếu thì đã trở mặt giết người từ lâu. Trong khe hở, đằng trước ma kính. Cơ mở miệng nói. Cung, người cứ mặc hắn đi. Nam nhân này đáng sợ không dưới chúng ta, cứ để hắn tận tình chơi đùa đi, ta tin tưởng hắn sẽ mang lại bất ngờ cho chúng ta. Bản tôn cung lạnh lùng nói. Cái gọi là bất ngờ có lẽ là tiêu diệt một nửa người bốn bộ chúng ta. Thậm chí trên 3/4. Viêm cãi lại.
nếu có thể giết hết tinh anh thiên vũ giới tại đây xong hết một lần thì dù tổn thất 3/4 cũng được. Cung tức giận nói. Nói cái kiểu gì, nếu tổn thất 3/4 lực lượng thì địa vị của chúng ta trong ma giới sẽ nguy ngập trùng trùng. Toàn ma giới ở mặt ngoài nhìn như 8 ma tôn chúng ta dẫn đầu, các người bị người ta nịnh hót lâu đến tin mình là chúa tể ma giới sao? Viêm hừ nói. Làm sao có thể, không nói cái khác, dù lần này mở ra khe hở, những phệ giới ma khủng bố khiến người run rẩy. Tồn tại khủng khiếp thế này không biết trong ma giới có bao nhiêu. Ba người khác lặng im không nói. Hầu lên tiếng. Nếu có cách khiến những phệ giới ma đi đối phó các chủng tộc thiên vũ giới thì tốt quá. Cơ nói. Cách này ít ra hiện tại không được, tương lai có thể làm được không thì chưa biết, dù sao chúng ta hiểu biết về phệ giới ma rất ít. Hầu gật đầu nói. Đúng vậy, sau này hãy chú ý những tồn tại cổ xưa này nhiều hơn. Mấy người trò chuyện đến đây chấm dứt, tập trung quan sát chiến đấu bên ngoài. Chiến hạm từ thành Viêm Vũ đến vừa mới hiện thân không bao lâu đã nhận công kích cường đại, nháy mắt vỡ nát. Trên trăm vị vũ giả tức điên lao ra, nhưng nhìn kỹ thì ma tộc đầy trời, cỡ ngàn con. Có 4 cự thú kinh thiên, chỉ uy áp đủ làm bọn họ nghẹt thở. Mọi người trợn to mắt nói. Sao mà, nhiều quá vậy? Tuy biết chiến sự thành Hồng Nguyệt khẩn cấp nhưng không ngờ khủng bố đến mức này. Hạo Phong quát to. Đứng ngây ra đó. Đem đầu cầm chắc trong tay, giết. Hạo Phong xung phong triển khai đao quang, đao phong khủng bố biến ra lưỡi dao to chém ngang không trung nháy mắt giết hơn 10 ma tộc. Vũ giả khác cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng, không nói hai lời rút huyền khí ra giết lên. Như Hạo Phong nói, khi ra tay thì mọi người không mong sẽ sống trở về. La Thanh Vân ở trong số đó, liếc mắt liền mấy Lý Vân Tiêu trên bầu trời. La Thanh Vân rút trường thương ra phát ra tiếng rung đinh tai. Hất một cái đâm chết một con thập phương hung hồn sát, hàng giải thành vô số ma sát. Cách làm của La Thanh Vân rất nhẹ nhàng, mỗi thương sức mạnh không nhiều không ít, không dám lãng phí một giọt chân nguyên. Vì La Thanh Vân hiểu rằng chiến đấu mới vừa bắt đầu, tích lũy một phần chân nguyên có lẽ có thể giết thêm một ma tộc. La Thanh Vân đang suy nghĩ đột nhiên trên đỉnh đầu đen kịt, kình thiên cự ma giơ tay lên vỗ xuống đám đông. Trường lực cường đại trấn áp một phương không gian. Mảng lớn vũ giả bị tói buộc không thể nhúc nhích. Ui, con ma quai này mạnh tới mức nào đây? Mọi người lòng trùng xuống, lạnh lẽo lan tràn trong người, có cảm giác tận thế. Hạo Phong biến sắc mặt, gã phát hiện thực lực 4 con kình thiên cự ma không dưới mình, trong đám người chỉ có Hạo Phong là một mình đấu lại một con được. Niết nguyên đao lên, đao phong xẹt qua chân trời, uy áp như núi dâng lên liền bị chém ra khe hở như bóng da bị xì hơi. Đè ép không khí kêu xèo xèo đâm đau màng tai. Ma sát bắn ra hỏa hoa lớn. Uy áp bị phá, đám người thiên vũ giới bay nhanh lên, tự thi triển thần thông độn thuật chạy trốn. Ầm 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 ầm. Một bàn tay vỗ xuống mặt đất hiện ra hố sâu to, ma khí cường đại tứ tán. Tuy trưởng này chưa thương tổn đến bao nhiêu người, nhưng đem lại rung động quá mạnh, làm tất cả vũ giả thiên vũ giới mặt xám xịt. Lý Vân Tiêu phát hiện tình huống bên dưới. Bản thân hắn tự lo thân còn không xong, trong thập nhị đột hiên thần sát trận trừ lục đinh lục giáp vẫn có sức chiến đấu phi phàm ra nhiều cường giả thiên vũ giới chống đỡ hết nổi. Lý Vân Tiêu đang sốt ruột thì đột nhiên trên giới thần bi hiện ra ánh sáng đỏ, chớp mắt ngưng tụ thành một con hỏa phương phát ra mị âm khoáng cổ lạnh lót vang lên trong trận. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng kỳ dị, mừng rỡ. Trên mặt bia như ngọc của giới thần bi nổi lên thân hình màu đỏ, hỏa điệp đầy trời khuếch tán trong trận. Những bươm bớm to cỡ bàn tay sống động như thật đập cánh. Trên cánh trái và phải có một phù văn, lực lượng khủng bố bắn ra từ trong đó. Những con bướm hiện ra quanh thân mỗi ma tộc, tụ tập lại. Nguy rồi! Mấy ma quân cũng phát hiện vấn đề, giật mình vội thi triển ma công đánh vào đàn hỏa điệp. Lý Vân Tiêu hét to. Mọi người rút! Đám người thiên vũ giới từ khi hỏa điệp xuất hiện đã có linh cảm. Nghe Lý Vân Tiêu gục thì nhanh chóng tản ra bốn phía. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, trận lực thập nhị đột hiên thần sát trận giáng xuống hóa thành từng luồng kính quang đè xuống người đám ma tộc. Bùm! Một con hỏa điệp nổ tung bởi ma tộc kia công kích, lửa hóa thành vòng tròn như gợn sóng khuếch tán chấn lòng bàn tay ma quân. Xung lực không mạnh, ma quân cảm giác lòng bàn tay nóng ran. Nhưng ma quân biểu tình cực kỳ khó xem. Vì hỏa điệp trong phạm vi 10 trượng bị vụ nổ trùng kích đôi cánh bốc cháy,
hai phù văn tỏa sáng rực rỡ. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Mấy tiếng nổ vang lên, theo sau là phản ứng dây chuyền. Hàng trăm, ngàn, vạn hỏa đi pệ nổ tung. Nguyên thập nhị đột hiên thần sát trận tràn ngập biển lửa. Nhưng Phi Nghê khống chế biển lửa chỉ chiếm cứ mảng lớn giữa trận pháp chứ không tổn thương người thiên vũ giới. Nhiều tiếng hét thảm vang lên trong biển lửa, lực lượng lửa khủng bố đốt sạch ma khí. Ma tộc ở trong đó hóa thành hư vô chẳng chừa mẩu vụn. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, giờ phút này tư thế Phi Nghê như thần linh, thần thánh không thể khinh nhờn. Lờ mờ truyền ra dao động phượng nguyên, thần thức tra xét có cảm giác như vào vực sâu, hơn xa lực lượng của Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ là, tạo hóa cảnh? Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra từ ngữ này, mừng như điên. Nếu Phi Nghê bước chân vào tạo hóa cảnh thì đủ sức cố gắng xoay chuyển, thay đổi chiến cuộc hôm nay. Có chuyện gì, những ngọn lửa này? Cung ở trên cao nghiêm túc nhìn xuống, giật mình kêu lên. Có nhân vật lợi hại ra từ giới thần bi. A, à, thiên thánh khí sao? Con người tử có rút tay phải co lại chống cằm trầm ngâm nói. Chẳng lẽ trong thiên thánh khí còn có cường giả? Tại sao lúc này mới xuất hiện? Không có lý nào. Cung lạnh lùng nói. Có lẽ luôn bế quan, hiện tại thế cục gấp gáp nên phải gọi nàng ra. Tự uy thế thì rất có thể là cường giả tạo hóa cảnh, rắc rối to. Tạo hóa cảnh sao? Không, không đúng, vẫn chưa phải tạo hóa cảnh. Mắt tử sáng rực nói. Có lẽ nàng đụng vào ngưỡng cửa tạo hóa nhưng tuyệt đối không phải. Cung lạnh lùng nhìn tử. Được rồi, dù không phải cũng là rắc rối to cho chúng ta. Hiện tại chiến sự càng phức tạp, tử, người có nên suy xét đích thân ra tay không? Cung rất bất mãn với chiến sự trước mắt mà tử vẫn có thái độ bất cần đời. Tử kinh ngạc nói. Ta ra tay, tại sao, ta chưa từng suy nghĩ sẽ đích thân ra tay. Cung suýt hộc máu, tức giận hung hăng quát. Ngươi nói cái gì? Bộ dạng đó như muốn nhào lên cắn chết tử. Tử cười xòa. Sao cung đại nhân tức giận dữ vậy? Chúng ta còn có nhiều ma tộc có thể điều động thì tại sao ta phải tự mình ra tay? Có nhiều thuộc hạ như vậy chẳng phải vì để ứng đối tình huống hiện tại sao? Cung giận dữ hét. Tốt lắm, ngươi giỏi, sau cuộc chiến này bản tôn chờ ngươi ở ma giới. Ta muốn nhìn xem ngươi ngạo tới mức nào. Cung tức giận phất tay áo bỏ đi, xoay người biến mất trên bầu trời. Cung không muốn gặp tử nữa, bản tôn đến trước ma kính xem chiến đấu chứ không để ảnh chiếu ra ngoài. Tử cười khẽ không quan tâm, vung tay khiến nhiều ma tộc trí tuệ thấp từ khe hở lao xuống, mục tiêu không phải Lý Vân Tiêu mà là chiến trường bên dưới. Bên Lý Vân Tiêu có vĩnh sinh chi giới xuất hiện, hơi khó tiêu diệt hết. Suy nghĩ hiện tại của tử là cố gắng nghiền nát nhiều lực lượng thiên vũ giới. Như gã đã nói, biến chiến trường thành máy xay thịt. Lực lượng nào đầu vào đều sẽ bị tử không nương tình nghiền nát. Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, nhìn ma tộc như hạt mưa rơi nhanh xuống, lòng lạnh lẽo. Đám người Hạo Phong bị vây khốn trong ma tộc rậm rạp cộng thêm uy năng kình thiên cự ma nên tốc độ tử thương siêu mau. Dù chính Hạo Phong một mình chống cự một con kình thiên cự ma cũng rất vất vả. Có vô số ma tộc quấy nhiễu, rất nhanh Hạo Phong bị thương nặng. Lý Vân Tiêu vội thu thập nhị đột hiên thần sát trận, lục đinh lục giáp lao nhanh qua cứu bên dưới. Cường giả thiên vũ giới trên bầu trời thở hổn hển lao xuống, trong đầu bọn họ không có ý thức nghỉ ngơi, khái niệm sinh mệnh, chỉ còn lại giết địch. Ba mộc vận dụng thánh ma điện hóa thành từng luồng sáng vàng như màn mưa bắn xuống. Những hạt mưa vàng bắn vào người ma tộc xuyên thấu qua, xây dựng một tòa cung điện vô hình to lớn trên mặt đất. Không có thực thể, tàn do kết cấu các cột sáng vàng đan xen. Lý Vân Tiêu nhìn trước giới thần bi, Phi Nghê vẻ mặt lạnh lùng xem biển lửa, khẽ kêu. Phi Nghê! Phi Nghê xoay người lại, khuôn mặt lạnh băng biến dịu dàng. Phu quân! Hai người chỉ giao lưu ngắn ngủi nhưng đã hiểu lòng nhau. Phi Nghê bỏ mặc ma tộc trong lửa, nàng hóa thành phượng hoàng thì trên trời bay xuống, mang theo biển lửa vô biên lao vào chiến đấu. Tử nhìn thân hình phủ lên thiên địa, cười nói. Thì ra là tộc thiên phượng, hèn gì. Đồn rằng thiên vũ giới có chân long đứng đầu vạn linh, thiên phượng vua trăm loài chim. Thiên phượng đã là nửa bước tạo hóa. Vậy chân long chắc cũng đến tạo hóa cảnh. Không biết tại sao chân long không đến, hay đã tới mà trốn ở đâu đó. Phi Nghê lao đi, Lý Vân Tiêu biến thành lôi quang vọt vào biển lửa vô biên, dùng kiếm thương trảm hồng chém đao vào đám ma tộc sống sót.
Tiếng gào thét lên xuống trong biển lửa, rất nhanh tắt ngấm. Lửa nhỏ dần, Lý Vân Tiêu mới lao ra ngoài hướng tới mặt đất. Mắt Lý Vân Tiêu đỏ ngầu đầy tơ máu, từng thân hình quen thuộc bị ma tộc bên dưới nuốt hết. Tiền sinh, Trần Đoạn Thiên, Hoa Thường, trưởng lão ba phái cơ hồ tử thương hầu như không còn. Cường giả hư cực thần cảnh như đám tiền bối đảo huyền ly tinh thần, tinh nguyên cũng chết. Hạo Phong, Bí Đình Phong lung lay sắp đổ, cơ hồ không còn thần thức, chỉ có chết lặng. Giết giết, giết. Ầm 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 ầm. Phi Nghê lao xuống dưới biến thành cột lửa to đánh vào đầu một con kình thiên cự ma. Cột lửa nổ tung bốn phương tám hướng. Trong sự điều khiển tinh diệu của Phi Nghê, những ngọn lửa cố gắng né người mình đốt ma tộc. Phi Nghê nhẹ nhàng đáp xuống đầu kình thiên cự ma, hai chân đạp đầu nó, đôi tay nhanh chóng bắt ấn. Thiên hỏa chi kết giới. Từng bức tường ấm dâng lên từ mặt đất cao trăm trượng. Tường ấm lấy kình thiên cự ma làm trung tâm lan đi bốn phía, rất nhanh lan tràn mấy chục dặm hợp thành mê cung lửa to lớn. Khiến người ma tộc hết hồn là các ngọn lửa đốt thực vật ma tộc dưới đất thành tro, nghiêm trọng phá hủy hoàn cảnh mô phỏng của bọn họ, khiến thực lực tổng thể giảm mạnh. Đằng trước ma kính, Viêm Kinh kêu. Quả nhiên là thiên phượng. Cung mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Ta càng lúc càng có linh cảm không may. Tử hoàn toàn không đáng tin, ta đề kiến nghị đổi người. Viêm nói. Đáng tiếc chúng ta bị đường hầm tói buộc, nếu có một người ra ngoài đã nghiền chúng thành cặn. Trong giọng nói của Viêm tràn đầy không cam tâm. Cơ nói. Tuyệt đối đừng khinh thường người thiên vũ giới. Nhiều năm qua hai giới chinh chiến vô số lần nhưng vẫn không thể tiêu diệt thiên vũ giới. Dù là 10 vạn năm trước, thiên tài khoáng thế như ma chủ đế đại nhân cũng không thể hoàn toàn chinh phục thiên vũ giới. Cung lạnh lùng nói. Cơ, ngươi bắt đầu tìm cớ cho thất bại tiếp theo sao? Tử là thuộc hạ của ngươi nhưng nếu trận chiến này thua thì ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cơ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, tuy rằng thiên phượng xuất hiện, lát nữa chân long đi ra. Ta cũng không cho rằng bọn họ có thể xoay chuyển thế thua. Huống chi ta tin thực lực của tử. Hầu trầm giọng nói. Hiện tại toàn diện tiến công không phải thời cơ tốt, nếu chờ thêm nửa năm, khe hở tự động ổn định thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể trực tiếp hàng lâm thiên vũ giới, Lam sẽ không bỗng nhiên chết như vậy. Nhắc tới cái chết của Lam khiến nhiều người biểu tình cực kỳ khó xem. Cơ nói. Sự việc phát triển không theo chúng ta khống chế. Dù là những tồn tại phệ giới ma cũng vượt xa dự tính của ta. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, làm hết sức mình. Trên thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu thấy Phi Nghê phát ra thiên hỏa chi kết giới vô biên thì mừng rỡ. Con kình thiên cự ma thành trung tâm kết giới, bị lửa cường đại đè ép tay chân luống cuống không thể thoát khốn ra ngoài, đành nhận sự thật là bị nướng, cơ thể bị đốt vỡ nát. Tử cao mày đánh ra một ấn quyết. Hai con kình thiên cự ma còn lại trước kia hiện ra dấu ấn lao hướng Phi Nghê. Thiên hỏa chi kết giới tuy rằng lợi hại nhưng chỉ có thể ngăn đa số ma tộc bình thường, không có tác dụng gì lớn với kình thiên cự ma. Hơn nữa bày ra tường ấm, lại chấn áp một con cự ma khiến Phi Nghê đạp trên đầu cự ma không thể nhúc nhích, thành cái bia tốt nhất. Ngoài ra hai con nữ ma khác bị Lam Nham chủ, Hạo Phong bám giữ, giết túi bụi. Tường ấm dựng lên Hạo Phong liền dẫn kình thiên cự ma đi vào tường ấm, không ngừng đốt thân thể của nó, xem như hỗ trợ. Thiên hỏa kết giới xuất hiện làm người ma tộc kinh hoàng nửa ngày, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, xuyên qua tường ấm công kích. Phạm vi kết giới quá lớn nên uy lực không mạnh lắm, nhiều ma tộc có âu nén cháy bỏng xuyên thấu qua. Hai con kình thiên cự ma thoáng chốc chạy tới trước mặt Phi Nghê, Lý Vân Tiêu thấy thế giật bắn người vội lao tới trước mặt nàng, giơ kiếm tụ khí. Chợt tiếng xé gió keng vang lên, trên bầu trời lóe tia sáng lạnh, một huyền khí hình tròn to lớn chém xuống cắm vào trước cổ kình thiên cự ma. Minh Luân. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, hiểu ngay ai đến. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đâm vào con kình thiên cự ma khác. Kiếm quang nở ra chín đóa sen trắng đánh vào người kình thiên cự ma nổ như pháo trúc nhưng chỉ chém ra một vệt hằn cạn. Luân phiên kịch chiến khiến Lý Vân Tiêu hao gần hết chân nguyên, toàn dựa vào ý chí cố gượng lại. Con kình thiên cự ma khác bị Minh Luân chém chúng thì giống to bắt lấy Minh Luân liều mạng rút ra. Nhưng trên Luân lấp lánh ánh sáng xanh, vô số phù văn bay lên ngưng tụ thành Minh Luân trận quanh người kình thiên cự ma. Một bóng áo đỏ vụt qua xuất hiện bên trên đại trận, một tay bắt ấn, ánh mắt lạnh băng, là mạch. Trận quang xoay tròn, không ngừng cắt thân thể cự ma, nhiều hòn đá vỡ nát.
Lý Vân Tiêu nhìn, vừa mừng vừa sợ, có thể cụ thể háo luân ra trận pháp có thể thấy mạch đã hoàn toàn điều khiển được huyền khí này. Hơn nữa Minh Luân đúng là binh khí tuyệt vời để đối phó Kình Thiên Cự Ma. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ thì con Kình Thiên Cự Ma cuối cùng rảnh rỗi giống to xông hướng hắn và Phi Nghê. Chợt một luồng gió lạnh sắc bén thổi cột lửa quanh Phi Nghê bay phần phật. Lý Vân Tiêu, Phi Nghê cùng biến sắc mặt, vẻ mặt giật mình. Trừ phi là thái cổ cương phong, gió mạnh bình thường sao có thể thổi được thiên hỏa. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vừa rồi không phải gió. Phi Nghê cũng cảm nhận được, nàng gật đầu nói. Là sát khí. Sát khí có thể thổi bay thiên hỏa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy nghi ngờ nhìn không trung. Giữa hư không đen ngòm Lý Vân Tiêu như nhìn thấy gì, người run rẩy. Một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ vụt qua chân trời, như có tồn tại đáng sợ tản bộ trong không trung, từ phương xa xăm đến. Tử biến sắc mặt, giật mình nhìn hư không. À, đó là... Bốn vị ma tôn đằng trước ma kính xuyên qua kính quang không thể nhìn ngó sự thật hư không được nhưng nhìn biểu tình của tử thì cũng hết hồn. Cơ khó thể bình tĩnh nói. Tử đã thấy gì mà khiến hắn lộ ra biểu tình đó? Với sự hiểu biết của cơ về tử thì chắc chắn xuất hiện thứ cực kỳ khó tin. Cung khẽ hừ. Hừ. Tuy cung không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét của tử nữa nhưng không kiềm được lắc người ảnh chiếu ra ngoài khe hở. Ảnh chiếu cung nhìn theo hướng ánh mắt tử. Trong hư không chậm rãi hiện ra một thân hình to lớn, toàn thân tràn đầy vải tím đen, đầu mọc đôi sừng trắng, mặt mày nhỏ gầy mà gian xảo. Cung lạc giọng, vẻ mặt giật mình chất chứa sợ hãi. Đó là... Giờ phút này ba vị ma tôn đứng trước ma kính cũng nhìn rõ ràng tình huống, lộ vẻ giật mình. Hầu sợ hãi nói. Là ma diễn na. Cái gì? Cơ giật mình kêu lên. Sát thần trong truyền thuyết. Viêm kinh kêu. Đó chẳng phải là thứ trong truyền thuyết sao? Đồn dần ký túc ngoài chu thiên tinh thần, trong quy tắc vũ trụ, sinh ra từ lực lượng không biết, sao có thể bản thể giáng lâm được? Trong khi mấy người rung động thì từ hư không vô biên, sát thần từ phương xa xăm từng bước tới gần, còn có thân hình tinh khiết. Bóng dáng đó đi qua đâu là không trung hóa thành hắc ám vô biên? Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, hắn đã nhìn rõ người đến. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra lúc ở thành Tân Diên. Thân hình nhẹ nhàng lướt tới rồi bay đi. Và câu nói của người đó lúc ở thành Tân Diên. Bóng đen mãi mãi đuổi theo ánh sáng, nhưng từ hôm nay nơi bổn tọa đến là bóng đen vô biên. Khuôn mặt lăng bạch y hiện ra trong không trung, một bước đạp xuống. La ma diễn na chân thân theo sát, mặt dữ tợn giơ móng vuốt tím đen, vuốt sắc nhọn như dính kịch độc vô biên, đen bóng. A, à, La ma diễn na bắt một cái năm ngón đâm vào đầu Kình Thiên Cự Ma. Cự ma phát cuồng giống to. Growl. Kình Thiên Cự Ma vùng vẫy dữ dội, đôi tay ôm cánh tay La Ma Diễn Na xé mạnh. La Ma Diễn Na cười kỳ dị đáng sợ cong thân thể to lớn há mồm táp. A. À, mọi người bị cảnh tượng đáng sợ làm hết hồn. La Ma Diễn Na nuốt đầu Kình Thiên Cự Ma vào miệng, hai tay bắt cơ thể Kình Thiên Cự Ma nhét vào. La Ma Diễn Na to hơn cự ma gấp hai nhưng bộ dạng ăn rất kỳ dị và khó xem. Ma tộc trí tuệ thấp cũng bị cảnh tượng hù giật mình. Trên bầu trời trừ thiên hỏa kết giới hoàn còn đang đốt cháy ra chỉ có thân hình La Ma Diễn Na nuốt Kình Thiên Cự Ma. Không lâu sau La Ma Diễn Na nhét vai, ngực Kình Thiên Cự Ma vào miệng. La Ma Diễn Na không ngừng nuốt cơ thể cũng biến to ra, lớn hơn trước. Lý Vân Tiêu sợ hãi nuốt nước miếng. Ực ực, Lý Vân Tiêu cảm thấy cách Lăng Bạch Y ra sân quá khủng, nhưng bây giờ hắn thích như vậy. Một lát sau, La Ma Diễn Na rốt cuộc ăn trọn con Kình Thiên Cự Ma. Cơ thể La Ma Diễn Na biến to 1/3. Kỳ dị đáng sợ là mặt La Ma Diễn Na nở nụ cười vừa lòng, khiến người nhìn run sợ. Đây, làm sao đánh đây? Trong ma tộc hễ ma quân có chỉ số thông minh đều ngây người, mặt khó xem hơn chết phụ mẫu. Dù là ma tộc trí tuệ thấp cũng bị hù ngốc, không biết làm sao. Ánh mắt không giống sinh linh của La Ma Diễn Na nhìn lướt qua chiến trường, miệng phát ra âm tiết kỳ lạ, nụ cười quái dị càng lớn. Lăng Bạch Y luôn đứng trên cao, không dính hạt bụi trần, tinh khôi như bông tuyết lại ẩn trong bóng ma, khó gặp người thật. Lăng Bạch Y lạnh lùng ra lệnh. Đủ rồi, người có thể đi. Miệng La Ma Diễn Na lại phát ra thanh âm kỳ dị, dường như hơi bất mãn nhưng không cãi lại lệnh Lăng Bạch Y, nó bước ra một bước đạp vào hư không. Thêm một bước,
Bóng lưng La Ma Diễn Na nhỏ đi nhiều, mấy bước sau trở lại phương xa vụt ẩn. Trên chiến trường chỉ còn lại hơi thở quái dị đáng sợ, người mà teo tim. Lý Vân Tiêu cực kỳ bất mãn tức giận, tiếng trách móc phá vỡ không trung. Tại sao không để thứ đó ăn hết đám ma tộc rồi hắng đi? Mọi người lấy lại tinh thần. Những ma tộc nghe thế đều dùng mình, mất hết chiến ý, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng trốn khỏi chiến trường này. Bọn họ ra từ khe hở, bên kia khe hở có phệ giới ma đáng sợ tồn tại. Vì chiếm trận địa khe hở này không biết tử thương bao nhiêu. Nhưng phệ giới ma khủng bố đến mấy cũng không bằng La Ma Diễn Na vừa rồi. Đó còn là lực lượng trần gian sao? Bốn vị ma tôn đứng trước ma kính run lẩy bẩy. Viêm run giọng nói. Làm sao đánh, người này rốt cuộc là ai? Đáng sợ khủng bố hơn người sở hữu thánh khí hai giới. Trong khe hở lặng yên. Hầu trầm giọng nói. La Ma Diễn Na kia đã đi rồi. Viêm sinh lòng sợ hãi hét to. Đi thì sao? Chắc chắn người kia triệu hoán đến, chỉ cần người đó lại triệu hoán thì người bốn bộ chúng ta sẽ bị diệt hết. Thứ đó nhất định là tồn tại giới vương cảnh, chỉ cảnh giới thánh ma mới đối kháng lại nổi. Cơ trầm giọng nói. Theo ý ta thì thứ đó sẽ không quay lại. Hiện tại người thiên vũ giới đang ở thế yếu, nếu người kia có thể tùy ý triệu hoán La Ma Diễn Na vậy tại sao không kêu nó tiêu diệt chúng ta rồi đi? Loại triệu hoán này chắc chắn có giới hạn, phải trả giá rất lớn mới được. Hầu nói, cơ nói đúng, chắc chắn có thời hạn và trả giá, nếu không có thứ giới vương cảnh cản trở thì người áo trắng kia đã sớm vô địch. Viêm run giọng nói, dù như vậy vẫn rất đáng sợ. Cơ nói, trên đòi thiếu gì thứ đáng sợ, đừng quên tại sao bốn bộ chúng ta hợp tác bắt thiên vũ giới, cũng vì người kia tồn tại. Người đó đáng sợ còn hơn thứ này. Xì, chết tiệt. Viêm cắn chặt răng, mắt bùng cháy lửa giận hét to. Vậy liều đi, vừa lúc thời gian triệu hoán đã qua, giết luôn người kia và chủ thiên thánh khí hai giới. Cung gật mạnh đầu ngoái nhìn sau lưng. Trừ giữ trận địa khe hở, lực lượng chống cự phệ giới ma ra còn lại dồn hết sức mạnh xông lên, phải xóa sổ những người này. Ha ha ha! Đằng trước khe hở tử cười điên dại, trong mắt hiện ra hưng phấn và khát máu. Tử nhìn chăm chú hư không, cười gằn. Là ngươi triệu hoán thứ vừa rồi ra. Trong hư không, Lăng Bạch Y hờ hững liếc tử, không thèm quan tâm. Lăng Bạch Y nhẹ nhàng đáp xuống, bay vào thiên hỏa kết giới giết hướng đám ma tộc. Lục Thương Tử phong kiếm khí giấy lên cùng với tiếng ma tộc hét thảm liên miên. Vài tiếng hét xuyên thấu thiên địa, đánh thức người hai bên lại rơi vào cuộc chém giết thảm khốc. Vì cảnh tượng vừa rồi quá khủng bố, trong lòng đám ma tộc bị ám ảnh. Cộng thêm lửa thiên phượng gần như đốt sạch ma vật dưới đất. Mô phỏng hoàn cảnh ma giới bị phá, giới lực lại buông xuống để ép ma tộc ngộp thở. Hơn nữa Lăng Bạch Y thế không thể đỡ, nơi đi qua toàn là tiếng gào thảm thiết. Có ma sát hú hét bay lên. Nhưng đám ma sát đẳng cấp quá ấp, đụng vào thiên hỏa lập tức hóa thành hư vô. Tử đứng trước khe hở thấy Lăng Bạch Y lơ mình thì mắt lóe tia tàn nhẫn, nhe răng cười nói. Ha ha, rốt cuộc đụng tới thứ thú vị. Bên trong khe hở đột nhiên ngưng tụ một bóng đen chậm rãi biến thành ma quân vóc dáng vạm vỡ, sắc mặt trầm ổn, trên người hiếm thấy mặc chiến giáp màu đen. Ma quân vừa xuất hiện liền nói. Tử, quyền chỉ huy của ngươi bị bốn vị đại nhân thủ tiêu, hiện tại từ ma lục ta đây thay thế. Tử tặc lưỡi. Nhàm chán. Tử biến thành ma quang như sao băng rớt xuống đất, hướng tới Lăng Bạch Y. Ầm 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 ầm. Sao băng bay vào thiên hỏa nổ tung. Khiến kết giới lung lay. Phi Nghê biến sắc mặt, máu tràn ra cổ họng nhưng nàng nuốt ngược lại. Kết giới này là Phi Nghê dốc hết sức mạnh ra đốt hết thực vật ma giới rồi thu nhỏ phạm vi gấp mấy lần. Dù vậy muốn giữ lực lượng kết giới sát thương phạm vi lớn với toàn bộ ma tộc, trấn áp kình thiên cự ma dưới lòng bàn chân làm Phi Nghê sắp không chống đỡ nổi nữa. Hiện tại tử cưỡng ép xông vào kết giới tạo thành chân động lớn, phản phệ vào người Phi Nghê, nội tạng bị thương. Tử vừa vào kết giới liền cười gằn điểm một chỉ vào Lăng Bạch Y. Bùm! Chỉ kình xé ách hư không chấn tầng sóng ánh sáng. Lăng Bạch Y biến sắc mặt liên tục chớp lóe dưới đất, liên tục thi triển vài bộ thân pháp xảo diệu né qua. Nhưng tử đã áp sát đến trước mặt Lăng Bạch Y, một tay bắt ấn vỗ xuống. Đinh! Ma ấn đánh vào Lục Thương Tử phong khuếch tán hình ánh sáng như cái nón đè Lăng Bạch Y liên tục thụt lùi.
Lý Vân Tiêu rút thời gian liếc hai người một cái. Lúc này Lăng Bạch Y đã bước vào hư cực, nhưng so sánh với Tử, tuy có giới lực áp chế đối phương thì Lăng Bạch Y vẫn thua một bậc. Lăng Bạch Y không nói gì nhưng Lý Vân Tiêu đã nghĩ thông, triệu hoán La Ma Diễn Na chắc chắn có hạn chế. Lý Vân Tiêu đang suy tư thì Tử và Lăng Bạch Y đã bay ra xa mấy ngàn trượng, các loại ánh sáng công kích nổ tung giữa hai người. Hiển nhiên ma quang chiếm ưu thế, Lăng Bạch Y bị áp chế gắt gao. Hiện Lý Vân Tiêu không rảnh lo cho Lăng Bạch Y, hắn giật mình nhìn lên trời. Người đứng trước khe hở đã đổi thành lục uy phong lẫm lẫm, ma ảnh kéo lại tụ tập xung quanh. Dường như lục đang ngưng tụ lực lượng tổ chức đợt công kích tiếp theo. Lý Vân Tiêu vừa nôn nóng vừa tức giận. Chết tiệt, rốt cuộc còn bao nhiêu lực lượng nữa? Dừng nói thêm một đợt công kích, dù là đợt công kích trước mắt cũng không đỡ nổi. Lực lượng thiên hỏa nhỏ dần, phạm vi đã rút còn trăm trượng. Ma tộc còn có mấy trăm người, thánh ma điện áp chế đang vỡ ra, ánh sáng vàng ngưng kết thành dương điện chậm rãi tan biến. Ba Mộc không rảnh nghĩ nhiều, người đẫm máu, mặt vột ình. Ba Mộc còn chưa thi triển ra lực lượng vượt trội, dường như thà chết cũng không muốn làm nô lệ. Lý Vân Tiêu liếc Phi Nghê, hét to. Tránh ra. Phi Nghê ngẩng đầu lên. Lý Vân Tiêu cầm đầu xuất thiên phong ném tới, Phi Nghê mừng rỡ hóa thành một đoàn bay xuống. Lửa bùm rơi xuống người con thập phương hung hồn sát, nổ nó tan xương nát thịt. Đầu xuất thiên phong ầm vang chấn cự ma thay cho Phi Nghê. Lúc trước kình thiên cự ma bị thiên hỏa nướng, giờ bị núi to đè, mảng lớn cơ thể cự ma biến thành hòn đá vỡ ra. Lý Vân Tiêu thuấn di lên trên đầu xuất thiên phong, ngồi xếp bằng bắt ấn ngưng tụ nguyên tố thổ hệ. Lý Vân Tiêu định đè chết cự ma. Những cự ma lúc trước bị cường giả thiên vũ giới vây công đã suy yếu nhiều, khó chịu nổi ngọn núi nặng nề, có dấu hiệu suy kiệt tan vỡ. Phi Nghê đứng gần đó vì không cần chấn áp kình thiên cự ma, chân nguyên hóa thành lửa cháy hừng hực, thiên hỏa kết giới lại sáng lên. Từng bức tường âm đổ ập xuống đám ma tộc. Bên kia, Mạch đứng trên Minh Luân trận từng chút một thi triển trận lực tước xuống. Người kình thiên cự ma đổ đá vụn rào rào, đã bị tước thành ngàn khe nứt sâu. Mạch bị Tiểu Thanh ở phía xa chém giết hấp dẫn. Bên cạnh Tiểu Thanh lơ lửng một thứ thiên thể, là Hỗn Thiên Nghi. Không ngừng có lực lượng khí ẩn khuếch tán từ Hỗn Thiên Nghi đánh vào ma tộc. Mạch liếc mắt liền nhận ra thánh khí Hỗn Thiên Nghi của yêu tộc bọn họ, nên phán đoán thương đã chết, không thì huyền khí này tuyệt đối không rơi vào tay người ngoài. Nếu không phải đang trong tình huống đặc biệt thì Mạch đã ra tay cướp lấy. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Mạch. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu lo âu nhìn Mạch. Vì trên chiến trường này chỉ có Mạch là nhàn nhã nhất, lợi dụng trận lực từ huyền khí tước cự ma rất khá, gần như lấy cái giá nhỏ nhất đổi hiệu quả lớn nhất. Tiếc rằng tốn thời gian rất lâu, với tốc độ này sợ là tước mấy nén nhang kình thiên cự ma cũng không chết. Lý Vân Tiêu muốn Mạch tốc chiến tốc thắng, tiếp đó rảnh tay ứng đối ma tộc khác. Hai người nhìn nhau, Mạch hiểu ý Lý Vân Tiêu. Mạch nhẹ gật đầu, đổi ấn quyết bay lên từ trận quang. Nhiều máu tươi hiện ra quanh Mạch, ấn quyết biến đổi khiến máu không ngừng hóa thành các loại chim bay cá nhảy xông vào Minh Luân trận cắn xé kình thiên cự ma. Ầm, ầm, mỗi huyết cầm, huyết thú như búa tạ giã vào người kình thiên cự ma, phối hợp Minh Luân chém tăng tốc tiêu hao sinh mệnh cự ma. Lý Vân Tiêu vui vẻ nhìn, Mạch thi triển ra thần thông là bí thuật ghi trong Phản Yêu Thánh Công. Nghe đồn Phản là yêu số một được yêu tổ sinh ra, cũng là người đi theo yêu tổ lâu nhất. Trong Phản Yêu Thánh Công có nhiều bí pháp thần thông từ yêu tổ lưu truyền lại, rất nhiều lĩnh ngộ từ Phản Yêu đời thứ nhất. Ví dụ Mạch giờ phút này thi triển ra huyết thuật biến hóa thật ra là Phản Yêu đời đầu cảm ngộ khi yêu tổ diễn biến ngũ trùng thất cầm cửu thú, trực tiếp hóa thành thần thông truyền xuống. Chỉ khoảng nửa khắc quanh người Mạch có hàng trăm huyết thuật biến hóa, các loại chim bay cá nhảy, thậm chí ngư trùng. Người kình thiên cự ma phát ra tiếng vỡ vụn to lớn khiến nhiều vũ giả, ma tộc liếc nhìn. Mọi người hiểu thanh âm kia nghĩa là một con kình thiên cự ma vỡ chết, tâm tình hai phe khác hẳn nhau. Đằng trước khe hở, Lục nhìn bên dưới, mắt lóe tia sáng lạnh. Thật đáng giận, mọi người tập kết, lao xuống. Ta muốn nhìn xem bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu. Ảnh chiếu cung bay ra lo lắng nói. Toàn bộ xuống dưới sao? Lục chắp tay nói. Đúng thưa đại nhân. Lục nhìn sắc mặt cung, hỏi. Đại nhân có gì lo lắng? Cung gật đầu nói. Nếu lần này trùng kích không diệt hết kẻ địch thì nên làm sao?
Lục đáp, khả năng không lớn, dù không phái thêm lực lượng trùng kích, chỉ dựa vào đám ma tộc trên chiến trường thì chúng ta sẽ không thua. Huống chi không phải còn có đám lực lượng cuối cùng sao? Cung nói, nếu nhóm người này lại đi xuống thì lực lượng năm bộ đã bỏ ra 3/5. Trong khe hở còn hai lực lượng, một lo giữ trì trận địa kết giới, để phòng phệ giới thú xuất hiện. Còn lại một đám lực lượng cuối cùng ta hy vọng cố gắng giữ lại. Lục nói, đại nhân lo xa quá, nhóm này đủ rồi. Cung nói, nếu chỉ còn đám người trong chiến trường thì ta không lo gì, chỉ sợ thiên vũ giới còn lực lượng đáng sợ nào đó xuất hiện vậy thì rắc rối. Lục nói, ta hiểu, thế thì cố gắng tốc chiến tốc thắng, sớm chút kết thúc cuộc chiến thảm khốc này đi. Mắt Lục bắn ra sát ý, giơ cao tay hạ xuống, quát to. Giết! Growl! Hàng ngàn ma tộc cường đại cùng giống to, thanh âm rúng động. Trên mặt đất, cảm xúc hai phe đảo điên. Người ma tộc mừng như điên, thiên vũ giới mặt xám xịt. Bí Đình Phong giống to. Khảng khái chịu chết chung rồi cũng chết, tham sống sợ chết khó sống tiếp. Bí Đình Phong sung phong lao vào ma tộc, kích phát đan điền của mình. Ầm 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 ầm. Vụ nổ lớn vang lên, tất cả ma tộc trong phạm vi mấy chục trượng bị cuốn vào hóa thành tro. Vài tiếng hét thê lương vang lên. Bí Đình Phong đại nhân. Người người đau thương. Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu siết chặt hai tay chảy máu, các khuôn mặt quen thuộc gục ngã trước mắt hóa thành từng lũ bích huyết nhuộm không trung. Ầm 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 ầm. Con kình thiên cự ma bị mạch vây khốn rốt cuộc không chống đỡ nổi bị minh luân tước hàng trăm khúc hóa thành đống đá rơi xuống. Siết cự ma xong mạch chộp minh luân lắc người lao vào chiến trường. Cảnh tượng bi tráng cực độ kia đánh động mạch, trăm huyết thuật biến hóa giết vào đại quân ma tộc. Mạch tham gia khiến cục diện kém chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẻ mặt Lý Vân Tiêu tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Các bóng dáng rậm tạp, mỗi bóng dáng toát ra khí thế cường đại như mưa sao xa đen ngòm đổ xuống mặt đất. Khụ khụ, ta nói này, nhiều ma tộc vậy chẳng phải là chúng ta đến chịu chết sao? Đúng rồi, đáng sợ quá, theo ta thấy chúng ta nên trở về đi. À, lão phu thà tiếp tục ngủ trong đảo Huyền Ly chứ không phải lẫn vào nước đục này. Mợ nó, nhất định là ta đã đắc tội Diệp Kình Vũ vì điều gì đó. Trong khi Lý Vân Tiêu tuyệt vọng, mưa sao xa từ trên cao rơi xuống vài vài thanh âm không hài hòa vang lên. Trên bầu trời mấy vạn trương, Lam Nham chủ đang chém giết với con kình thiên cự ma, một người một mà cơ hồ là nỏ mạnh hết đà. Đột nhiên bên cạnh Lam Nham chủ không gian dao động. Lực lượng dao động từ một điểm bắt đầu khuếch tán bốn phía, trong khoảnh khắc hiện ra 10 bóng người. Một người giật mình kêu lên. Ủa, đây không phải là tứ vương sao? Một người khác la lên. Ai già, ta nhìn bộ dạng của hắn sắp chết, sắp thành tử vương rồi. Lam Nham chủ biến sắc mặt, đầu mày chất chứa tức giận, ánh mắt sắc bén liếc qua. Một lão nhân mặc áo xám nhạt, hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói. Bớt nói linh tinh đi, còn không mau ra tay. Rõ. 9 người khác lập tức hành động. 9 công kích cường đại đánh vào người kình thiên cự ma. Cự ma vốn đã dầu hết đèn tắt, bị tước thành cây gậy nổ cái bù, thành bột phấn tan biến trên trời. Lam Nham chủ nhìn chằm chằm lão nhân áo xám, lạnh lùng gần từng chữ. Lý Mang Sơn, một trong tứ vương đảo Huyền Ly, quang chi vương Lý Mang Sơn. Lý Mang Sơn lạnh lùng nói. Lam Nham chủ, coi chừng đừng để lĩnh cơm hộp. Lý Mang Sơn giơ tay lên. Một đoàn sáng vàng nâng trong lòng bàn tay rồi như mưa tên bắn ra. Đoàn sáng chiếu rọi bầu trời mặt đất sáng như ban ngày, ánh sáng rực rỡ. Mưa tên rớt xuống ngàn ma tộc, trong ánh sáng chúng nó khựng lại, thân thể chậm chạp hẳn ra. Mỗi ma tộc dâng lên ma quang ngưng tụ quanh người đối kháng lại cường quang chứng mi chúng bị tổn thương rất lớn. Lục đổi sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói. Quang chi kết giới. Cung rất giật mình. Siêu thoát ngoài 9 kết giới nguyên tố, ngang ngửa pháp tắc, một trong 2 kết giới quang ám. Thiên vũ giới có người khống chế được đạo này. Lục ánh mắt âm trầm hét lên. Thực lực của người này. Cung trầm giọng nói. Người đi đối phó với người đó, để phòng ngừa hãy phái thêm mấy ma quân nhị giai đi cùng ngươi. Lục gật đầu nói. Cũng tốt, nếu không phải giới lực áp chế dữ dội thì một mình bổn tọa đủ rồi. Vì phòng ngừa, càng nhiều người càng tốt. Lục điểm danh gần 20 người,
kêu lên tất cả ma quân nhị giai cùng bay xuống. Quang Chi Vương, có người đến giết ngươi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. 9 vị cường giả đảo Huyền Ly nhìn 6 người bay nhanh đến liền tản ra trước mặt Lý Mang Sơn xếp thành hàng ngang. Lý Mang Sơn liếc qua. Bọn họ có 11 người, các ngươi giết lại không? Một người la lên. Ai già, ta cũng sợ, nhưng chuyện đã rồi, biết làm sao? Lý Mang Sơn gật đầu nói. Vất vả mọi người. Một tay Lý Mang Sơn bắt ấn, ánh sáng đầy trời xoay tròn như lò luyện to, trong ánh sáng biến ra ngàn vạn lưỡi dao biến. Tất cả ma tộc thi triển ma quang hộ thể đối kháng quang nhẫn sắc bén tước người kêu răng rắc, nhiều khói đen bốc lên không ngừng phân giải trong quang chi kết giới. Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn, lòng thầm mừng. Lý Mang Sơn cường đại vượt qua dự tính của Lý Vân Tiêu, sức một mình bám giữ ngàn ma tộc, có thể tạo thành tổn thương nhất định. Sĩ khí nâng cao nhiều, hiện tại kình thiên cự ma bị đè dưới đâu xuất thiên phong đã đến cực hạn, chớp mắt tan vỡ. Âm vang kình thiên cự ma bị đè thành vô số đá vụn, bột phấn, dưới đất bụi bay mù mịt. Mọi người mừng hết lớn, giờ chỉ còn lại Hạo Phong đang khổ sở chống đỡ kình thiên cự ma cuối cùng. Trên đỉnh đầu kình thiên cự ma hiện ra một bóng đen, là đâu xuất thiên phong. Lý Vân Tiêu thành công giết một con kình thiên cự ma lại ném đâu xuất thiên phong đi. Ầm 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 ầm. Đâu xuất thiên phong chợt giáng xuống đầu kình thiên cự ma, chấn vô số mảnh vụn rơi. Lần này Lý Vân Tiêu không chọn dùng áp chế mà lại giơ núi lên đập xuống. Kình thiên cự ma bị đau, biết thứ này lợi hại, hơn nữa đánh với Hạo Phong lâu, ma khí tiêu hao nhiều. Kình thiên cự ma không muốn cứng rắn đỡ ngọn núi thế là xoay người đi. Kết quả kình thiên cự ma bị núi đập vào lưng té nhào tới trước, té cái bịch xuống đất. Đầu xuất thiên phong lại bay lên, đập xuống. Hạo Phong nắm bắt thời cơ, đao quang chợt ló. Một thanh hình đao trong suốt to lớn hiện ra phía chân trời chém xuống. Thân thể kình thiên cự ma vụng về té xuống thì chỉ có nước bị đánh. Hình đao và ngọn núi lại đập vào kình thiên cự ma, nó té nhào dưới đất vỡ thành hai khúc, không gượng dậy nổi. Đến đây thì 7 con kình thiên cự ma tử thương gần hết. Lý Vân Tiêu, Hạo Phong mặt trắng bệch nhìn chằm chằm xác cự ma. Bao nhiêu cường giả chết dưới trưởng 7 con cự ma rốt cuộc bị xử sạch. Người Hạo Phong đẫm máu, gã bị cự ma đánh trúng ngay mặt, xương cốt rã rời, toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Giờ không còn sức cố gắng, nhất nguyên đao rớt dưới đất, Hạo Phong ngã ra sau. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Hạo Phong đại nhân. Lý Vân Tiêu thuấn di qua, thu Hạo Phong và nhất nguyên đao. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng đến nỏ mạnh hết đà, hắn rất muốn gục ngã, dù sống hay chết chỉ cần ngã cái bùm, vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu không thể, vì hắn là Lý Vân Tiêu, là minh chủ Thiên Vũ Minh. Chém giết trên mặt đất, nguyên thiên vũ giới gần như toàn tuyến bại lui, rút về thiên hỏa kết giới chống cự, chỉ còn một mình mạch là xông pha chiến đấu, đánh chết hàng trăm ma tộc. Đột nhiên một luồng sáng vàng từ chân trời bắn tới, chớp mắt xuất hiện trên bầu trời đám người, hóa thành một đại ấn vàng chóe giáng xuống. Lý Vân Tiêu nheo mắt, vui như mở cờ trong bụng, biết lại có cường giả đến giết. Vì trên địa ấn khắc hai chữ cổ chi nệ lóe ánh sáng vàng, phiên thiên. Ầm 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 ầm. Ấn ký giáng xuống đá vào giữa đông đúc ma tộc, đập chết đống lớn. Hai bóng người mặc chiến giáp hiện ra bên trên, lạnh lùng nhìn xuống. Là hai huynh đệ Chiến Du, Chiến Phách. Đi cùng bọn họ có hai bóng dáng màu xanh nhạt hiện ra trong hư không, là phụ tử Vi Thanh. Lý Vân Tiêu reo lên. Các ngươi cũng đến. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm thấy hai huynh đệ, hai phụ tử này thật đáng yêu, hắn thầm mừng lúc trước không giết bọn họ. Chiến Du lạnh lùng nói. Hừ, đã thề rồi thì dĩ nhiên phải giữ. Chiến Du liếc bầu trời, mặt đất, cùng Chiến Phách hóa thành hai luồng sáng vàng bay nhanh xuống. Trên bầu trời, trong quang chi kết giới có quá nhiều yêu ma tộc, hai huynh đệ không thể dốc sức ngăn được nên lo chu sát ma tộc rác rưởi bên dưới trước. Vi Thanh mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Nếu không phải có người quỳ xuống đau khổ cầu xin bổn tọa thì còn lâu bổn tọa mới đến. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, mặt lộ vẻ tức giận, chút hảo cảm biến mất. Lý Vân Tiêu mặc kệ Lý Vân Tiêu có biểu tình gì, ngước đầu lên. Vi Thanh lạnh lùng nói. Sao còn nhiều ma tộc vậy? Lúc trước các ngươi toàn là vô dụng. Lý Vân Tiêu hừ mạnh, phất lờ Vi Thanh. Linh Mục Địch lên tiếng. Mặc kệ vì lý do gì,
nếu Vi Thanh đại nhân đã đi tới này chiến trường, tức là chiến hữu chung chiến tuyến với chúng ta. Đại nhân nhìn đám ma tộc trên bầu trời tuy kinh nhưng không loạn, chắc đại nhân có nắm chắc. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng. Buồn cười, với đám ma tộc này ngươi nghĩ ta là chúa cứu thế hay giới vương? Vẻ mặt Vi Thanh khinh thường châm chọc nhưng tay thì không chậm, lấy một cái bình màu bạc ra ném lên cao. Vi Thanh liên tục đánh ra ấn quyết, cái bình xoay tròn biến ra âm dương nhị khí vòng quanh thân, mơ hồ có đồ án thái cực. Mí mắt cung giật lia, hét thất thanh. Âm dương nhị khí bình. Đằng trước ma kính, mấy vị ma tôn khác cũng hết hồn. Viêm trầm giọng nói. Đúng là âm dương nhị khí bình. Lúc trước mảnh nhỏ chiến trường cổ thần từng xuất hiện, lục đạo ma binh cũng xuất hiện ba cái. Không ngờ binh khí tùy thân ngày xưa của ma chủ đế đại nhân hơn phân nửa ở trên chiến trường này, buồn cười là thành vũ khí của cường giả thiên vũ giới. Mấy người lòng phức tạp. Không chỉ vì huyền khí này đến từ ma giới, danh tiếng và uy thế ma chủ đế rất to lớn, là thần tượng 10 vạn năm qua ma tộc cùng tôn kích. Hiện tại thấy các vũ khí của thần tượng rơi vào tay kẻ thù, tâm tình bọn họ tự nhiên không tốt. Âm dương nhị khí bình xoay tròn trên bầu trời, các thân hình bay ra khỏi bình, đều là binh khí sát lục bị luyện chế. Rất nhanh xuất hiện 300 người, làm mấy ma quân biểu tình cực kỳ khó xem. Vi Thanh đổ ra toàn bộ binh khí sát lục nhưng không cất âm dương nhị khí bình đi mà tiếp tục thi quyết nhanh hơn. Âm dương nhị khí bình biến to ra, miệng bình lỡ cỡ mấy mẫu. Một đồ án bát quái mờ ảo hiện ra bên trên miệng bình. Quanh bảo bình gió nổi mây phun, nhiều ma khí hóa thành các con ma long bị cái bình hút vào. Thuật này ra, trên thiên địa 25 sán toàn là các ma khí biến rồng từ 4 phương 8 hướng bay tới bị thú vào trong âm dương nhị khí bình. Người hai giới bị dị tượng kinh người hấp dẫn ánh mắt, giật mình nhìn. Vốn thu nạp ma khí cũng không có gì, nhưng tốc độ, dị tượng này phạm vi lớn rất kinh người. Cung mặt ngu ngơ, chắc sẽ không thú hết ma khí vào đi. Giờ phút này TRNG khe hở vẫn có nhiều ma khí tuôn ra, nhưng tốc độ âm dương nhị khí bình hấp thu mau hơn tốc độ tuôn ra gấp mấy chục, trăm lần. Hầu trầm giọng nói, nguy rồi. Nghe nói âm dương nhị khí bình không chỉ có thể chứa người còn có thể chứa trời đựng đất. Cách nghĩ của người này hơn phân nửa là hút hết ma khí, vậy thì lúc trước ta ma hóa đều uổng phí. Tuy những thực vật đảo huyền ly bị lửa thiên phượng xóa sạch nhưng miễn là nhiều ma khí còn đó thì ma hóa vẫn tiếp tục, chỉ là tốc độ chậm chút. Nhưng nếu bảo bình này thú hết thì ma háo tiêu tùng. Chết tiệt, tại sao thiên vũ giới có hiểu thứ đáng chết quá vậy? Viêm giống to. Bồn tọa tự ra ngoài xé xác chúng ra cho rồi. Cơ trầm giọng nói. Bình tĩnh lại đi, nếu chúng ta ra ngoài thì không chỉ khe hở này tan vỡ, bản thân chúng ta cũng không chịu nổi, sơ sẩy một cái là sẽ theo gót lam. Viêm tức giận quát. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn thế cục hiện tại mỗi lần đều cho rằng đã nắm chắc phần thắng thì sẽ ra sự cố. Hiện tại âm dương nhị khí bình cũng đi ra, lát nữa không biết có bao nhiêu quái nhân xuất hiện. Hầu nói. Thiên vũ giới to lớn đúng là có vô số cường giả, chúng ta dốc sức xuất kích dường như hơi lỗ mãng. Cung lạnh lùng nói. Bây giờ nói lỗ mãng không thấy đã quá muộn sao. Trận chiến hiện tại là chúng ta dẫn đầu gợi lên, dù hối hận cũng phải nhịn. Chẳng qua là âm dương nhị khí bình đã khiến các ngươi đổi ý. Đừng quên lúc trước lục đạo ma binh còn xuất hiện, nhưng cũng chỉ tầm thường. Hầu nói. Tuy ta hơi hối hận nhưng không thể rút tay về. Âm dương nhị khí bình và lục đạo ma binh khác nhau, quan trọng là người kia khống chế lực lượng lục đạo ma binh có hạn. Nếu hắn có thể hoàn toàn phát huy lực lượng ma binh thì đã không rắc rối thế này, sớm chém nát khe hở lao tới giết chúng ta. Âm dương nhị khí bình là cổ bảo cực kỳ lạ lùng, về năm tháng lâu xa, công năng kỳ dị thì trừ lục đạo ma binh ra đủ xếp ba hạng đầu trong toàn ma giới. Viêm nói, chẳng qua là một thánh khí có thể thu nạp vạn vật, có gì mà lạ. Thánh khí bình thường cũng có thể làm được. Hầu nói, thánh khí bình thường có thể chứa vạn vật nhưng không thể thú vạn vật, người có hiểu điều khác nhau không? Viêm ngây ra, vẻ mặt kinh sợ hỏi. Người nói, hút, vạn vật là có ý gì? Cung, cơ nghĩ đến điều gì, người bứt rứt. Hầu nhìn ma kính. Đó, như các ngươi thấy, điều ta lo nhất là bảo bình này thoạt trông chỉ có thể thu nạp ma khí, nếu thu nạp cả ma tộc thì buộc phải rút binh. Hút ma tộc vào. Tim Viêm đập nhanh kinh kêu. Không thể nào. Hầu nói.
Âm dương nhị khí bình thật sự có năng lực đó, nghe đồn bình này từng hút thánh ma vào. Ha ha, thật là vô lý. Viêm bật cười nói. Nếu mạnh như vậy thì chúng ta trốn nhanh cho rồi, ha 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 ha. Hầu nói. Tuy lời đồn hơi khao trương nhưng đúng là có thể thu nạp ma tộc. Có một điều rằng thánh khí dù gì chỉ là khí, bản thân lực lượng có giới hạn cao nhất. Nếu vật bị hút vượt qua lực lượng bản thân thì bình này bị phế. Cung lên tiếng. Nói vậy là không cần lo, tuy thánh ma đủ giết ngàn ma tộc nhưng tổng thể đám ma tộc ẩn chứa năng lượng còn trên thánh ma. Nếu âm dương nhị khí bình hút bọn họ vào thì bình này chắc chắn bị hủy. Hầu nói. Tuy vậy nhưng nếu bình này thật sự hút mấy trăm ma tộc vào cộng thêm lực lượng thiên vũ giới hiện tại thì kết quả trận chiến. Không lạc quan. Câu này khiến ba người khác lặng thinh. Hơn nữa từ thiên vũ giới hay chơi trò giật gân, không ngừng có cường giả tham gia chiến trường, trời mới biết giết đến cuối cùng còn cường giả nào vào không. Trong mắt bốn người tràn đầy lo âu. Giờ phút này, trên thành Hồng Nguyệt, âm dương nhị khí bình như một tòa thần tháp sừng sững giữa bầu trời. Dị tượng kinh người vòng quanh âm dương nhị khí bình, ma khí hóa thành từng du long không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành tám lực lượng vòi rồng to lớn xoay tròn vào miệng bình. Không chỉ có ma khí, quang của quang chi kết giới, hỏa của thiên hỏa kết giới cũng bị âm dương nhị khí bình hút. Lý Mang Sơn, Phi Nghê giật nảy mình vội rút về lực lượng kết giới. Trạng thái hiện tại của âm dương nhị khí bình còn ngừng ở mức hút khí, chưa thể trực tiếp thu sinh linh vào. Phi Thanh vung tay lên ra lệnh, mấy trăm binh khí sát lục đằng đằng sát khí xông hướng ngàn ma tộc trên bầu trời. Những binh khí sát lục hoàn toàn không có tình cảm cá nhân, chỉ có lực lượng giết chóc và lòng trung thành tiến lên không quay đầu. Người hai giới trùng kích va chạm, trên bầu trời chìm trong hỗn loạn. Vi Vô Nhai cũng xông vào trận địa địch, chuyên môn chặn giết ma quân phe đối phương. Thực lực ma quân chưa chắc mạnh nhất trong đám ma tộc nhưng thuộc trí tuệ cao, khó đối phó hơn. Lý Vân Tiêu mở cờ trong bụng, hét to. Mọi người tốc chiến tốc thắng. Đám người ở dưới đất lại nâng tinh thần lên. Phi Nghê cũng không thi triển nguyên tố kết giới, nàng trực tiếp xông vào ma tộc lần lượt giết chết. Cộng thêm huynh đệ chiến du, chiến phách tham chiến, có thần thông khủng bố của mạch, thế cục đảo ngược trong phút chốc. Đặc biệt hoàn cảnh mô phỏng bị phá hoại, giờ cộng thêm âm dương nhị khí bình hút ma khí đi, với đám ma tộc là bị giải quyết tận gốc. Toàn bộ ma tộc hoàn toàn lộ ra dưới giới lực thiên vũ giới, không có gì che chở, chỉ có thể dựa vào chính mình đối kháng. Số lượng ma tộc trên mặt đất bắt đầu giảm mạnh, rất nhanh bị tiêu diệt sạch. Nhưng bên thiên vũ giới trừ mấy cường giả hát cực thần cảnh thiên vũ minh ra hầu như không ai chiến đấu nổi nữa. Lý Vân Tiêu thu hết người bị thương vào trong giới thần bi, chỉ còn lại huynh đệ chiến du, chiến phách, Phi Nghê, Mạch, còn có Tiểu Thanh, Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam, Bàn Nghị. Mấy người trước tham chiến muộn, mấy người sau thân thể mạnh mẽ cộng thêm Lý Vân Tiêu không yếu, vì vậy còn lại sức sống và sức chiến đấu. Lý Vân Tiêu hỏi, các vị còn có thể chiến không? Chiến Du châm chọc hừ mũi. Hừ, Chiến Du phất lờ Lý Vân Tiêu, cùng đệ đệ hóa thành luồng sáng vàng bay phía chân trời. Tiêu diệt đám ma tộc dưới đất không tiêu hao nhiều lực lượng của bọn họ. Mạch không nói một lời, ánh sáng đỏ chợt lóe, gã biến mất dưới đất. Tiểu Thanh khẽ thở dài. Đã đến bư có này thì ta không thể rút ra. Dù sao tình cảm với giới này thì ta càng đậm sâu hơn các ngươi. Tay Tiểu Thanh nâng hỗn thiên nghi, lắc người xuất hiện trên bầu trời. Bắc Quyến Nam mở miệng nói. Vân Thiếu gia có từng nghĩ đến thi triển chiêu lưu lưu cầu không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Lúc trước có nghĩ nhưng hiện tại không được. Ma khí có sức chống cự rất mạnh. Dù là độc tố của ngươi hay thanh lôi của ta đều không thể tiếp xúc vào. Trừ phi là lửa thiên phượng của Phi Nghê kèm giới lực, quang chi kê tí giới của Lý Mang Sơn mới có thể suy yếu lực lượng ma tộc phạm vi lớn. Bắc Quyến Nam khẽ thở dài. Nói cũng đúng, cộng thêm lúc này lực lượng của ngươi và ta rất khó phát huy uy lực lưu lưu cầu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Sau cuộc chiến này nếu ngươi và ta còn có thể sống tiếp thì hãy tìm cách tăng mạnh lực lượng, nếu dung hợp vài loại chất độc. Ta lại thi triển tử lôi giống của Tiểu Thanh thì sẽ là chiêu chí mạng cho đám ma tộc. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Yên tâm đi, mọi người nhất định sống sót quay về. Mấy người cười khổ, tuy rằng chua xót nhưng không oán không hối. Phi Nghê cười nói. Dù chết thật thì mọi người chết chung với nhau cũng không uổng đời này.
Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng bi quan vậy, phần thắng của chúng ta khá lớn. Mọi người biết rõ dù ma tộc chỉ có lực lượng trước mắt thì phần thắng cũng không lớn, huống chi trời biết đằng sau khe hở kia tồn tại những gì. Nhóm người không chậm trễ, lao vào không trung giết hướng đám ma tộc. Lục dẫn dắt hơn 10 ma quân chém giết cùng 10 người đảo huyền ly còn lại. Bởi vì Lý Mang Sơn thu quang chi kết giới nên cánh tay biến ra vầng sáng như ngưng thực đánh vào mọi người. Vầng sáng công kích, một vị ma quân nổ tan xác chết, chớp mắt giết 4, 5 người. Tu vi của Lý Mang Sơn chưa đến tạo hóa nhưng được một dị bảo, thất khiếu linh lung tâm, sức chiến đấu không dưới Lam Nham chủ. Vì có thất khiếu linh lung tâm có thể tự động ngưng tụ lực lượng quang khiến Lý Mang Sơn có thể tùy ý khống chế ánh sáng. Lục càng giết càng hoảng, nếu chốn này là ma giới thì gã tự tin có thể đấu một trận với Lý Mang Sơn, nhưng hiện tại mọi người hoàn toàn lộ ra ngoài thiên vũ giới, bị giới lực đè nín thở. Lục nhìn từng ma quân nổ chết. Một ma quân không chống đỡ nổi kinh hoàng kêu lên. Đại nhân! Lục hiểu ý ma quân, muốn rút lui. Lục chưa kịp trả lời thì vầng sáng của Lý Mang Sơn đánh trúng đầu ma quân, nổ banh xác chết. Lý Mang Sơn mỉm cười nói. Rút cũng không được, chết hết đi. Hai tay Lý Mang Sơn làm động tác giải hoa, vô số vòng sáng bay ra đánh hướng đám ma quân. Bùm! Bùm! Mấy ma quân đụng vào liền chết. Lục bị đánh không kịp trở tay đã bị thương, gã bất chấp vội chạy trốn. Nhưng chín cường giả khác làm sao mặc kệ Lục chạy được, lập tức đuổi theo giết. Trong phút chốc 20 người tinh nhuệ nhất ma tộc toàn bộ bỏ mình. Lý Mang Sơn thu dấu ánh sáng đầy trời, sắc mặt bình tĩnh ung dung bỗng chốc nặng nề, ngực lóe ánh sáng vàng nhạt. Ngực Lý Mang Sơn tỏa ánh sáng nhạt, mơ hồ có trái tim trong suốt xoay tròn. Lam Nham chủ nói. Chúc mừng thực lực của ngươi lại lên một tầng. Đã đến tạo hóa đúng không? Lý Mang Sơn mỉm cười, nói. Đã chạm được nhưng không có quy tắc thập phương thì chỉ xem như chạm vào. Chờ trận chiến này kết thúc nếu sống tiếp thì sẽ đi thành viêm vũ trùng kích tạo hóa cảnh. Lam Nham chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ! Lam Nham chủ mỉa mai. Ngươi có sức chiến đấu tạo hóa cảnh trừ phi lại thêm kình thiên cự ma, không thì chẳng ai giết được ngươi. Lý Mang Sơn cười nói. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Người Lý Mang Sơn như vậy ánh sáng vàng chói mắt, lắc người biến mất tại chỗ. Giây sau 10 cường giả đến từ đảo Huyền Ly tham gia chiến đấu. Lam Nham chủ điều tức một lúc rồi cất bước đi vào vòng chiến, nhưng không ngưng tụ hư quang nhẫn mà chỉ tùy ý cất bước có trong vòng chuyến. Lam Nham chủ tung cú đấm, mỗi lần sẽ có một ma tộc bị đánh nát. Cung biểu tình cực kỳ khó xem. Hai thống lĩnh thì Lục chết, Tử còn đang đấu với Lăng Bạch Y. Vốn Tử còn có thể chiếm ưu thế, nhưng khi ma khí bị âm dương nhị khí bình hút sạch thì xảy ra đảo ngược, Tử bắt đầu yếu thế. Khi mất đi ma quân đỉnh cao như Lục thì trong vòng chiến thực lực có hạn, đám người chiến du cơ hồ là ra tay tất sát, mỗi một kích sẽ có một ma tộc chết. Lý Mang Sơn càng là chiêu thức sắc bén, vòng sáng không cần tiền ném ra ngài, nhiều ma tộc nổ chết. Trước ma kính. Bốn ma tôn sắc mặt âm trầm nhìn chiến trường từng bước thua, không ngừng bị thiên vũ giới cường giả nuốt mất. Bốn người như tượng gỗ không chút sự sống, không khí nặng nề làm người ngộp thở. Một lúc sau ván cờ thua đã định trước. Hầu mở miệng nói. Làm sao giờ? Không ai trả lời được. Giờ phút này trong trận địa khe hở chỉ còn lại hai nhóm lực lượng cuối cùng để vận dụng. Một đám trấn thủ trận địa, không thể điều động. Chỉ còn lại một nhóm người. Nếu cũng đổ vào thì hoàn toàn tay trắng tay. Quan trọng nhất là bỏ thêm nhóm cuối cùng này có thể thắng sao? Bốn vị ma tôn tất cả hoang mang. Mắt thấy từng ma tộc bị đánh tan, Tử bị Lý Vân Tiêu đánh lén đã bị thương nặng, bị Lục Thương Tử Phong của Lăng Bạch Y giết. Suy nghĩ của Lý Vân Tiêu rất đơn giản, cố gắng nhanh chóng giết Tử, giải phóng lực lượng Lăng Bạch Y ra tránh cho bị Tử tiêu hao nhiều. Điều này khiến Lăng Bạch Y cực kỳ bất mãn chém kiếm hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Điên sao? Vào lúc này mà Lăng Bạch Y còn tùy hứng như thế, Lý Vân Tiêu lắc người háo thành tia chớp bay ngược lại. Lăng Bạch Y cảnh cáo Lý Vân Tiêu. Chuyện của bổn tọa không cho phép ngươi tùy ý nhúng tay, tuyệt không có lần sau. Lăng Bạch Y nhẹ nhàng bay đi vòng chiến. Lần sau cái đầu ngươi. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng. Nếu không phải có ma kiếp thì bản thiếu gia giết ngươi ngay bây giờ. Nếu không phải thực lực của ngươi thấp,
đánh mãi không xong thì bản thiếu gia cần chi đánh lén. Người nghĩ rằng ta thích tập kích sao? Ta phi, làm mất tôn nghiêm. Lý Vân Tiêu mắng mấy câu nhưng cười tủm tỉm bị Lăng Bạch Y Lơ, hắn mất hứng thú tiếp tục bay vào vòng chiến chém giết. Trong lòng mỗi người đều nổi lên hân hoan, chiến thắng ngay trước mắt. Mãi đến giờ phút này khe hở không còn ma tộc xuất hiện, trên bầu trời rất nhanh thanh lý sạch. Vi thanh thu âm dương nhị khí bình về, cả bầu trời chỉ còn lại tiếng thở dốc của đám người và binh khí sát lục, còn lại yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới đất toàn là lồi lõm đen thui, mặt đất nứt nẻ không ra hình dạng, hoàn toàn không có chút dấu vết thành phố. Kết thúc sao? Thắng sao? Hai vấn đề này quanh quẩn trong lòng mỗi người. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn khe hở, con ngươi không ngừng co rút. Linh Mục Địch lạnh lùng nói. Ta không biết đã chấm dứt chưa nhưng bên ma tộc chắc chắn cũng giết đến lạnh lòng. Chiến dịch lần này hoàn toàn không thua gì những trận đại chiến 10 vạn năm trước, sau khe hở chắc có mấy vị ma tôn, không thì dựa vào lực lượng một vị ma tôn tuyệt đối không thể điều khiển nhiều ma tộc như vậy. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng. Đã lạnh lòng sao? Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Nếu không phải lúc này kiệt sức thì ta rất muốn lao vào khe hở giết đám khốn kiếp này. Mọi người lấy ra các loại đan dược bỏ vào miệng nuốt cái ực, tranh thủ từng giây từng phút phục hồi. Trận chiến này khiến Lý Vân Tiêu nhận ra tầm quan trọng của thuật luyện sư, nếu nghiên cứu ra áo giáp chống đỡ ma khí cộng thêm vũ khí có lực công kích mạnh với ma tộc, đan dược nhanh chóng phục hồi chân nguyên thì trận chiến này giảm số tử thương xuống một nửa. Đằng trước ma kính, Viêm Táo bạo giận dữ hét. Hiện tại rốt cuộc là sao? Các ngươi nói gì đi? Hầu, là ngươi triệu tập mọi người lại đây. Hiện tại ngươi nói xem phải làm sao. Hầu thở dài thườn thượt. Ai, theo ý ta thì rút đi. Cái gì? Viêm tức giận quát. Đã lúc này rồi ngươi nói muốn rút binh. Có ít nhất 4.000 ma tộc tinh nhuệ chôn sống trong sát trường này, bây giờ muốn rút. Hầu nói. Vậy chữ ý ngươi thế nào? Viêm nóng máu. Sao ta biết được, ta đang hỏi ngươi đây. Cơ thở ngắn than dài lắc đầu nói. Đã không có lực lượng tiến lên thì phải rút về. Viêm nạt. Cái gì, ngươi cũng cảm thấy phải rút. Viêm xoay người hỏi cung. Ngươi có ý kiến gì không? Cung trừng Viêm. Chính mình không có ý kiến lại không đồng ý với người khác, ngươi muốn sao đây? Viêm kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng đồng ý rút. Cung nói. Đã chiến đến nước này rồi, đừng nói chúng ta không có lực lượng bắt lấy thành này, dù chiếm được cũng không có sức mạnh giữ nó. Nếu thủ thành sẽ phải bảo vệ luôn trận địa khe hở, không thì tương đương bị cắt đứt đường lui, dồn vào chỗ chết. Cơ nói. Đúng thế, muốn bảo vệ hai trận địa cần ít nhất 2.000 ma tộc tinh nhuệ. Lúc này chúng ta còn sót hơn 2.000 người, dù hiện tại không phí một binh một tốt bắt lấy thành này cũng chỉ vừa đủ số. Viêm sắc mặt âm trầm nói. Vậy ý của ba người là đồng ý cụp đuôi bỏ trốn. Cung tức giận nói. Thua thì thua. Đừng quên ngươi cũng là một thành viên trong đó, cần gì tự bôi cho lên mặt mình, để mình mất mặt. Viêm hầm hừ không nói nữa. Cơ nói. Tuy trận chiến thảm liệt, tổn thất rất lớn nhưng không phải không chút hiệu quả. Người thiên vũ giới thương vong không thể bỏ qua. Chúng ta mở khe hở tại đây, không ngừng điều khiển ma tộc đê dai tới đây chui ra khe hở khiến bọn họ dần ma hóa hoàn cảnh bên ngoài. Viêm khó chịu vô cùng, không kiềm được lớn tiếng nói. Còn ma hóa, người ta có âm dương nhị khí bình, hút một cái thì thứ gì cũng không có. Hầu nói, cách của cơ không tệ, người có được âm dương nhị khí bình không thể nào quanh năm suốt tháng bảo vệ nơi đây, hơn nữa thả ma vật ra có tác dụng quan trọng hơn đó là trùng kích khe hở, khiến khe hở không ngừng biến dị. Ta tin tưởng không lâu sau 4 người chúng ta có thể bản tôn hàng lâm. Khi đó tên giặc nào cũng khó thoát chết. Cung khẽ thở dài. Bây giờ chỉ đành vậy. 4 người bàn bạc xong liền thu ma lực về, cảm giác người trống rỗng như bị đào rỗng. Hầu vẫy tay, thương chi địa long hoàn rơi vào tay, lóe sáng biến mất trên cánh tay gã. Khe hở đằng trước có dấu hiệu co rút, màu sặc sỡ dần tối tăm, mơ hồ có áp lực xuất hiện. Trên bầu trời thành hồng nguyệt, Linh Mục Địch nhìn chăm chú khe hở một lúc đột nhiên lên tiếng. Người ma tộc rút rồi. Rút. Mọi người tim rớt cái bịch, ánh mắt phức tạp nhìn lên trời. Không biết cảm xúc trong lòng là gì. Khe hở như vết thương trên người nhúc nhích một cái rồi tuôn ra đống lớn ma khí. Đám người Lý Vân Tiêu nhìn ma khí chút xuống, không quá mạnh,
rơi xuống mặt đất thì chuyển động như dòng nước. Nhìn giết rồi quen, mọi người đã không có cảm giác gì với ma khí này. Trong những ma khí xen lẫn nhiều ma vật đê dai cùng ma khí chảy xuống bay khắp nơi. Phi Nghê vung tay lên, lửa vụt qua đốt chết đám ma vật. Phi Nghê nghi hoặc hỏi. Ma tộc cao dai đều chết hết, bắt đầu phái những thứ cấp thấp xuất chiến sao? Linh Mục Địch lắc đầu nói. Không phải, tuân lệnh, cao dai có lẽ đã đi hết, những ma vật hoặc là sống sót tự động chạy ra hoặc ma tộc rời đi để lại chút âm mưu quỷ kế, không ngừng thả ma vật ra muốn quấy nhiễu hoàn cảnh quanh đây. Xem như hành động bất đắc dĩ đi, nhưng biểu thị sự quyết tâm không từ bỏ xâm lược của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Khe hở lớn như vậy không phong được, mặc cho nó mở cũng không xong. Linh Mục Địch nói. Cứ làm theo ý tưởng trước gió, kiến tạo thành lũy di động theo dõi những khe hở này. Lý Vân Tiêu đau thương nói. Nhưng chết trận quá nhiều, có một nửa tinh anh Thiên Vũ Minh, đảo Huyền Ly chết thảm chiến trường. Dù có thể kiến thiết ra thành lũy di động thì không đủ người. Linh Mục Địch nói. Điều ngươi lo cũng có lý, nhưng đừng quên điều này liên quan cuộc chiến hai giới, trong Thiên Vũ giới không chỉ có mình nhân tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nhưng lấy nhân tộc làm chủ, khắp thiên hạ thì yêu tộc vua xa trước kia, tứ hải càng là cao tầng sụp đổ, hiện tại hỗn loạn không chịu nổi. Linh Mục Địch thản nhiên nói. Đừng quên còn có Thâm Uyên tứ hải, địa giới, những thế gia ẩn thế hải ngoại. Trong một giới này lực lượng phức tạp, cường đại hơn xa chúng ta nhìn thấy mặt ngoài. Ngươi cũng đừng quên tọa độ mà Bách Luân Kết Y Khô ngươi. Lý Vân Tiêu lòng máy động. Chân Long. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tuy ta không biết thời gian, không gian nhưng có thể dự kiến rất nhanh Chân Long thế hệ mới sẽ sinh ra. Khi đó thêm một vị giới vương cảnh tồn tại, toàn thế cục sẽ khác đi. Mấy lời này không chỉ Lý Vân Tiêu vững bụng, mọi người đều yên lòng. Lý Mang Sơn nói. Mục Địch đại nhân nói rất đúng, còn có nhiều cường giả trong đảo Huyền Ly vẫn đang mê man đang dần tỉnh dậy. Đảo chủ đại nhân cũng là thực lực thông huyền, sâu không lường được. Lý Vân Tiêu phấn khởi tinh thần. Nếu vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta về thành Viêm Vũ ngay bàn bạc chuyện chế tạo thành lũy di động đi, trong lòng ta có chút ý tưởng. Lý Vân Tiêu nhớ đến đảo Thông Thiên của Mục gia có một khôi lỗi cơ quan to lớn, nếu chế tạo ra 10 đảo lớn như thế thì có ý nghĩa rất lớn cho việc Thiên Vũ giới trấn thủ khe hở. Phi Nghê nói. Vậy chỗ này làm sao đây? Mặc kệ nó. Lý Mang Sơn nói. Mọi người bị thương hoặc chết. Nơi này do mấy người chúng ta trông chừng một lúc đi. Lý Mang Sơn chỉ vào 9 người khác. 9 người kia lập tức kêu la không chịu làm. Chúng ta cũng trông chờ đi thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc. Đúng rồi, khó khăn lắm mới ra đảo Huyền Ly, điều kiện nơi này ác liệt hơn cả đảo Huyền Ly, ai thèm ở lại đây? Chẳng lẽ chúng ta không bị thương sao? Vết máu trên mặt ta là từ đâu? Lý Mang Sơn nét mặt xa sầm quát. Không muốn làm thì cút về đảo Huyền Ly hầu hạ Diệp Kình Vũ đi. Ai dám la toa với ta nữa liền xéo. Lý Mang Sơn tức giận nạt một tiếng, 9 người biến sắc mặt im thin thít. Thật ra ngày thường bọn họ quen quậy như vậy, cộng thêm tham chiến trễ không trải qua hoàn cảnh bi thương lúc trước nên nhìn qua nhẹ nhàng rất nhiều. Người khác thì không nhẹ nhàng nổi, có cảm giác muốn khóc. Lý Vân Tiêu nói. Các vị mới từ đảo Huyền Ly đi ra nên đi thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc thập phương. Nhưng hiện tại đần thiếu người, làm phiền mấy vị tạm thời vất vả, chờ điều phối người được rồi ta liền phái người đến đón các vị. Lý Mang Sơn chắp tay nói. Nên như vậy, Vân Minh Chủ xin đừng nghe bọn họ nói bậy bạ. Thứ không biết tốt xấu, ta sẽ khiến bọn họ ở lại đây cả đời. 9 người khóc mếu, ngoan ngay. Đám người Lý Vân Tiêu phất tay buồn bã rời đi. Chỉ còn lại 10 thân hình tiêu điều trên bầu trời. Trong ma giới, một hồ sâu. Bùm! Ao nước lại bắn tung, mãnh liệt hơn trước. Tất cả hơi nước nháy mắt khô cạn hóa thành hư vô. Đế giả sắc mặt âm trầm vọt lên đáp xuống đỉnh núi lạnh lùng nhìn hồ sâu, biểu tình cực kỳ khó xem. Đế giả hét chói tai. Ai đó? Đế giả nhìn hư vô, dường như nhận ra có người. Ha ha, ma chủ đại nhân, lâu không gặp. Một bóng trắng từ giữa hư không chậm rãi xuất hiện, khóe môi treo nụ cười yên lặng nhìn đế giả. Người này mắt màu lam nhạt như hồ nước sâu không thấy đáy. Đế giả trầm giọng quát. Ngươi là ai? Dường như ta không quen ngươi.
Người kia cười nói. Đại nhân bị phong ấn mười vạn năm, cộng thêm thiếu ký ức nên quên ta cũng bình thường. Hiện tại bản nhân xem như một nửa ma tộc, gọi ta là hộ được rồi. Hộ, nửa ma tộc. Đế giả trầm giọng hỏi. Nói vậy trước kia ngươi không phải ma tộc. Hộ cười nói. Chuyện lúc trước rất xa xôi, ta quên rồi. Đế giả hừ lạnh một tiếng. Quên cũng tốt, tránh cho trí nhớ qua tốt thì sống mệt mỏi. Đế giả chỉ ao nước, lạnh lùng nói. Thứ ta để trong này bị ngươi lấy đi. Hộ cười cười, ngón tay gõ sọ não. Thời gian lâu quá nên ta quên. Quên sao, vậy phải cho ngươi nghĩ ra mới được. Sắc mặt đế giả lạnh lùng bay khỏi đỉnh núi, năm ngón tay chộp hư không. A hàm chảm cốt đao chậm rãi rút ra tỏa ma ý vô biên. Hộ liếc thanh đao lộ vẻ mặt khao khát, liếm môi cười nói. Lục đạo ma binh, không ngờ qua 10 vạn năm vẫn trong tay ngươi. Thật là bí khí trung thành. A, xem ra ngươi rất có hứng thú với ma binh này. Đế giả giơ đao lên ngắm nghía, đột nhiên thuấn di đến trước mặt hộ chém xuống. Trong tay hộ trống tởn không có gì, gã giơ tay chộp hướng ma binh. Đế giả tức giận quát. Càn rỡ. Ngàn vạn năm nưa chưa từng có ai dám tay không tiếp ma binh, không thể tưởng tượng, chưa từng nghe. Ngươi là đồ điên hay tên ngu? Xoẹt. A hàm chảm cốt đao giáng xuống chém nứt nguyên cánh tay hộ. Hộ chẳng những không đau đớn còn cười hưng phấn hơn, thè lưỡi hồng liếm môi, nhìn thanh đao chằm chằm. Ha ha ha, đao tốt, thật là đao tốt. Nếu thích vậy thì bổn tọa sẽ dùng đao này tiễn ngươi về chầu trời. Đế giả vung đao quang chém ngang thước đầu hộ. Hộ nhe răng cười kỳ dị, nhẹ nhàng lùi ra sau, một tay bắt ấn. A hàm đao thuận thế chém vào người hộ, xuyên thấu qua. Đột nhiên chỗ đao chém người hộ nổi một trận văn xoay tròn, tụ tập vào thân đao. Trận này, người đế giả run rẩy hét chói tai. Sốt cuộc ngươi là ai? Đế giả rút đao muốn lùi về. Nhưng đã quá muộn, cánh tay còn lại của hộ chộp tới. Bùm! Âm ngón còn lại bấu bả vai đế giả không cho rút đi. Đế giả nóng ruột nóng gan vội niệm pháp quyết biến ra 3 đầu 6 tay. Sau lưng hiện ra chân ma cự linh, 6 tay bắt ấn. Hộ cười dữ tợn, miệng lầm rầm. Tất cả hộ chậm rãi ngưng tụ một cự linh, cũng là pháp tướng 3 đầu 6 tay. Không, không thể nào. Đế giả nhìn pháp tướng kia, lòng dâng lên sợ hãi, tinh thần bị lạc. Trên đời này không có chuyện gì không thể. Hộ lạnh lùng nhìn đế giả. Chân ma pháp tướng và chân ma pháp thân vốn là 2 thần thông sinh ra cùng lục đạo ma binh chứ không phải ma chủ đế nhà ngươi mới có được, ta cũng có thể. Pháp thân sau lưng hộ bắt ấn đánh tới chóc. 2 cự linh chém giết trên bầu trời, từng đợt ma quang tứ tán bắn đi 4 phương 8 hướng, chấn động trời sụp đất nứt. 2 người chiến đấu nhìn như ngang ngửa nhưng lòng đế giả sốt ruột, vì biết thực lực hộ mạnh hơn mình. Giờ phút này nhìn ngang sức ngang tài vì hộ dồn hết sức vào đề phòng A hàm chảm cốt đao. A hàm chảm cốt đao như nhận bị ma lực kéo không ngừng khảm sâu vào người hộ. Lòng đế giả lạnh lẽo rơi xuống vực sâu, gã cảm giác rõ ràng mình khống chế A hàm chảm cốt đao càng lúc càng yếu. Ha ha ha, xem ra tin đồn đúng thật. Hộ cuồng cười, kích động làm mắt gã càng xanh biếc. Đồn rằng lục đạo ma binh là vật vô linh, cần lấy thân hiến tế. Biến bản thân thành khí ly của ma binh mới giao lưu câu thông, trở thành chủ ma binh được. À, không đúng, ta nói sai rồi, nên nói là nô của ma binh. Hộ đắc ý cười to bảo. Bởi vì thiên thánh khí đại biểu quy tắc cao nhất của một giới, bản là quy tắc biến thành. Vì vậy thiên thánh khí không thể bị linh trong giới khống chế, chỉ có dùng thân hiến tế, chính mình trở thành khí nột ức khí linh mới thật sự khống chế, phát huy uy lực lớn nhất của thiên thánh khí. Ta nói có đúng không, Tây vực chi vương bối kinh hoàng. Hộ nói câu cuối mắt nhìn phương xa. Đế giả giật bắn người. Hộ nói mỗi một câu đều là thật, khiến đế giả cực kỳ bất an, cảm giác bất an thậm chí lúc gã bị cường giả thiên vũ giới phong ấn cũng chưa từng có. Vì miễn có thiên thánh khí là đế giả sẽ không chết. Vì đế giả là khí linh của thiên thánh khí. Đế giả chết thì lục đạo ma binh sẽ mở lối vào ma giới ở thiên vũ giới khiến 2 giới không ngừng dung hợp. Nên cường giả thiên vũ giới không làm gì đế giả được, chỉ có thể trấn áp gã. Hiện tại đế giả chợt cảm nhận uy hiếp của cái chết, vì nơi này là ma giới, gã chết trong ma giới thì ma binh không có phản ứng.
người trước mắt không chỉ có lực lượng giết đế giả, cũng có kỹ pháp thu phục ma binh. Trận văn quanh A Hàm Trảm Cốt Đao là trận lấy thân hiến tế. Hộ đang thông qua thi triển trận pháp khiến tình biến thành khí linh A Hàm Trảm Cốt Đao rồi cướp lấy A Hàm Trảm Cốt Đao. Trên bầu trời gần đó đã pạ dần sóng, Bối Kinh Hoàng hiện hình, ánh mắt kinh hoàng khủng hoảng nhìn Hộ. Ngươi là... Hộ nhếch môi cười nói. Ha ha ha, còn bằng hữu cũ không quên ta. Bối Kinh Hoàng cảnh giác lấy ra pháp thụ kim luân che trước mặt mình, nghiến răng nói. Quả nhiên là ngươi, chủ địa giới, chọc khôn. Cái gì? Đế giả run bần bật nhìn người trước mắt, dường như nhớ ra điều gì. 10 vạn năm trước trong cuộc chiến hai giới, một trong 4 cường giả giới vương cảnh thiên vũ giới, chủ địa giới. Đế giả cắn răng nói. Sao ngươi đến ma giới và ma hóa chính mình? Hộ cười nói. Nói ra thì dài dòng. Vẻ mặt Hộ hồi ức. Nhưng hiện tại ta rất hưng phấn, không tâm tình tán gẫu chuyện xưa. Ma chủ đại nhân tung hoành xưa nay, xem như tồn tại số 1 số 2, giờ sắp thành cho, đại nhân có suy nghĩ gì không? Đế giả giống to. Nghĩ cái đầu ngươi, muốn giết ta, kiếp sau đi. Đế giả rót hết ma lực vào A Hàm Trảm Cốt Đao, 4 cánh tay sau lưng bắt ấn, gã định triệu hoán ra ma binh khác. Vi Thanh mỉm cười nói. Với lực lượng của ngươi đã không thể chiêu ra thanh ma binh thứ hai, hơn nữa ta tạm thời cũng chỉ có thể tiêu hóa một thanh, nên đừng phí công. Đôi mắt lam nhạt lóe sáng, cả người đế giả như rơi vào ánh sáng lam, ma khí ngưng tụ không ngừng tan biến. Lòng đế giả rung động. Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Đế giả hét thất thanh. Ngươi đã là người ma tộc tại sao có thể thi triển vật giới lực thiên vũ giới? Bối Kinh Hoàng cũng hoảng hồn. Nhanh chóng quyết định lấy ra thụ kim luân biến to mấy mẫu chém đi. Rầm. Một khí kình siêu mạnh oanh kích đến đánh vào kim luân, đánh bay nó. Bối Kinh Hoàng kinh hoàng nhìn quanh, quát to. Là ai? Thần thức không phát hiện có người nhưng Bối Kinh Hoàng ngửi được mùi hương nhẹ. Bối Kinh Hoàng giật mình phát hiện dưới mí mắt mình, chắc trước mặt hơn 30 trượng có một nữ nhân lạnh lùng đứng, cười khẩy nhìn gã. Mặt Bối Kinh Hoàng vặn vẹo, người run rẩy. Nữ nhân bình tĩnh đứng đó nhưng Bối Kinh Hoàng không cảm ứng được, chứng minh thực lực của đối phương hơ xa gã. Bối Kinh Hoàng khó khăn phun ra 2 chữ qua kẽ răng. Ma tôn. Nữ nhân gật đầu nói. Tôn chủ viện bộ, viện. Xem như tự giới thiệu, nữ nhân có vẻ rất lễ phép. Nhưng trong mắt viện tỏ rõ khinh thường, lạnh lùng như nhìn người chết. Bối Kinh Hoàng giận dữ nói. Chọc khôn. Uổng công ngươi ngày xưa là lãnh tụ thiên vũ giới lại tự cam đọa lạc thành ma, hơn nữa cấu kết với ma tôn ma tộc. Ha ha ha! Chọc khôn cười như điên. Bối Kinh Hoàng, trong ma giới có một việc rất tốt đó là con người thẳng tính, ít ai ngốc nghĩ một đằng nói một nẻo như ngươi. Ngươi thì chính nghĩa lắm, vậy ngươi đến hồ sâu này có ý gì? Hơn nữa ta từng gặp chủ giới thần bi, dường như không thể khống chế giới thần bi. Chắc vì lòng ích kỷ của ngươi không chịu nói cho hắn biết sự thật về khí linh đúng không? Hừ, mặt Bối Kinh Hoàng lúc xanh lúc trắng, biết khó chiếm lợi được, gã hừ lạnh xoay người hóa thành độn quang định trốn đi. Thật là nhức đầu, người thiên vũ giới đều thiếu não như ngươi sao? Viện phiền não vỗ đầu nói. Thực lực của ngươi chỉ có hư cực trong thiên vũ giới, hống chi bị giới lực ma giới áp chế, muốn trốn từ tay một ma tôn. Chỉ số thông minh thấp đến mức nào mới làm được điều này? Chọc khôn nói. Viện đại nhân đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng giết người đi. Pháp thụ kim luân trong tay hắn là đồ tốt. Viện gật đầu, biến mất tại chỗ. Bối Kinh Hoàng vừa chạy ra mấy ngàn trượng liền cảm nhận áp lực to lớn từ trên trời giáng xuống mang theo hơi thở chết chóc khủng bố. Bối Kinh Hoàng giống to. Chết tiệt. Pháp thụ kim luân lượn vòng trong tay Bối Kinh Hoàng diễn biến ra một phương thiên địa. Viện xuất hiện trên bầu trời, một tay cầm trường mâu, hồng anh phất phơ trước mắt. Viện đâm xuống. Rầm. Mũi thương trường mâu đâm vào thiên địa, pháp thụ kim luân phát ra âm rung kịch liệt nhưng vẫn không thể ngăn cản trường mâu. Bối Kinh Hoàng biến sắc mặt, gã biết thực lực giữa hai người chênh lệch. Về giới lực ma giới áp chế Bối Kinh Hoàng không lớn, dù ao trong tam thập tam thiên Bối Kinh Hoàng cùng ma chủ tồn tại 10 vạn năm, hấp thu nhiều ma khí, tu luyện ma công. Nên gã có chút kháng tính với giới lực. Nhưng lúc này áp lực nhỏ mấy cũng là ngá nặng lớn. Ầm 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 ầm. Kết giới pháp thụ kim luân vỡ nát, Bối Kinh Hoàng phun ngụm máu.
Bối Kinh Hoàng ném pháp thụ kim luân như ám khí, bản thân hóa thành độn quang chạy trốn. Viện nhởn miệng cười, thân hình yểu điệu lắc nhẹ chộp pháp thụ kim luân trong tay, trường mâu bắn xuyên qua. Thời gian đằng trước như ngừng lại, cơ thể Bối Kinh Hoàng khựng lại, bị trường mâu đâm thủng. Máu phun ra trên không trung, miệng gã phun máu, mắt dữ dằn. Ánh mắt đó phức tạp, không biết là độc ác, hối hận hay hồi ức, hoặc không cam lòng. Nhưng dù là gì thì Bối Kinh Hoàng không có mạng sống tiếp tục tình cảm đó, thân thể bị trường mâu đóng đinh dưới đất, máu chảy dọc xuống. Bối Kinh Hoàng cứ thế lặng lẽ chết. Viện vẫy tay, trường mâu bay về chợt lóe biến mất trong tay nàng. Xác Bối Kinh Hoàng ngã dưới đất, rất nhanh có nhiều sinh vật ma tộc đến xâm thực. Lòng đế giả chợt trùng xuống, liếc mắt thấy viện đã kết thúc chiến đấu, đừng đứng gần đó ngắm nghía pháp thụ kim luân. Chân ma pháp thân cũng bắt đầu rơi xuống thế yếu. Lực lượng của đế giả hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Minh Hỏa áp chế, cháy bỏng toàn thân. Ma nguyên, ý chí của đế giả tan vỡ. A Hàm Trảm Cốt Đao hoàn toàn mất đi khống chế, bắt đầu bị chọc khôn luyện hóa. Một lúc sau vẻ mặt đế giả hoảng hốt, sự sống sói mòn. Lý Vân Tiêu ở Thiên Vũ giới xa xôi đang trên đường về La Ma Diễn Na đột nhiên tinh thần rung động, cảm giác kỳ lạ lan tràn dưới đáy lòng. Cảm giác đó cực kỳ chân thật. Như có thứ gì bị người rút khỏi thân thể Lý Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, cảm ứng sinh mệnh đế giả yếu ớt. Đế giả, lục đạo ma binh. Mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập kinh hoàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người linh mục địch phát hiện trạng thái Lý Vân Tiêu khác lạ, tiến lên quan tâm hỏi. Vân thiếu gia, sao vậy? Lý Vân Tiêu im lặng một lúc, vẻ mặt buồn bã, hơi bi thương nói. Ta vừa rồi đột nhiên cảm giác đến đế giả đã chết. Đế giả, ma chủ. Những người khác giật mình. Phi Nghê ngây người, cười nói. Chết rồi chẳng phải càng tốt. Lý Vân Tiêu cười khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu nói. Có lẽ đi, nhưng ta và hắn từng có duyên phận lớn, một đường đi tới vừa là địch vừa là bạn, đế giả chết khiến ta hơi buồn. Linh Mục Địch nói. Ngươi không nên bi thương, lần này đã có rất nhiều người chết. Mỗi người chết có ý nghĩa với ta, với ngươi, với toàn thiên vũ giới lớn hơn đế giả. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu nói. Mục Địch đại nhân nói đúng. Linh Mục Địch nói. Nhưng đế giả dù gì là phân thân ma chủ, rất khó tưởng tượng sao hắn chết được. Có lẽ ma giới xảy ra biến động chúng ta không tưởng được, hãy thích ứng trong mọi hoàn cảnh đi. Lý Vân Tiêu gật đầu không đáp, nhưng lòng thầm thắc mắc cái chết của đế giả. Cùng thắc mắc với Lý Vân Tiêu còn có Tiểu Hồng ở hải ngoại, cũng rất giật mình. Cảnh Thất nhíu mày nói. Thiên tôn giả, người lại tinh thần không yên, là Lý Vân Tiêu lại sử dụng ma binh. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Ta không thể tu luyện tiếp, ta muốn đi Thiên Vũ Đại Lục một chuyến. Cảnh Thất sắc mặt khó xem nói. Người muốn tìm Lý Vân Tiêu. Mặt Tiểu Hồng lạnh băng nhìn Cảnh Thất, lạnh lùng nói. Ta đi tìm ai liên quan gì ngươi? Không thích thì cút. Tiểu Hồng nói không khách sáo, nạt xong hóa thành độn quang đi mất, hoàn toàn không để ý Cảnh Thất. Mặt Cảnh Thất như cương thi tràn đầy tức giận, oán hận. Nhưng rồi gã dậm chân, một quan tài vàng bay lên, Cảnh Thất ở trên quan tài đuổi theo Tiểu Hồng. Mấy canh giờ sau, đám người Lý Vân Tiêu ra khỏi đường hầm, trở về thành Viêm Vũ. Nhưng mới xuất hiện ở Thiên Vũ giới thì có người biến sắc mặt. Ma khí ngập trời ngưng tụ bên trên thành Viêm Vũ như cơn bão giông tố. Ma khí như mây đen kịt giáng xuống. Bắc Quyến Nam giật mình kêu lên, tràn đầy cảnh giác. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nơi đây cũng xuất hiện liệt khe hở? Mọi người cảnh giác nhìn quanh. Trận phòng ngự thành Viêm Vũ bị mở lớn nhất, từng luồng sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán từ trong thành. Nhìn ánh sáng nhạt đó thật ra ẩn giấu sát chiêu cực kỳ lợi hại. Cường giả trong thành lơ lửng trên cao yên lặng nhìn, dường như chờ giây phút ma khí rơi xuống. Ninh Linh Nhi trong viện thuật luyện, vẻ mặt lo âu trắng bệch. Giờ phút này trong thành hầu như trống rỗng, còn lại toàn là cường giả dưới thần đạo. Nếu bị ma tộc trùng kích thì chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận phòng ngự, nhưng đại trận có thể phòng thủ được bao lâu thì Ninh Linh Nhi không tự tin. Thiên Chiếu Tử an ủi Ninh Linh Nhi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại trận này hỗn hợp mấy chục trận hình khác nhau, xem như trận mạnh nhất đương thời. Nếu không được thì thập nhị kim nhân chưa hoàn thành cũng có thể phái lên ngăn cản một chút. Ninh Linh Nhi gật đầu nói.
ta không sợ thành phá, chết cũng không sợ. Ta chỉ sợ cơ nghiệp Vân Tiêu đại ca vất vả xây dựng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ lúc hắn trở về ta không cách nào ăn nói với hắn. Thiên Chiếu Tử nhíu mày nói. Ta thật không hiểu hắn có gì hay, người đầy khuyết điểm lại giỏi lừa nữ hài tử khén ai nấy không oán không hối đi theo hắn. Ninh Linh Nhi mỉm cười, nụ cười đau khổ, trong đầu hiện ra thân hình Lý Vân Tiêu. Không biết đời này có còn gặp lại nhau. Thiên Chiếu Tử nói. Uy ma khí khổng lồ nhưng mãi không thấy ma tộc, chưa chắc tệ hại như chúng ta nghĩ. Nếu chỉ là ma khí xâm nhập thì hoàn toàn không đáng lo. Ninh Linh Nhi khẽ thở dài. Chỉ mong được vậy. Tuy nói thế nhưng trong lòng mỗi người rõ ràng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ma khí ngập trời, tất nhiên có khe hở quanh đây hoặc mưu đồ nhằm vào thành Viêm Vũ. Trên không trung, Lý Vân Tiêu nhìn ma khí chăm chú, đôi mắt biến thành màu khác nhau. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú một lúc sau biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Tiêu, đây không phải ma tộc xâm nhập mà ma khí này là. Phong ấn ma chủ Phổ thả lỏng. Đầu Lý Vân Tiêu lóe tia sáng hiểu ra. Chắc chắn Phổ cảm nhận được đế giả chết nên tức giận xông phá phong ấn. Linh Mục Địch kinh ngạc hỏi. Bọn họ chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Tại sao sẽ tức giận? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Quan hệ giữa đế và Phổ rất kỳ diệu. Hai người vốn đồng nguyên, bây giờ không chỉ đế giả chết còn có A Hàm Trảm Cốt Đao mất, nhất định khiến ma chủ Phổ rất tức giận. Vĩnh Sinh Chi Giới kinh kêu. Với thực lực hiện tại của chúng ta có thể ngăn được ma Phổ tức giận không? Lý Vân Tiêu lập tức nói. Không biết, nhưng nếu có hộ thành đại trận thêm vào chúng ta thì hơn phân nửa miễn cưỡng có thể đi. Dù sao không phải chúng ta giết đế giả, Phổ muốn điều tra cũng nên về ma giới. Chúng ta về thành trước. Lý Vân Tiêu nói xong mấy người vội vàng chạy như bay xuống. Lý Vân Tiêu thấy ngay Đinh Linh Nhi trong viện thuật luyện sư, la lên. Linh Nhi, mau mở hộ thành đại trận ra cho chúng ta tiến vào. Đinh Linh Nhi thấy Lý Vân Tiêu thì người run rẩy, mừng như điên, khóc thút thít vì mừng quá. Mau, mau mở trận quang để nhóm Vân Tiêu đại ca đi vào. Đinh Linh Nhi vội truyền lệnh, vì gấp quá nên hơi hơ ngơ. Viên Cao Hàn đột nhiên ngăn Đinh Linh Nhi lại. Không được. Viên Cao Hàn trầm giọng nói. Đám người Lý Vân Tiêu sao có thể về vào lúc then chốt này được? Ta nghi ngờ có trá. Đám người này rất có thể là ma tộc biến ra lừa chúng ta, vừa mở cửa thành liền có nguy hiểm. Đinh Linh Nhi sửng sốt sau đó lắc đầu nói. Nhưng lỡ như đúng là nhóm Vân Tiêu đại ca thì sao? Viên Cao Hàn nói. Lý trí một chút đi. Sao Lý Vân Tiêu có thể về vào lúc này được? Ninh Linh Nhi ngước lên nhìn chăm chú bầu trời, kiên quyết nói. Ta tin tưởng đó thật sự là Vân Tiêu đại ca. Viên Cao Hàn nhíu mày hỏi. Dựa vào cái gì? Ninh Linh Nhi kiên định nói. Trực giác. Viên Cao Hàn nạt. Trực giác, ha ha, đại địch trước mắt mà ngươi nói là bằng vào trực giác, không thấy buồn cười sao? Không đáng cười chút nào. Ninh Linh Nhi lạnh nhạt nói. Ngươi không có trực giác thì dựa vào cái gì phán định không là thật sự. Trong tình huống không thể xác định, ta sẽ giải quyết theo chiều hướng thật. Viên Cao Hàn biến sắc mặt nói. Không thể xác định thật giả thì càng nên giải quyết theo hướng giả sao. Ninh Linh Nhi mỉm cười nói. Vì các ngươi quá chú ý an nguy của thành Viêm Vũ, còn ta chú ý an nguy của Vân Tiêu đại ca. Thành Viêm Vũ thì nếu Vân Tiêu đại ca không còn, ta không thèm lo nó chết sống thế nào. Ninh Linh Nhi trầm giọng quát, mệnh lệnh truyền đi xa. Ta ra lệnh mở hộ thành đại trận. Viên Cao Hàn căng thẳng định ngăn cản nhưng bị Thiên Chiếu Tử kéo lại, lắc đầu với gã. Trên bầu trời, Lý Vân Tiêu hét to. Viên Cao Hàn, đồ ngu này, dám nói bản thiếu gia là giả. Lúc ngươi ở trong giới thần bi của ta mỗi ngày lén tự sướng dưới Phương Thốn Sơn, ta còn chưa nói chuyện này với ai. Phụt! Viên Cao Hàn phun búng máu, tức giận quát. Chết tiệt, ngươi, ngươi ôm miệt ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, giễu cợt nhìn Viên Cao Hàn. Hừ, có phải ôm miệt hay không tự ngươi hiểu. Viên Cao Hàn cảm thấy rất uất ức, ánh mắt người xung quanh nhìn gã là lạ, như mang theo châm biếm. Thiên Chiếu Tử cũng. Viên Cao Hàn run giọng nói. Sư tôn, tuyệt đối không có việc này, Lý Vân Tiêu ngậm máu phun người ôm miệt ta. Thiên Chiếu Tử ho khan ngắt lời. Rồi rồi. Tất nhiên vi sư tin tưởng là hắn o miệt ngươi.
nhưng người này hơn phân nửa chính là Lý Vân Tiêu, chỉ có hắn mới vô lý như vậy. Viên Cao Hàn đã không có tâm trạng quan tâm Lý Vân Tiêu thật giả, gã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ lạ, lòng chìm xuống, tay chân lạnh lẽo. Khụ khụ, Viên Cao Hàn đại nhân không cần nản vậy, đều là nam nhân, chúng ta thông cảm. Mục Trang hắng giọng, nghiêm túc nói. Mọi người thấy có đúng không? Thông cảm phải không? Đúng đúng, đều thông cảm, cùng là nam nhân, ha 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 ha. Các thuật luyện sư đồng ý, bộ dạng không sao, không cần sợ, chúng ta đều hiểu. Phụt, Viên Cao Hàn hộc máu té cái bịch xuống đất. Viên Cao Hàn mơ hồ còn chút thần trí nghe bên tai truyền đến các loại thanh âm. Ai, quả nhiên là thương thân quá độ, hở chút liền té. Người xưa có câu, làm ít tỉnh táo, làm nhiều thương thân, làm quá thì thành cho. Người xưa nói đúng. Ai, không ngờ bắt đến một đại thuật luyện đại sư cũng chạy không khỏi chuyện tục này. Nhảm, Viên Cao Hàn đại nhân cũng là nam nhân, trừ phi thiến ngươi. Viên Cao Hàn nằm dưới đất cảm thấy hai mắt tối sầm không còn nghe được gì, đã xỉu. Rất nhanh hộ thành đại trận mở ra. Đám người Lý Vân Tiêu nối đuôi nhau đáp xuống, bay vào viện thuật luyện. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, vẻ mặt vội ội. Ủa, Viên Cao Hàn đại nhân làm sao vậy? Ninh Linh Nhi không kiềm được xì cười, nàng che miệng nói. Vì ngươi vạch áo đại nhân cho người xem lưng nên đại nhân tức giận xỉu. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tố chất tâm lý thế này. Thôi, không nhắc. Thiên Chiếu Tử nhìn mấy người bị thương nặng, lòng rung động mạnh. Thiên Chiếu Tử run giọng hỏi. Những người khác đâu? Vẻ mặt mấy người buồn bã. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Trừ một ít chiến hữu bị thương nặng còn ở trong giới thần bi của ta ra, các chiến hữu khác đều. Bỏ mình. Trong viện thuật luyện thoáng chốc cực kỳ yên lặng, không có bất cứ thanh âm. Nặng nề, căm hờn tràn ngập trong viện, mỗi người cảm thấy ngực nặng trịch không thở nổi. Ninh Linh Nhi che miệng kêu lên. Hồng Nhan tỷ tỷ và Vân Thường tỷ tỷ đâu? Lý Vân Tiêu nói. Hai nàng chỉ bị thương, đang tĩnh dưỡng trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra. Có khoảng hơn 30 người bị thương, nhờ Thiên Chiếu Tử đại nhân chăm sóc. Mọi người trong lòng run lên, số lượng này ít hơn bọn họ dự đoán. Cường giả thần đạo trong thành Viêm Vũ hầu như toàn bộ xuất chiến, trước sau hơn 400 người lại chỉ có 1/10 trở về. Ực ực, Thiên Chiếu Tử cảm giác cổ họng khô khốc, biết hiện tại không phải lúc bi thương. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói. Vân Thiếu gia yên tâm, cứ giao những người này cho ta, miễn không chết thì chắc chắn sẽ sống. Thiên Chiếu Tử lập tức chỉ huy thuộc hạ cách ly những người bị thương, đưa vào mật thất trị thương. Lý Vân Tiêu nói. Ba vị đại nhân Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh, Ục Trang, ta có vài ý tưởng muốn nói với ba vị. Thiên Chiếu Tử nói. Có ý tưởng gì chờ chút nữa nói, bây giờ ma khí đầy trời, e rằng sắp có đại chiến. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ma khí này không phải ma tộc xâm nhập mà là ma phổ sắp thoát khốn. Cái gì? Mọi người hết hồn, quay sang nhìn nhau. Thiên Chiếu Tử vội hỏi. Nên giải quyết thế nào? Lý Vân Tiêu nói, ma chủ phổ thoát khốn là chuyện sớm hay muộn, không thể ngăn cản. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, chờ ma phổ hoàn toàn đi ra rồi tính. Mới có ma khí trong cơ thể phổ phát ra, không biết bao lâu mới hoàn toàn ngưng tụ chân thân. Thiên Chiếu Tử nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ hắn đi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tự lo thân còn không xong thì còn cách gì? So với những ma tộc xâm nhập thì ta cảm thấy phổ đem đến nguy hại nhỏ hơn nhiều. Thiên Chiếu Tử nói. Vân Thiếu gia nói cũng có lý, nếu chỉ là ma chủ phổ bị phong ấn 10 vạn năm thì nguy hại có lẽ không lớn như trong tưởng tượng. Chúng ta hãy đề phòng, chờ ma phổ xuất hiện thì nói chuyện với hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói với đám người Lam Nham chủ đứng sau. Các người đi nghỉ ngơi đi, chốc nữa có lẽ sẽ có đại chiến. Đám người Lam Nham chủ không khách sáo, Đinh Linh Nhi vội phái người dẫn bọn họ đi bế quan. Lý Vân Tiêu nói chuyện với đám thuật luyện sư Thiên Chiếu Tử, kể tỉ mỉ thành lũy di động, chiến binh, chiến giáp. Mắt Thiên Chiếu Tử sáng rực sau đó vụt tắt. Chiến binh, chiến giáp không khó, khó là làm sao khắc chế và phòng ngự ma khí. Mục Trang nói, kết cấu đảo thông thiên cực kỳ phức tạp, không thể kiến tạo ra trong thời gian ngắn. Mấy năm qua Mục gia chỉ có một tòa đảo thông thiên.
Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta biết rất khó khăn nhưng hai vị đừng đả kích ta vậy đi. Cái gọi là con người làm ra tất cả, chuyện chiến binh, chiến giáp có một người một vật có lẽ sẽ giúp được. Trong ánh mắt tò mò của Thiên Chiếu Tử, giới thần bi lóe ánh sáng, một thân hình lảo đảo hiện ra. Tay chân, cổ người đó bị các hoa văn mỏng nhỏ màu vàng khóa lại, là sợi xích pháp tắc của giới thần bi. Nhiều người nhận ra người trước mắt, kinh kêu. Bạc Phú Kình. Bạc Phú Kình nhìn quanh, biến sắc mặt trầm giọng hỏi. Đây là đâu, các ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu lấy một thứ ra đưa cho Thiên Chiếu Tử. Đây là ma nguyên tỏa mà Kỷ Thắng Phong truyền con nối xuống dưới, có thể kháo lại lực lượng ma nguyên. Nhưng trong chiến đấu lúc trước nó bị tổn hại, người này là đệ tử của Kỷ Thắng Phong, chắc biết vài chuyện. Thiên Chiếu Tử mừng rỡ nâng ma nguyên tỏa trong tay quan sát cẩn thận. Có thứ này tham chiếu cộng thêm Bạc Vũ Kình hỗ trợ chắc sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra về cơ tương ứng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Bạc Vũ Kình giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng giải phong ấn trên người hắn. Nếu có tình huống gì thì cứ giết chết, tuyệt đối không được để hắn trốn. Bạc Vũ Kình biến sắc mặt nghiến răng nói. Ta không biết chuyện ma nguyên tỏa. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói vậy là Vũ Kình huynh không có giá trị. Lý Vân Tiêu nói với Thánh Ma Điện. Nếu người này không có giá trị hãy trực tiếp triệu tập một đám thuật luyện sư, kết trận siêu hồn hắn đi, rút ra mỗi mảnh ký ức. Mặt Bạc Vũ Kình thời xám như cho tàn, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, đồ xúc sinh. Bạc Vũ Kình tức giận gầm giống làm khuôn mặt biến hình vặn vẹo, các ma văn trải rộng toàn thân. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Vũ Kình huynh đừng tức giận, ta đang nghiên cứu cách trừ bỏ ma hóa đây. Nếu có điều thành tựu và huynh không chết thì người thứ nhất sẽ dùng cho huynh. Mục Tinh mở miệng nói. Ta từng quan sát cấu tạo đảo thông thiên, muốn hoàn toàn luyện chế ra đúng là phí thời gian và sức lực, nhưng nếu chỉ vì theo dõi khe hở, làm chỗ chiến đấu thì có thể làm đơn giản. Ta sẽ nhanh chóng làm vài mô hình, trong thời gian ngắn sản xuất hàng loạt. Không đợi Mục Trang nói chuyện, Mục Tinh trực tiếp ra lệnh. Kêu tất cả người Mục gia đến thành Viêm Vũ. Mang đảo thông thiên đến luôn. Mục Trang ngây người, thầm cười khổ. Lão Tổ Tông đã lên tiếng thì gã cũng không phản đối được. Huống chi tình huống bây giờ cực kỳ gấp gáp, Mục gia cũng có trách nhiệm gánh vác trong thời buổi khó khăn. Mục Trang đáp ngay. Vâng, ta đi làm ngay. Mọi người lo công việc của mình. Đinh Linh Nhi nói. Vân Tiêu đại ca, ngươi cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu ma chủ phổ đến ta liền kêu ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn người mình, thấy vết thương đã lành hết, nhưng tiêu hao chân nguyên khó thể phục hồi trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu không tâm tình nghi ngơi, hắn suy nghĩ chuyện ma phổ, không biết sẽ rắc rối bao lớn. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ thì ma khí trên bầu trời đột nhiên sôi trào chậm rãi ngưng tụ khuôn mặt ma phổ, mờ nhạt như làn khói. Ma phổ nhìn chăm chú trong thành. Tất cả vũ giả trong thành đã choáng váng, hoảng loạn. Lý Vân Tiêu cũng giật nảy mình. Hắn bay lên cao, dưới hộ thành đại trận, đối diện khuôn mặt ma tộc. Ma tộc nhìn Lý Vân Tiêu, mắt bắn ra tai tàn nhẫn quát to. Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phổ đại nhân, lâu không gặp. Các vũ giả thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện thì kêu lên. Thành chủ, là thành chủ đại nhân. Không khí khủng hoảng quét sạch. Đôi mắt ma phổ âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Đế giả đã chết, chắc người biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta cũng có điều cảm ứng nhưng không thể khẳng định, có vẻ là thật. Phổ đại nhân và đế chẳng phải là đối đầu sao? Tại sao tức giận như vậy? Ma phổ giận dữ hừ mạnh. Hừ, đế già chết sống thế nào ta không quan tâm, hắn chỉ là một phân thân của đế. Quan trọng là đế già làm mất lục đạo ma binh, ngươi hiểu ý nghĩa trong đó không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không rõ ràng. Ma phổ tức điên mắng. Phế vật, ta biết ngay ngươi không hiểu gì hết, ngươi có biết làm sao để có được hai lục đạo ma binh không? Lý Vân Tiêu sửng sốt, trầm ngâm nói. Ta chưa từng suy nghĩ việc này, trong ấn tượng của ta thì có được đế chi ma nguyên, hơn nữa thu nạp người thừa kế vào trong liền có thể triển ra lục đạo ma binh. Hừ, nôn cạn. Ma phổ lạnh lùng nói. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lý do phân thân ma nguyên của ta có thể vận dụng lục đạo ma binh vì chúng ta là linh ma binh. Lục đạo ma binh là thiên thánh khí của ma giới, vật không thể luyện hóa, chỉ có lấy thân hiến tế hóa thành khí linh mới sử dụng được.
việc này vốn là bí mật lớn trong ma giới nhưng hiện giờ cũng không có gì phải giấu nữa, bởi vì ta vừa mới phát hiện, A Hàm Trảm Cốt Đao đã mất. Lòng Lý Vân Tiêu rung động, đầu có xoay chuyển nhanh, nhiều tin tức ùa vào đầu hắn. Lý Vân Tiêu giật mình vì A Hàm Trảm Cốt Đao mất, nghĩ ngay đến giới thần bi, dường như hai cái có mối liên kết gì đó. Ma Phổ tiếp tục bảo, cách tế luyện lục đạo ma binh rất kỳ dị, là một bộ thần thông cực kỳ nghiêm khắc. Nói đến thì chân ma pháp thân, chân ma pháp tướng cũng là một trong thần thông thuật tế luyện truyền lưu lại. Toàn ma giới vốn ta nghĩ chỉ mình ta biết, không ngờ có người khác tập được. Người này chắc chắn là dụ đế giả vận chuyển ma binh rồi mượn cơ hội tế luyện A Hàm Đao. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đại nhân phân tích có lý, nhưng ma binh đã mất thì cũng hết cách, tức giận cũng không lấy lại được. Ngây thơ. Ma Phổ tức giận nói. Nếu chỉ mất ma binh thì ta không tức giận thế này. Đừng quên đế giả chết, ý chí ma nguyên bổn tọa cũng bị đối phương có được. Nếu đối phương luyện hóa truyền thừa của ta, rút ra 5 ma binh khác thì... Lý Vân Tiêu dùng mình, hắn hiểu ngay ý của Ma Phổ. Ma Phổ nhìn biểu tình ngạc nhiên ngây người của Lý Vân Tiêu, lạnh lùng cười. Bây giờ đã rõ sự việc nghiêm trọng đi, nếu không sớm tìm ra, giết người này thì tiếp theo sẽ là 5 ma binh lần lượt mất, đời này đừng hòng lấy lại. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Khi đó giết người kia cũng không lấy lại được sao? Ma Phổ nói. Trừ phi hắn triệu hoán lục đạo ma binh ra bị ta lần lượt tế luyện lại, nếu hắn không triệu hoán mà chết, khí linh ma binh chết đi lục đạo ma binh sẽ rơi các góc ma giới. Muốn tìm từng cái là vô cùng khó khăn, ngày xưa bổn tọa vì thu gom 6 khí mà hao phí sức lực hơn xa ngươi tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu rõ những gì ngươi nói, nếu lục đạo ma binh bị cướp cũng là tổn thất to lớn cho ta. Rắc rối hơn là sau ma binh rơi vào tay đại ma khác, sẽ là tai họa lớn cho thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nói. Phổ, chúng ta bây giờ đứng chung một chiến tuyến. Ma Phổ lạnh lùng nói. Nên ngươi lập tức giải phong ấn cho ta ngay, cùng ta vào ma giới. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vào ma giới. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Bảo ta vào ma giới thì tuyệt đối không thể, chuyện giết người kia có ngươi là đủ rồi, thêm ta cũng không giúp ích bao nhiêu. Ma Phổ châm chọc nói. Ngươi đang sợ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Mặc kệ ngươi nói sao, ta một mình theo ngươi vào ma giới, sợ là mới đi vào đã bị ngươi xem như thuốc bổ nuốt luôn. Ma Phổ nói, ta là loại người trong lúc nguy cấp không biết chừng mực sao. Ta chỉ muốn tìm ngươi giúp đỡ. Lý Vân Tiêu nói, miễn bàn chuyện ta vào ma giới đi, có thể thả ngươi ra đất phong ấn. Ma Phổ lặng thịnh, lên tiếng. Có phải ngươi sợ mình vào ma giới sẽ bị giới lực áp chế? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đi ma giới nên không tưởng tượng vấn đề này, chẳng lẽ ta sẽ không bị? Ma Phổ cười to bảo. Ha ha ha, buồn cười quá, trên người của ngươi có truyền thừa thần thông ý chí của ta, nắm giữ lục đạo ma binh, dù là người ma tộc bị áp chế thì ngươi cũng sẽ không, vậy mà ngươi còn lo lắng đi ma giới cùng ta. Với tu vi thần thông hiện tại của ngươi nếu ta có ý đồ gì thì ngươi rất dễ chạy trốn. Lý Vân Tiêu ngây ra, đúng là hắn không nghĩ tới vấn đề này nhưng hắn không thể vào ma giới ngay lúc này, dù lục đạo ma binh bị cướp thì hắn cũng không thể đi. Lý Vân Tiêu nói, đừng nói nhiều, ta lập tức thả đại nhân ra ngay nhưng sẽ không cùng đi đến ma giới. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn mấy người khác. Đám người Linh Mục Địch, Lam Nham chủ đứng đó, tuy chưa khỏe hẳn nhưng khi Ma Phổ xuất hiện liền vội chạy tới. Bọn họ nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu lê in hiểu lòng hắn. Muốn bọn họ đi cùng để tránh xảy ra biến cố. Thế là mấy người bay lên cao, cùng Lý Vân Tiêu biến mất trên bầu trời thành viêm vũ. Khuôn mặt Ma Phổ nhạt dần trên hộ thành địa trận, ma khí đập trời tán đi, dần biến mất. Ngay sau đó, cách thành viêm vũ mấy trăm dặm, một ma quang kinh thiên từ dưới đất bắn lên, chấn phạm vi mấy trăm dặm cảm ứng rõ rung động. Ma khí cường đại hóa thành cây cột bắn lên bầu trời vô biên. Thân hình Ma Phổ ngưng tụ phía chân trời lạnh lùng nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, khí thế cường đại chất chứa thô bạo, sát khí bắn ra. Mấy người Lý Vân Tiêu âm thầm đề phòng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đại nhân đã ra phong ấn chẳng lẽ muốn ở lại thành viêm vũ ngắm cảnh? Ma Phổ trầm giọng hỏi. Ngươi thật sự không theo ta đi ma giới? Lý Vân Tiêu đáp. Tất nhiên là thật.
biểu tình Ma Phổ phức tạp, tức giận hừ mũi xoay người đi. Ma Phổ rời đi, ma khí đầy trời cũng biến mất trên bầu trời. Thật lâu sau, xác định Ma Phổ đã rời đi mọi người mới thở phào. Linh Mục Địch nói, không ngờ đến ma giới lại xảy ra biến cố lớn như vậy, không biết là tốt hay xấu cho chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, dẫn Ma Phổ về ma giới là tốt, nếu lục đạo ma binh thật sự rơi vào tay người khác là chuyện cực xấu. Giờ thật là không biết đâu là phúc, đi một bước xem một bước đi. Mọi người thở dài, thời cuộc hiện tại quá hỗn loạn, không ai dám nói rõ ràng chính mình có thể khống chế tương lai, chỉ đành đi từng bước. Linh Mục Địch gật đầu nói, dù tương lai như thế nào, làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, luôn ghi nhớ lời đại nhân dạy bảo, cúc cung tận tụy tử chết không chối từ. Mấy người buồn bã về thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu kêu Linh Mục Địch ở lại, chờ đám người rời đi, hắn lấy thân thể phong yếu ly để lại ra khỏi giới thần bi đặt trong mật thất. Lý Vân Tiêu nói, thân xác này có chỗ hữu dụng với đại nhân không? Linh Mục Địch kinh kêu, họa đấu chân thân. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, đại nhân khả còn nhớ được pháp thân của tù trên Bắc Hải không? Ta vốn định lấy thân thể đó đại nhân dùng, nhưng tù là con chân long, thân thể rất khó luyện hóa. Họa đấu chân thân không thua kém pháp thân của tù bao nhiêu. Linh Mục Địch nhìn thân thể kia, mắt hấp háy tia sáng, không biết đang suy tư chuyện gì. Lý Vân Tiêu cũng không thúc giục, yên lặng chờ Linh Mục Địch lựa chọn. Dù sao chuyện này liên quan đến tu hành tương lai, là việc lớn. Một khi thay đổi thân thể thì khó mà thay đổi. Thật lâu sau Linh Mục Địch nói, thật ra họa đấu chân thân này mới thật sự thích hợp ta, càng thích hợp hơn thân thể long tộc. Bất cứ linh hồn đoạt xá đều gặp thân thể vốn có thể bài xích, trừ phi là ác linh rất đặc biệt. Thân thể càng cường đại thì phản phe càng mạnh, khiến ta đoạt xá pháp thân của tù chưa chắc thành công, không chừng mất luôn mạng sống. Họa đấu chân thân thì khác. Lý Vân Tiêu bác học đa tài, nghe Linh Mục Địch nói liền hiểu ý. Lý Vân Tiêu tiếp lời. Họa đấu chân thân đầu tiên là bị phong yếu ly đoạt xá, đã bị đánh tan xua đuổi ý chí của thân thể, giờ Mục Địch đại nhân ký túc vào thì càng dễ hơn nhiều. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Đúng vậy. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Đại nhân hãy nhanh chóng dùng hân xác này đi, pháp thân của tù thì ta khiến ác linh chiếm cứ, vậy là thêm một vị cường giả pháp thân cảnh. Hiện ác linh còn tồn tại trong thân thể sử tộc Bát Bộ Yêu tộc. Thực lực chỉ đến đỉnh vũ đạo, rất khó phát huy tác dụng. Nếu thay pháp thân của tù thì ác linh sẽ trở thành lực lượng đỉnh cao thiên vũ minh ngay. Linh Mục Địch nói. Vậy là tốt nhất, ta luyện hóa thân hình này sẽ mất một thời gian, chuyện thu phục pháp thân của tù e rằng ta khó đi cùng các ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân yên tâm, pháp thân của tù không trốn thoát được, con cá sấu ngốc vẫn đang theo dõi hắn. Linh Mục Địch gật đầu nói. Chóc khi ta bế quan còn phải giúp Vân Thiếu ra đi làm một chuyện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì? Linh Mục Địch đáp. Thu phục yêu tộc, hòa hợp bọn họ vào hệ thống công phòng thiên vũ minh, không thể để bọn họ toàn hưởng thụ ích lợi mà không cống hiến lực lượng. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Cuộc chiến thành Hồng Nguyệt lần này rất thảm khốc, trừ mạch ra không thấy bóng dáng yêu tộc, tuy hiện tại yêu tộc sa sút nhưng đúng là nên cống hiến lực lượng. Lý Vân Tiêu nói. Ta sẽ kêu mạch đi làm, với thực lực hiện tại của hắn thì trở thành một yêu hoàng mới đã là sự thực không thể chối cãi. Nhưng phải qua ngài đồng ý, nếu ngài chịu thì chuyện đơn giản rất nhiều. Linh Mục Địch nói, ngài đúng là nhân vật hết sức quan trọng, lại biết điều. Nếu ngài cũng tham gia viện thuật luyện chúng ta thì tốt quá. Lý Vân Tiêu nói, chuyện này chắc không khó. Hai người đi tới chỗ yêu tộc ngụ trong thành, dọc đường nhiều yêu tộc kính sợ Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch. Vì Đinh Linh Nhi ra lệnh chuyên môn phân chia một khu vực cho đám người yêu tộc, nhân tộc không được vào quấy rầy nên dọc đường đi không thấy một vũ giả nhân loại. Rất nhanh tin tức hai người đến truyền vào, ngài tự mì ra nghênh tiếp. Hai vị minh chủ chăm sự bận rộn lại có rảnh đến yêu bộ ta, xin thứ lỗi ngài không tiếp đón từ xa. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc nhau. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Ngài tiên sinh, hiện tại có chuyện rất gấp. Chúng ta không nhiều thời gian nên không khách sáo với tiên sinh, nói thẳng ý định đến đây. Ngài thầm giật mình, dường như đoán được cái gì, vội nói. Hai vị không cần khách sáo, mời vào trong.
ba người vào phòng khách, ngài khiến các phó tổng bưng quỳnh thương ngọc quả lên, phẩy tay đuổi đi. Ngài nghiêm túc hỏi, không biết hai vị đại nhân đến vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói thẳng, từ sau khi yêu hoàng hoang đại nhân chết, tuy lấy tiên sinh dẫn đầu, nhưng tiên sinh dù sao là huật luyện sư, sợ rằng khó thể thống lĩnh lâu dài. Theo ý ta nên truyền yêu hoàng mới. Ngài sửng sốt, trầm ngâm giây lát. Ý của hai vị minh chủ là đề cử Mạch Lam yêu hoàng. Lý Vân Tiêu cười nói. Thật ra chúng ta không soi thì ngài tiên sinh cũng có ý đó đúng không? Ngài gật đầu nói. Đúng là ta có ý này. Ta nói thẳng vậy, điểm then chốt là Mạch là người Vân thiếu gia. Ánh mắt ngài trở nên sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch hiểu ý ngài. Ngài có thể chấp nhận Mạch trở thành yêu hoàng, nhưng không thể nhận việc yêu hoàng bị người khống chế. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha ha, ngài suy nghĩ nhiều. Ước định của ta và Mạch tiên sinh chỉ trong chuyện đối kháng ma kiếp, những việc khác tuyệt đối không làm phiền Mạch.